a à, đọa thế hoàng tuyền tổ địa, tiếng kêu rên rung trời. Thần minh truyền thừa, bị giết thi hoành khắp nơi. Không biết khi nào, dưới ánh trăng tiếng kêu thảm thiết mới mai một. Hạ man, lưu thủ đọa thế hoàng tuyền cường giả, đều bị chu sát, vô luận là núi cao, vẫn là cung điện lầu các, đều bị san thành bình địa, hảo hảo một mảnh tiên thổ, thành một mảnh phế tích. Triệt, thủy thần ra lệnh một tiếng, toàn thể lui lại. Tu luyện tài nguyên sao, nửa điểm chưa cho người lưu. Bọn họ đi rồi chưa bao lâu, đọa thế cổ thần liền dẫn người giết trở về. Mắt thấy tổ địa đã thành một mảnh phế tích, đọa thế cổ thần cũng chưa đứng vững. Đáng chết! Hắn này một tiếng thét dài, chấn thiên địa lay động. Đồng dạng giống giận, đại thiên cổ thành bên kia cũng có. Tất nhiên là hoàng tuyển thần quân, như cái nổi cơn điên kẻ điên. Một trận chiến này, hắn đọa thế hoàng tuyển đánh dữ dội thảm thiết A. liền này, cũng chưa bắt được vĩnh hằng thể, quá hắn nương ghê tởm nhìn chúng thần, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, thật tốt một cái cơ hội, cố tình ra biến cố, nếu sớm biết có đại thần thông giả âm thầm tương trợ, bọn họ còn sẽ đem hố đảo lớn hơn nữa chút. Việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn, khô diệt thần quân ý vị thâm trường nói. Chúng thần không dị nghị, cần thiết đem triệu bân lộng chết, nếu không năm nào tất thành họa lớn. Như vậy nghĩ, chúng thần đều nhìn phía Thái Thượng Thiên Tôn, này tôn thần cùng mộng ma một mạch, tổ tiên là có sâu xa, từ Thái Thượng Thiên Tôn ra mặt, chưa chắc không thể đem kia tôn thần thỉnh xuống dưới, không cần mộng ma giúp quá lớn vội, đứng vững mộng chi đạo là được, tỉnh triệu bân lại chạy. Ngô tạm thời thử một lần. Thái thượng thiên tôn đạm nói, lên trời mà đi. Chúng thần chưa ở lâu, cũng từng người làm chuẩn bị. Cho hay tan cuộc, đám đông biển người dần dần thối lui. Chúng thần lại ăn mệt. Quần chúng đều là, đều chưa đã thèm chung tới như vậy một câu. Lại, vì cái gì nói lại, bởi vì ba năm trước đây đã ăn qua một lần. Có thể làm chúng thần liên tiếp ăn mệt, có thể nói Triệu Bân không phải một nhân tài. Đến tận đây khác, bọn họ đều không biết kia tiểu tử là như thế nào chạy ra sinh thiên. Nói đến Triệu Bân, giờ phút này đã ở vực môn thông đạo, trừ bỏ hắn, mây khói cùng Nguyệt Thần, còn có không ít thân hiếu, đều là lúc trước chạy tới xem đại chiến, đều bị Nguyệt Thần cấp mang theo trở về. Quả nhiên, vẫn là làm điểm động tĩnh ra tới, tìm người tương đối dễ dàng nàng có lẽ sẽ xuống dưới nguyệt thần từ từ một ngữ ai triệu bân một bên vì thân hữu rèn luyện thân thể một bên nói mộng ma mộng ma nghe chi triệu bân không khỏi nhăn hạ ánh mắt có quan hệ kia tôn thần minh truyền hắn đã nghe qua không ngừng một lần cũng là tu mộng nói cực kỳ khủng bố lần này mây khói đem hắn xả đi vào giấc mộng cảnh chúng thần tất có phát hiện chưa chừng thật sẽ đem kia tôn đại thần mời đến tiên giới nhìn nguyệt thần biểu tình liền biết mộng ma thực khó giải quyết. Cố tình, nguyệt thần trạng thái không tốt, bị luân hồi tước chân thân. Thật muốn đối thượng mộng ma nói, Tú Nhi chưa chắc là nàng đối thủ. Mọi người lại hiện thân, đã là một phàm nhân thôn xóm nhỏ, thôn xóm chung, đều là thân hiếu, đều là mây khói cứu, tư không kiếm nam, tô vũ, vô niệm, màn đằng bọn họ đều ở trong đó, nhìn thấy triệu bân kia một cái chớp mắt, đều sửng sốt một chút, thứ này, còn sống đâu. Đừng nhìn đan sen không lớn, còn cất dấu kinh nghỉ đâu triệu bân vô phát hiện nguyệt thần lại là liếc mắt một cái hiểu rõ thôn xóm chỗ sâu trong chôn bốn thanh kiếm đều là nhiễm huyết trong đó một phen triệu bân còn nhận được nãi kiếm thánh binh khí mặt khác tam thanh kiếm cũng đều tự mang kiếm ý cực kỳ bá đạo nếu là sở liệu không kém nãi kiếm ma kiếm tôn cùng kiếm hoàng pháp khí nào tìm triệu bân nhìn về phía mây khói đến tự bản tôn cảnh trong mơ Mây khói một tiếng thở dài. Nói lời này khi, trên người nàng lại hiện ra mộng tiên bóng dáng. Triệu Bân hai mắt híp lại, mây khói cùng mộng tiên sợ thật hợp thể. Có không sống lại tứ đại kiếm tu, Triệu Bân xem chính là Nguyệt Thần. Có lẽ, Nguyệt Thần hồi hàm xúc, tùy đồng dạng có huyết, nhưng huyết chung đều không linh, này cùng khi minh còn không giống nhau, nàng tiểu sư đệ là tu luân hồi, nàng nhưng bóp méo pháp tắc, kiếm thánh bọn họ chưa đề cập này nói, muốn kéo về thế gian, khó nhập lên trời tiểu sư thúc, người đâu? Chính nói khi, chợt thấy một đạo thần phù tỏa sáng. Nãi thủy thần truyền âm, bên trong còn ồn ào một mảnh. Ờ, triệu bân cầm thần phù, trở về một lời nói. Đoán xem, bọn yêm tìm ai? Thủy thần cười nói. Mạc úp úp mở mở, triệu bân còn đang xem kia bốn đem tiên kiếm. Thủy thần cũng không vô nghĩa, lấy bi pháp, khởi động một đạo thủy mạc. Triệu bân tùy theo sườn mắt, xuyên thấu qua thủy mạc, có thể thấy một cái lão giả, Trà Thánh, Triệu Bân liếc mắt một cái nhận ra, ở Côn Luân Thịnh Hội gặp qua. Là hắn, đáp lời chính là Côn Luân Tiên Quân, hắn trạng thái không sao hảo. Không cần hắn nói, Triệu Bân cũng có thể nhìn ra, Trà Thánh tóc trắng xóa, lão mắt vô nửa điểm thần thái, vô luận từ nào xem, đều giống một cái cái xác không hồn, cùng ngày đó chiến thiên hành cực giống nhau. Cũng ăn nguyền rủa Triệu Bân hỏi. Không sai biệt lắm, Thủy Thần ho khan một tiếng. Sở dĩ ho khan, là bởi vì này bệnh hắn trị không được. Bất quá, sư tổ có thể trị, chữa khỏi sẽ có kinh hỉ. Gì kinh hỉ? Trà thánh nãi tiên đình hậu duệ, hắn nếu thanh tỉnh, có thể tìm được tiên đình cũ bộ, tiên đình cũng không phải là giống nhau truyền thừa, mặc dù xuống dốc, nó cũng cường giả như mây. Thả về trước trí tôn thành. Triệu bân nói, tùy tay khai vực môn. Hắn vừa dứt lời, liền nghe hư không nổ vang. Hảo sao, mới vừa vào vực môn hắn, lại quải trở về hướng lên trời đi xem có thể thấy một bóng người hoa thiên mà qua tuyệt nói thật hoàng sao liền như vậy xảo lạc triệu bân một tiếng cười lạnh sách theo chiến mâu liền đi qua năm đó tính kế liễu như tâm cũng có kia tư phần ân xẹt qua dãy núi khi tuyệt nói thật hoàng mạch định thân không cẩn thận nhìn thật đúng là nhìn không ra nơi đây có cản khôn đâu chỉ có cản khôn còn có kẻ thù triệu bân đã giết đến ngươi tuyệt nói thật hoàng thấy chi chợt biến sắc lúc trước tìm thứ này tìm thực thượng hỏa không ngờ lại tại đây gặp được chưa nghĩ nhiều hắn quay đầu liền đột đánh đơn độc chiến hắn làm bất quá triệu bân nhữ đi được nguyệt thần một cái chấp mắt hiện hóa ngăn cản hắn đường đi hảo sao thấy nguyệt thần thứ này một bước cũng chưa đứng vững trước mắt khó có thể tin thời buổi này là sao lưu hành sống lại sao trước có vĩnh hằng thể hiện giờ lại tới tháng thần Ông, triệu bân một bước kéo dài qua cửu thiên, một mâu xuyên thủng hư vô. Còn ở mộng bức trạng thái tuyệt nói thật hoàng, đương trường điệp huyết, đầu bị đương trường đánh bạo, thân thể cũng tao lan đến, băng diệt nửa bên, nếu không phải bản mạng khí bảo hộ, tất bị đánh nát. Không có khả năng, tuyệt nói thật hoàng bỏ xuống một câu lời nói, nháy mắt thân chui vào hư vô. Hắn là muốn chạy, nguyệt thần làm sao làm hắn trốn, đương trường đổ trở về. Chân áp, triệu bân vừa uống lên keng, hồng mông chi hải từ thiên quay cuồng. Tùy theo, đó là một tiếng kêu rên, cường như tuyệt nói thật hoàng, cũng bị ép tới một trận lảo đảo, mới vừa rồi trọng tố thân thể, lại nứt vạc mở ra, thần minh máu tươi, cực kỳ chói mắt. Chanh, Nguyệt thần tay cầm một sợi luân hồi chi lực, thành một phen sát kiếm, phách nứt ra càn khôn. Còn tưởng bỏ chạy tuyệt nói thật hoàng, đương trường bị mệnh chung, thân thể lại một lần toái diệt. Phong, triệu bân nháy mắt thân giết tới, lòng bàn tay bí văn lưu chuyển, phách về phía tuyệt nói thật hoàng. Cùng ngô, một khối lên đường đi, tuyệt nói thật hoàng cười dữ tợn, trước mắt điên cuồng. Đây là cái tàn nhẫn nhân vật, chân thân lung muộn đen nhánh ánh sáng, nguyên thần chi lực cũng biến cuồng bạo. Trừ nay, đó là từng đạo thần minh pháp tắc, như sấm điện tung hoành quanh thân. Thực hiển nhiên, hắn muốn tự bạo, muốn lấy này pháp, kéo một người cùng hắn đệm lưng. Triệu bân chỉ cảm thấy hủy diệt chi lực thổi quét, ai chi, bất tử cũng đến vứt bỏ nửa cái mạng nguy cấp thời khắc nguyệt thần như mộng giống nhau buông xuống một lóng tay điểm ở tuyệt nói thật hoàng giữa mày thần kỳ một màn tùy theo suy diễn đã nổ tung tuyệt nói thật hoàng không ngờ lại đảo trở về tự bạo trước hình thái triệu bân ngẩn ra một chút bởi vì hắn chỗ đã thấy hình ảnh tựa như lộn ngược tất nhiên là nguyệt thần kiệt tác lấy thời gian chi đạo nghịch chuyển càn khôn ngắn ngủn một cái chớp mắt nàng liền làm một tôn tự bạo thần minh khôi phục như lúc ban đầu xem tuyệt nói thật hoàng, đã hai mắt đột hiện, kia không phải sợ chết sợ hãi, đó là khó có thể tin khiếp sợ, hắn là thần A. Ở Nguyệt thần trước mặt, mà ngay cả tự bảo tư cách đều không có. Cấm. Nguyệt thần nhàn nhạt một chữ, đem tuyệt nói thật hoàng phong vào ánh trăng chung. Rồi sau đó, đó là huyết tinh giết chóc, tuyệt nói thật hoàng bị sinh sôi hóa thành nguyên thần chi lực, thần minh nguyên thần chi lực sao? Tất nhiên là rộng rãi bàng bạc, tụ thành một mảnh nguyên thần hải lại một tôn thần bước lên hoàng tuyền lộ, đi cực hối hận. Như tuyệt nói thật hoàng, trước khi chết mới hiểu được một đạo lý. Gì đạo lý lạc, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Nhà hắn tiền bối, là có tổ huấn, chọc ai đều chứa chọc nguyệt thần. Cố tình hắn không tin tà, cố tình hắn liền chọc. Tới rồi, rơi xuống cái thân hủy thần diệt kết cục. Thời gian chi đạo, người thế nhưng cũng ngộ như vậy thâm. Triệu bân thổn thức, cùng nàng còn kém chút, Nguyệt thần cười, xem chính là triệu bân bên cạnh người. Một giây ở ngoài, nàng là có thể trông thấy, đương nhiên, là xuyên thấu qua triệu bân đi xem. Luận thời gian chi đạo tạo nghệ, năm tháng sông dài trung vị kia, mới là thật sự cường. Nàng đào tưởng đem đế tiên tiếp ra tới, nề hà luân hồi có hạn, nàng nhập không được kia năm tháng sông dài. Muốn đế tiên trở về, còn phải triệu bân đi vào mới được. Tiên đề là, triệu bân có thể ngộ ra thời gian chi đạo chân lý. Ông, vực môn căng ra, mọi người bước lên đường về. Trong thông đạo không khí, là có điểm quỷ dị. Man đằng bọn họ xem nguyệt thần ánh mắt nhi, liền như xem quái vật. Lúc trước một màn, triệu bân đều bị kinh ngạc, càng không nói đến bọn họ. Không hổ là chín thế thần thoại A, à, quả là thông thiên triệt địa. Xem qua, bọn họ lại xem triệu bân, một cái kính ho khan. Nhớ năm đó, bọn họ cùng triệu bân vẫn là cùng bối đệ tử. Hiện giờ lại nhìn, nhiễm nhiên nhất thiên nhất địa, kia hóa đều có thể tấu thần minh, mà bọn họ lại còn ở huyền tiên cảnh lắc lư, nói câu không dễ nghe, triệu bân một cái thí đều có thể băng chết bọn họ. Nhịn xuống, triệu bân đã tế vĩnh hằng căn nguyên, vì mọi người thể hồ quán đỉnh. Hắn này giúp bạn tốt, thiên phú không tầm thường, yêu cầu chính là thời gian. Mạch, có một trận gió lạnh thổi quét, ở triệu bân phía sau lưng rong chơi. Là có người nhìn lén hắn, Nga không đúng, chuẩn xác nói là có người suy đoán hắn. Lữ xưởng có loại xuống dưới, triệu bân nhàn nhạt nói. Không vội, đáp lại hắn, là lữ xưởng u cười. Suy đoán lĩnh vực, một hồi ngắn ngủi giao phong, tới mau đi cũng mau. Lữ xưởng chưa tìm được triệu bân vị trí, triệu bân cũng chưa tìm được lữ xưởng nơi. Ai ở bên cạnh ngươi? Này, là lữ xưởng muốn hỏi, chắc chắn triệu bân bên cạnh người có đại thần thông giả. Không xác định biến số, làm hắn pha hiện bất an con đường phía trước tất cảng hay thay đổi cố thế nhưng phong thần này là triệu bân lẩm bẩm ngữ ánh mắt minh ám không chừng ba năm không thấy lữ xưởng thế nhưng đi vào thần minh lĩnh vực mọi người hồi trí tôn thành khi nguyên thần bọn họ đã đến chính vây quanh trà thánh xem tiến tới như nước thần đã nghiên cứu vài ngày chính là chị không hết trà thánh bệnh bậc này kỹ thuật sống còn phải là nguyệt thần tới thành thạo liền giải trà thánh nguyền rủa đần độn lâu lắm dù sao cũng phải cho người ta khôi phục thời gian thượng mặc dù nguyệt thần ra tay trà thánh cũng vẫn là ngủ ba năm ngày đến thứ sáu ngày hắn mới chậm rãi khai mắt trước mắt mê mang xem bầu trời địa nhìn nhìn hắn trong mắt liền nhiều dị sắc nơi đây càn khôn cực bá đạo đều đừng nhúc nhích ta tới nói thương miểu lão thần sung phong nhận việc loát tay áo lên rồi hắn cùng trà thánh nãi bạn cũ có chút bí tân thích hợp hắn đi nói. Nghe qua, tuy là trà thánh tâm cảnh, đều một hồi lâu không phản ứng lại đây. Đợi đến biết đế tiên còn có trở về khả năng, hắn lại nháy mắt tuổi trẻ vài tuổi. Kết minh không, thủy thần làm mặt quỷ hỏi. Kết, trà thánh không hề nghĩ ngợi, liền cho đáp án. Màn đêm buông xuống, hắn liền ra trí tôn thành, đi triệu hoán tiên đình cũ bộ. Lúc gần đi, hắn còn nhìn thoáng qua triệu bân, thần sắc lời nói thấm thía. Vĩnh hằng một mạch thật hắn nương ra nhân tài à. a, Ngô Tiên Đình chi chủ đều dám phao. Triệu Bân chỉ một tiếng cười ngược, quỷ hiểu đắc nếu như tâm đời trước là đế tiên, chuyện này, Nguyệt Thần năm đó không nói với hắn quá, cũng hoặc là, Nguyệt Thần năm đó cũng không xác định có phải hay không đế tiên. đích xác, Nguyệt Thần năm đó không xác định. Rốt cuộc, khi đó nàng tầm mắt hữu hạn. Không quan trọng, quan trọng là, nếu như tâm còn ở, đế tiên cũng còn ở. Đãi Triệu Bân hiểu được thời gian chi đạo kia tôn tuyệt đại nữ thần sẽ trở về thế gian. Màn đêm buông xuống, liền thấy rất nhiều cường giả nhập thần Minh Hải, nhưng không phải tiên đình cũ bộ, mà là đúc kiếm thành cường giả, cũng đó là kiếm thánh truyền thừa, nam nữ già trẻ đều có, phong trần mệt mỏi mà đến, nhìn dáng vẻ, là cử tộc di chuyển. Cùng đúc kiếm thành một đạo, còn có kiếm các, kiếm tông cùng kiếm vực người. Đó là kiếm ma, kiếm hoàng cùng kiếm tôn truyền thừa, thời buổi rối loạn, là tới ôm đoàn sưởi ấm. Lão Tổ thấy kia bốn đem nhiễm huyết kiếm, tứ đại truyền thừa đều nghẹn ngào bất kham. Lão đại A, à, nghẹn ngào bên trong, còn có gào khóc. Nãi triệu bân tiên lôi cùng hỗn thiên hỏa, thế nhưng đều còn ở, một cái bị kiếm các cứu, một cái lưu lạc tới rồi kiếm vực. Triệu bân kích động không thôi, lòng uyên cũng là phấn khởi tung tăng nhảy nhót, tâm tâm niệm niệm hai cái hảo cơ hiếu, cuối cùng là về nhà. Đại thiên cổ thành một trận chiến, đích xác không bạch đánh. Động tĩnh làm ra tới, có một số việc liền dễ làm, thí dụ như Tìm người, đúc kiếm thành lúc sau, Giao Nguyệt Cung cũng tới. Không thấy Giao Nguyệt Cung chủ, là Giao Nguyệt Thánh Nữ mang đội. Năm xưa tiên giới đại chiến, Giao Nguyệt Cung cũng chưa may mắn thoát khỏi, cũng gặp chiến hỏa. Bất quá, Giao Nguyệt Cung tuy thương vong thảm trọng, nhưng nội tình hãy còn tồn, ba năm thời gian, lại nhiều không ít bán thần, Giao Nguyệt Thánh Nữ đó là một trong số đó. Thật nhiều ngụy tử A, à. nhân tài tụ tập nhi trí tôn thành, tổng không thể thiếu độc thân. Quang Côn nếu tụ tập Nhi, hắn làm việc Nhi liền nhanh, bất quá nửa ngày, liền giúp sao Nguyệt Cung, sáng lập một mảnh tiên sơn đại thế giới, Mỹ này rằng, có bằng hữu từ phương xa tới, bọn yêm tiếp đón. Đừng vội, còn có. Sao Nguyệt Cung chân trước vừa đến, liền thấy một cái lão đạo bước vào thần Minh Hải, hơn nữa, cũng là lãnh tộc nhân tới. Cẩn thận nhìn lên, lại là vân thương tử. Lão nhân này, là tới nhận thân, hắn đầu nhi thúc tổ sư đệ tôn tử thê tử cô cô, là đại la tiên tông người, cũng đó là cầm tiên tử. Thanh giao bản tôn. Đáng tiếc, cầm tiên tử còn chưa tìm được. Người không ở, không đáng ngại, triệu bân ở liền hảo. Năm đó, này một già một trẻ thấu một khối, đó là một bước một cái hố. Bọn họ đã đến, nhưng đường ra kích động không thôi, bởi vì vân thương tử mang đến một chản đồng đèn, kia cũng không phải là giống nhau đồng đèn, châm chính là linh hồn chi hỏa, ai linh hồn đâu nói tiên nói đến nhận thân thích thiên trì thánh địa cũng tới thiên trì tiên mẫu cùng thiên trì thánh nữ toàn ở thấy nguyệt thần đó là tập thể cung cung kính kính hành lễ tính lên các nàng cũng coi như nguyệt thần truyền thừa chi nhất đúng là tám thế nguyệt thần một giọt huyết tạo thành nàng thiên trì một mạch những người khác còn hảo nhưng thật ra triệu bân thấy thiên trì thánh nữ lược hiện xấu hổ năm xưa vì tạo hóa thần thụ chất sinh dưỡng hắn lấy tam tích căn nguyên huyết thay đổi thiên trì thần nữ một kiện quần áo, ân. Đường trường thoát, ngàn dặm xa xôi mà đến, thiên trì thánh địa sao có thể không mang theo điểm kinh hỉ cấp triệu công tử mang tới một con chim nhi, một con tên là đại bàng Điều, có lẽ là quá kích động, tiểu kỳ lân cho hắn ngậm đi thu thập một đốn. Đánh quá, lại thành anh em tốt, uống say khướt, ảm đạm thần thương. Bọn họ còn sống, tiểu thanh loan lại không có, không biết hay không còn trên đời. Còn chưa xong, như vậy đại trường hợp, sao có thể thiếu nói chung. Vô ưu tiên tử cùng lăng phong, toàn ở trong đó. Đi theo bọn họ bên cạnh người, trừ bỏ nói trùng cường giả, còn có một cái thanh tú tiểu thiếu niên, toàn thân, đều rong chơi tạo hóa chi khí, xem một chúng lão ra hỏa, ánh mắt sáng như tuyết. Tạo hóa thần thụ. Đối, là tạo hóa thần thụ, triệu bân tạo hóa thần thụ. Ba năm thời gian, quỷ hiểu đắc nó nuốt nhiều ít chất dinh dưỡng, thế nhưng tu thành hình người, không ngừng tu thành hình người, hắn một đường làm tới rồi tiên vương cảnh, thả chiến lực dị thường bá đạo, thậm chí tưởng cho hắn lấy máu mấy lão ra hỏa, bị đánh bỏ một mảnh. Lão đại, tạo hóa thần thụ thấy triệu bân khi, oa một tiếng khóc. Triệu bân cũng trong mắt có nước mắt, có lẽ là có cảm mà phát, lại cấp tạo hóa thần thụ, loát một phen lá cây, cầm đi ngao canh, hương vị thật tốt. Thứ 9 ngày, tiên đình cũ bộ cuối cùng là tới. đang cao nhìn xa, đó là một mảnh đám đông biển người, hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc đằng vân giá vũ, cái kia minh mông cuồn cuộn, nơi đi qua, thần minh hải không có chỗ nào mà không phải là sóng gió vạn trược, không nói đến chiến lực như thế nào, trận trường vẫn là thực hù người, một mảnh bóng người áp lại đây, thiên địa đều bị giấu tối tăm. Không hổ là đế tiên truyền thừa, kết nhóm thần minh một tiếng thổn thức. Thật nhiều lão gia hỏa, kiệt ngạo khó thuần như vượn thần, đều hai mắt phiên lưu, trong đó có như vậy mấy cái, hắn tiến lên kêu một tiếng thái ra ra đều không quá, cho cốt cấp cường giả, đó là một chảo một đống. Kia chín vị, hẳn là chính là đế tiên dưới tòa chín đại thần tướng. Thương miểu lão thần ánh mắt dạng dỡ, xem chính là cầm đầu chín người, tám nam một nữ, như vậy nhiều người, thuộc bọn họ chín bước cách nhất lóa mắt, thân thể lộ ra tăng thương chi ý, cách thật xa liền ninh diện mãnh liệt, như uông. Dương biển rộng, rộng rãi cuồn cuộn. Nói là thần tướng, nhưng bọn hắn toàn phi thần minh, quan lấy thần tướng chi danh, là bởi vì bọn họ, đều từng đồ diệt trí tôn, tùy tiện sách ra một cái, đều là uy danh hiển hách. Mệnh thật trường A, à, thủy thần sách lưỡi không thôi. Cho nên nói, tự phong là cái hảo bí pháp, ngủ một giấc đó là mấy vạn năm. liền này, vẫn là xuống dốc tiên đình, quá nhiều người vọng xem bầu trời tế, âm thầm nuốt nước miếng, tiên đình xuống dốc, đều có như vậy khủng bố nội tình, nếu toàn thịnh thời kỳ, kia đến nhiều cường hãn. Khi nói chuyện, tiên đình cũ bộ đã đến. Túng bọn họ hết sức áp chế, vẫn là tàng không được một cổ đáng sợ sát khí, đâm thiên địa càn khôn ẩm vang, tu vi nếu người, cho dù là tiên vương, đều bị dỗi đứng không vững. Lớp người già nhóm đều biết, nơi này tùy tiện sách ra một cái, đều là từ thây sơn biển máu trung sát ra tới, có như vậy một loại sát phạt chi ý, là khắc vào linh hồn. Hảo cái trí tôn thành. Chúng cường nhiều ngưỡng mắt, xem thần sắc hoảng hốt. Bọn họ có không ít, là gặp qua này tôn thành. Không thành tưởng, Muôn đời lúc sau, này thành lại tái hiện thế gian. Các vị tiền bối, Thỉnh, Triệu Bân cười nói. Hắn không nói lời nào còn hảo, như vậy một mở miệng, lấy đế tiên dưới tòa chín đại thần tướng cầm đầu mấy lão gia hỏa, phần phật một mảnh toàn dũng đi lên, dây biến nghiên cứu không hiểu chuyên gia, cho người ta Triệu công tử, trong ba tầng ngoài ba tầng, vây quanh vài vòng nhi. Phùng trường hợp này, tổng không thể thiếu một ít tay không thành thật, hoặc xoa bóp Triệu Bân tay nhỏ chân nhỏ nhi, hoặc cầm từng cây côn nhi. Ở triệu bân trên người chọc tới chọc đi Vĩnh Hằng Thể Là cái hảo chủng loại A Mấy năm nay thuộc thứ này nhất phát hỏa Hỏa đều mau thiêu Đương nhiên như vậy chủng loại Cùng cải trắng cũng là một phen hảo thủ Không khéo Hắn tiên đình chi chủ Chính là một viên hảo cải trắng Triệu bân bị xem toàn thân mất tự nhiên Tổng giác này bang lão ra hỏa Là đang xem con khỉ Xem con khỉ hảo A Chúng ta này có con khỉ Đừng tổng nhìn chầm chầm ta A Lão Phu bấm tay tính toán, thứ này muốn bị đánh. Kết nhóm thần minh lời nói thấm thiên nói. Đâu chỉ hắn, ra khỏi thành nghênh đón người, giờ phút này cơ bản đều này tâm tư. Nhìn tiên đình của bộ kia giúp cho cốt cấp, xem triệu bân sắc mặt, đó là một cái so một cái hắc. Cũng đúng, đế tiên kiểu gì tồn tại, thỏa thỏa đại thần nào. Ở thời gian lĩnh vực tạo nghệ, nàng nếu xưng đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất. Chính là như vậy một tôn có một không hai cổ kim nữ thần minh, thế nhưng bị một cái tiểu tiên vương cùng, hơn nữa, vẫn là ở thế gian cùng, đế tiên này nhất bang tiểu đệ, không thượng hỏa mới là lạ. Oanh! Không khí xấu hổ khoảnh khắc, cho thấy trong thành một đạo thần hồng trùng tiêu. Chúng cường vọng nhìn lên, chính thấy kia đạo thần hồng diễn thành một vòng ánh trăng. Đó là nguyệt thần dị tưởng, tuy không nói gì ngữ, lại dường như trình bày một phen lời nói, lão nương tính tình không tốt, đừng làm ta sợ đồ nhi. Hảo sao, tiên đình mấy lão gia hỏa, cũng chưa tính tình. Nhưng thật ra đã quên, Nguyệt thần còn tại đây, cũng nhưng thật ra đã quên, Nguyệt thần nãi triệu bân sư tôn. Như thế, vẫn là an phận điểm hảo, đảo không phải sợ triệu bân, mà là sợ Nguyệt thần kia đàn bà Nhi. Mạc sử chứ, tâm sự đi, thủy thần nhéo nhéo riêng mép. Tâm sự bái, tiên đình của bộ đảo cũng không khách khí, ngây ngang liền đi vào, bước, là lục thân không nhận nện bước, vô luận từ nào xem, đều như là một đám phố máng trừ bỏ hữu hạn vài vị, giống như không một cái đứng đắn. Quá nhiều người xem sờ cầm, thật kỳ quái, trong truyền thuyết đế tiên, là cái trầm mặc ít lời thần, đạm mạc cao lãnh, nàng mang ra tới nhân tài, sao điều này hùng hình dáng, biết đến là tiên đình bộ chúng, không biết, còn tưởng rằng là nguyệt thần tiểu đệ đâu. Sư tổ, thủy thần triều đại đạo sơn hô một tiếng, mở họp. Nguyệt thần không đáp lời nói, nhưng nàng vô đáp lại, đó là tốt nhất đáp lại, mở họp bậc này sự, nàng liền không tham dự, tưởng như thế nào liêu liền như thế nào liêu. Nói liêu liền liêu, chí tôn thành đại điện, bóng người ngồi đây, không xem bối phận xem thân phận, như đạo gia thần tử, như U Lan, như giao nguyệt thánh nữ, bối phận tuy thấp, nhưng thân cư cao tòa, chỉ vì bọn họ đại biểu, đều là một mạch truyền thừa, mặt khác như bất niệm thiên, vân thương tử, lăng phong, côn luân tiên quân, thương miểu lão thần, đúc kiếm thành chủ. Tự cũng không vắng họp. Tự đại nói thiên cục ở thần Minh Hải sáng lập, đây là các đại truyền thừa, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng tập hội. Tới đây, đương nhiên không phải vô nghĩa nói chuyện phiếm, là tới thương nghị đại liên hợp. Bậc này liên hợp, bất đồng dĩ vãng kết minh, mà là muốn đem các đại truyền thừa chân chính hòa hợp một mạch, tự đi vào đại điện, khắp nơi liền có này ăn ý, chẳng lẽ còn muốn làm theo ý mình. Lại đến chiến loạn, bị tiêu diệt từng bộ phận. Năm xưa tiên giới đại chiến, đó là máu chảy đầm đìa ví dụ dung thành một mạch, tuy sớm biết khắp nơi tâm ý, thủy thần vẫn là hỏi một câu. Hảo, có thể đại biểu một mạch truyền thường người, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Như thế, tới cái danh hảo đi, thủy thần dường như thành chủ trì, cười xem toàn trường. Kêu hầu sơn liền khá tốt, vượn thần nhếch miệng cười. Lời này vừa nói ra, toàn trường tập thể nghiêng mắt, toàn bộ trí tôn thành, liền ngươi nha một con con khỉ, con khỉ ngươi muội sơn. Con khỉ lấy hy vì quý, vượn thần không cho là đúng. Ai, lời này không giả, hắn thật đúng là cái quốc bảo. Kêu sát thiên giúp như thế nào, kết nhóm thần minh loát loát tròm dâu. Toàn trường lại tập thể nghiêng mắt, không xem vượn thần, đều nhìn thẳng thứ này, người nói, tốt xấu là một tôn thần minh, sao liền điểm này như theo đuổi đâu. Còn sát thiên giúp, chỉnh cùng xã hội đen dường như, bọn yêm đều là lương dân. Tiên đình, danh hào này đại khí, đế tiên dưới tòa thứ sáu thần tướng moi moi lỗ tai anh hùng ý kiến giống nhau tiên đình cũ bộ loát dâu động tác đều phá lệ tiêu chuẩn đương nhiên toàn trường nhưng bọn họ ánh mắt nhi cũng là phá lệ chỉnh tề đều nói dung hợp một mạch sao cái ý tứ người tiên đình chạy này thu tiểu đệ tới tiên đình cũ bộ cũng không cho là đúng liền kém tới một câu trừ bỏ nguyệt thần đang ngồi đều là tiểu đệ đệ lão phu tới một cái ta kêu trời quốc tốt không đem thiên đều lôi ra tới còn không bằng kêu trời đường tiếp điểm địa khí không hảo sao, nghe ta, kêu địa ngục. Người kia không được, ta này hảo. Hảo người đại gia, he chấm ti yêu ai. Lời nói cha một khi kéo ra, hiện trường liền một phát không thể vãn hồi. Nói tốt mở họp, mở ra mở ra, liền thành chửi má nó hiện trường. Triệu bân sủi tay, hai tròng mắt tả hữu đong đưa, nhìn nhìn này một mảnh, lại nhìn một cái kia một hoa, không xem không biết, ở đây người, vô luận nam nữ già trẻ, thế nhưng đều như vậy có sức sống, chưa chừng xảo xảo, còn có thể vén lên tay áo ước một trận. Đinh! Không khí chính náo nhiệt khi, thủy thần gào một giọng nói. Này giọng nói hảo sử, hiện trường lặng ngắt như tờ, nói dễ nghe một chút, là cho thủy thần mặt mũi, nói không dễ nghe điểm, chính là bị chấn ngốc, trời mới biết thủy thần động gì bí pháp, uy lực cực cường, thêm chi đột tới như vậy một tiếng, vượn thần đều đầu váng mắt hoa. Tiểu sư thúc, thủy thần nhìn nhìn triệu bân. Thần triều, triệu bân nghiêm trang nói, ít ỏi hai chữ, nghe toàn trường người, đều ngữ thái thâm trầm. Ân, danh hào này tạm được. Quải một cái, thần tự, này bước cách không phải lên đây sao? Đãi năm nào, mùa chờ mang theo truyền thừa, cử giáo phong thần. Trong điện không có chửi má nó lời nói, càng có rất nhiều vuốt cằm trầm ngâm. Mà lúc trước khác nhau, cũng bạn triệu bân này hai chữ, dần dần đi hướng ăn ý. Thần triều, liền nó. Trăm miệng một lời nói, Nghe tới vẫn là tặc có khí thế. Cử giáo Phong Thần, này sẽ là bọn họ hành trình thượng một cái tâm nguyện. Danh hào có, có phải hay không thiếu cái đại ca? Sâu Kín lão đạo một ngữ thâm trầm. Tiếng nói vừa dứt, chúng cường ánh mắt lại đều tụ ở Triệu Bân trên người, luận chiến lực, toàn trường thứ này mạnh nhất, luận huyết mạch, hắn nãi vĩnh hằng truyền thừa, tam giới độc nhất cái, luận thân phận, hắn là Nguyệt Thần Đồ Nhi, không đủ nói, Đế Tiên vẫn là nhà hắn tức phụ đâu. Luận quyết đoán, ở đây sợ cũng không có người có thể so sánh, lấy tiên vương cảnh liền dám ngạnh chiến chúng thần giả, nhìn chung sử sách, cũng tìm không ra cái thứ hai, hắn tới làm thần triều chi chủ, nên là danh xứng với thật. Ta không được, mắt thấy toàn trường người đều đang xem tự mình, triệu bân một tiếng cười gượng. Nam nhân, sao có thể nói không được, vẫn là thứ sáu thần tướng, nói nghiêm trang. Lời này, còn có hậu nửa câu, người nhà đều đem ta tiên đình chi chủ phao, dám nói không được hy vọng của mọi người cái gọi là sự giống như không gì nhưng nghị trong điện tối cao vị trí triệu bân bị đẩy đi lên cũng không hổ thần triều chi danh bởi vì trong điện cảnh tượng sao xem đều giống thượng triều họ triệu vị kia là hoàng đế phía dưới này đó đó là cả triều văn võ đại thần ngôi vị hoàng đế hảo ngồi gánh nặng cũng trọng ngồi vị trí này tiếp được không ngừng là vinh quang còn có trí tôn cấp sứ mệnh thần triều chi chủ sao cần đến gánh vác khởi cử giáo phong thần trọng trách. Thần triều phân chín điện, một điện phân chín tông. Luyện đan sư một điện, phụ trách linh đan diệu dược. Luyện khí sư một điện, ân, lão phu làm điện chủ. Phù chú sư một điện, đánh nhau hẹn đánh nhau chuẩn bị vũ khí sắc bén. Tình báo tới một điện, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngô đề nghị, kiến thắng lão tông. Nguyệt lão, tông, này nhiều quang côn, không biết xấu hổ không cho tìm cái tức phụ mở họp sao sao có thể không mở họp không khí danh hào định rồi thần triều chi chủ cũng có người làm dư lại có một cái tính một cái phân công minh xác có phụ trách luyện đan có phụ trách luyện khí có phụ trách đánh nhau cũng có phụ trách trang bức chính cái gọi là các có sở trường cái nào đều có việc làm này đó chỉnh xong mới là thật vở kịch lớn gì vở kịch lớn lặc làm sự tình đối, làm sự tình, ở đây tùy tiện sách ra một cái, đều nghẹn một bụng hỏa. Có hỏa đến tiết A, tìm kẻ thù tính sổ liền rất thích hợp sao, liệt ra danh sách, từng cái đánh cho tàn phế. Bất quá, trước đó, nghỉ ngơi lấy lại sức một phen rất cần thiết. Đương nhiên, nghỉ ngơi không thể nhàn rỗi cũng không có việc gì nhiều kéo chút đồng minh. Kéo đồng minh khoảnh khắc, cũng có thể thuận tiện làm điểm sự tình, trí tôn thành nghèo A. Đêm khuya, trong điện cường giả nhóm mới tan cuộc cũng không thể nói tan cuộc, đều đi cửa thành. Thân là thần triều chi chủ, triệu bân tự sẽ không vắng họp. Phanh! Rồi sau đó, liền nghe một tiếng rung trời nổ vang. Triệu bân thì bí pháp, đứng lên một tấm bia đá. Tấm bia đá chừng vạn trượng cao lớn, thẳng tận trời cao, liền sừng sững ở trí tôn thành một bên, hắn lấy chiến chi đạo ngưng tụ thành một phen kiếm, ở bia đá, cứng cáp hữu lực viết xuống thần triều hai chữ. Thần triều! Tân danh hào! quá nhiều người ra khỏi thành, nam nữ già trẻ toàn ngửa đầu vọng xem. Ít ỏi hai chữ, tự mang một loại rộng rãi bàng bạc chi khí, cũng không biết thần chiều quá hù người, vẫn là triệu bân nội tình quá cường, chớ nói thái hư cảnh, ngay cả tiên vương, thấy chi đô không khỏi run sợ. Ta các thế lực lớn, đều đã dung thành một mạch. Sau này, bọn yêm liền xem như thần chiều truyền thừa. Ân, lại đánh nhau khi, nhưng đừng báo sai rồi ra môn. Quá nhiều người lầm bẩm ngữ, cũng quá nhiều người nghị luận. Giờ phút này, tâm thần hoảng hốt người, cũng không thiếu. Cử giáo phong thần, kia không chỉ là một cái không tưởng tâm nguyện. Năm nào, bọn họ đều sẽ đạp hành trình, sát thượng nhất định. Đến đây đi các đồng chí. Thủy thần nói, nhẹ phẩy ống tay áo. Trên tường thành, phô khai một bộ bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn như ngân hà, lộng lẫy ánh sao rong chơi. Ngô trước tới kết nhóm thần minh sung phong nhận việc, cái thứ nhất lên trời mà thượng. Hắn lấy nói vì bút, một phen rồng bay phượng múa, khắc lại một cái cá nhân danh. Đều là kẻ thù người danh, thủy thần này cử, còn không phải là cái này ngụ ý sao. Đem kẻ thù đều viết đi lên, xử lý một cái hủy diệt một cái. Từ này mặt trên hủy diệt, kia đó là làm này tại thế gian xóa tên. Tới, kết nhóm thần minh lúc sau, thành phiến bóng người lên trời. Không ai cất giấu, thần triều đã khai sáng, phàm bị viết đi lên, liền không hề là bọn họ nhà mình kẻ thù, sẽ là toàn bộ thần triều đối địch, hoặc là không đánh, hoặc là giết đến đối phương đoạn truyền thừa. To như vậy ngân hà sách cổ, bị viết tràn đầy. Triệu bân ở ngửa đầu xem, xem không khỏi có chút hoảng thần. Kẻ thù danh sách, sách cổ thượng có, hắn nơi này cũng có. Trừ bỏ cái này, hắn trong lòng còn có một khác phân danh sách, đó là thân bằng bạn cũ nhóm, có quá nhiều, đến nay đều không có tin tức, không biết vào giờ phút này nào, cũng không biết hay không còn sống. Sư thúc yên tâm, giao cho ta. Thủy thần vỗ vỗ tiểu ngực, xem như cam đoan. Trò chuyện hơn phân nửa đêm, hắn cũng đi dạo cái quan nhi làm, cũng chính là làm tình báo điện chủ, người nhiều lực lượng đại, nhiều phái những người này đi ra ngoài, nhiều hỏi thăm hỏi thăm, không được vớt mấy cái trở về a. À. Thật sự tìm không ra, vậy tiếp tục làm sự tình, tổng có thể đem người cấp dẫn lại đây. Ma Lưu, luyện đan sư theo ta đi ngươi ngươi, còn có ngươi, tùy lão phu tới. Thất truyền phù chú phương pháp, truyền cùng ngươi chờ. Dưới ánh trang trí tôn thành, náo nhiệt phi phàm, các điện đều ở nhận người. Trưa nay, đó là ầm vang tiếng động, kiến phòng ở người cũng không nhàn rỗi. Đứng ở đỉnh núi đi vọng xem, mục có khả năng cập nơi, đều là đan sen cung điện lầu các, có treo ở đám mây, có đứng ở ngọn núi, buông xuống tôn thành, tạo chính là ra dáng ra hình. Triệu bân lại hiện thân, đã là sơn thể thấp thoáng chỗ sâu trong nguyên biển sâu. Hắn đến lúc đó, Nguyệt Thần đã tại đây, chính không ngừng rơi luân hồi chi lực. Nhân nàng luân hồi chi lực, này phiến nguyên thần hải, càng nhiều mộng ảo sắc thái. Triệu bân chưa quấy dày, yên lặng nghỉ chân, có thể thấy nguyên thần trong biển, nhiễm mấy đóa ngọn lửa, đó là linh hồn chi hỏa, có trường sinh tiên, đại ma vương, phượng ngâm, nói trung tiên. Đến nguyên thần chi lực tẩm bổ, hồn lực đã tinh thuần không ít, toàn cho thỏa đáng dấu hiệu so sánh với bọn họ, khi minh huyết liền pha hiện ảm đạm. Nhiên, định nhãn đi xem nói, huyết đã có một tia tàn hồn. Triệu bân không khỏi kinh hãi, kinh hãi luân hồi chi đạo, khi minh đều đã táng diệt, thả huyết vô hồn, hiện giờ lại nhìn, tàn hồn đã thành hình, sống lại trở về, cũng chỉ là thời gian vấn đề. Nhìn khi minh, hắn lại xem kia bốn đem nhiễm huyết kiếm. Tứ đại kiếm tu huyết, đến nay cũng không dưỡng ra một tia hồn. Hắn tin tưởng vững chắc, chúng có như vậy một ngày, bọn họ đều sẽ trở về. Bên này, Nguyệt Thần đã thu tay lại, lấy một cái kỳ dị hộp ngọc. Nàng tế thời gian chi lực, như rèn luyện pháp khí, rèn luyện kia hộp ngọc. Ngày xưa ma hộp đã hủy, nhưng không được tái tạo một cái sao? Đã là muốn tạo, kia liền tạo một cái càng cao cấp bậc ma hộp. Tự nhiên, sẽ không chỉ tạo một cái, không có biện pháp, thần chiều người nhiều. Đoạt Thiên Tạo Hóa Ha. Triệu Bân như cái hiếu học học sinh, sử tại kia lẳng lặng vọng xem. Vẫn là tú nhi đại thần thông, như thế nghịch thiên chi vật thế nhưng đều có thể tạo. Có khách tới, nguyệt thần mạch một ngữ. Không cần hắn nói, triệu bân cũng đã cảm giác tới rồi. Là hắn chấp trưởng đại đạo thiên cục, hắn trước hết biết. Cái gọi là khách nhân, là lưỡng đạo hắc ảnh nhi, như u linh như quỷ mị, vào thần minh hải, liền như hai chỉ vô đầu ruồi bỏ, gác kia qua lại phi thoán, hơn nữa, trong mắt còn mang theo dị sắc, cũng đều bình thường, vào đại đạo thiên cục, thấy đại càn khôn, không ngốc mới là lạ. Thiên ma, ách ma, anh em tốt, trong thành đã có người đi ra ngoài, thả đều sách theo ra hỏa. Không sai, người tới là ma, hơn nữa là một ngày một ách. Xem này tu vi, toàn thần minh, Nga không đúng, trong đó có một tôn, nửa cái chân đã nhập đế thần, xem như chuẩn đế thần cảnh, không sao cả, chỉ cần ở tiên giới, tất cả đều áp chế đến bán thần. Này, sẽ là thần minh hải dưới ánh trăng thiên ma, thần mắt cô quạch, ánh mắt lại là minh ám không chừng. Một bên khác ách ma, ánh mắt nhì so với hắn càng buồn bực, hắn chính là một tôn chuẩn đế thần, nhìn ban ngày, cũng chưa nhìn ra càn khôn, chỉ biết nơi đây thực tà hồ, chẳng sợ đang lâm mờ mịt, chứng kiến cũng chỉ mơ hồ một mảnh, quỷ hiểu đắc là cái nào người, bày ra che lấp. Một ánh sao, hai tôn ma từ đông tây hai bên đoàn tụ. Xong rồi liền thấy hai người bọn họ đôi tay bấm tay niệm thần chú, thi triển bí pháp. Tùy theo, liền nghe trời xanh động run, có một viên huyết xối mà lại cực đại mắt, diễn biến ra tới, hết sức nhìn lén thiên địa, như vậy vừa thấy, xem hai tôn ma, đều ánh mắt hơi nhíu. Nếu chưa nhìn lầm, này mẹ nó là đại đạo thiên cục. Khó trách thấy không rõ càn khôn, nguyên là vào thiên cục. Nho nhỏ vắn cờ, cũng tưởng vây ngô. Thiên ma một tiếng cười lạnh, lại một bước lên trời. Thấy hắn huy động đại kỳ, không kiêng nể gì muốn may hư vô lại một trận lắc lư, toàn bộ không trung sấm sét âm ầm. Nhiên, mặc hắn như thế nào muốn may, cũng không thấy thiên cục càn khôn phá rác. Lui ra, mô tới. Ách ma một ngữ cô quạch, nhấc chân đăng lâm cửu tiêu. Hắn nhưng thật ra chưa đùa nghịch chiến kỳ, mà là lấy một viên đen nhánh ma châu. Này hạt châu nhưng không đơn giản, huyền với hư không, tựa như một vòng màu đen thái dương, này ánh mặt trời, huề cuốn vô thượng ma lực, cũng cất giấu vô cùng hủy diệt, vô khác nhau chiếu khắp thiên địa. Xấu hổ chính là, thần Minh Hải vẫn là thần Minh Hải, thiên cục cũng vẫn là thiên cục. Trang bức trang quá độ đi, tiếng cười vang lên, vượn thần sách theo gậy gộc ra tới. Này bên cạnh người, còn có kết nhóm thần Minh, thương miểu lão thần, tự cũng không thiếu thủy thần kia tư. Trừ bọn họ, còn có một chúng lão gia hỏa, tùy tiện sách ra một cái, đều là thỏa thỏa bán thần. Thần chiều mới khai sáng, liền tới hai cái không sợ chết, này như thế nào không biết xấu hổ. Như thế cũng hảo, liền dùng này hai tôn ma huyết, trước tế hắn thần triều chiến kỳ. Chịu ra tới, mắt thấy chúng cường giả, hai tôn ma trực tiếp dừng tay, toàn lộ giữ tợn cười. Đặc biệt là ách ma, trước mắt hung quang, người nhiều hữu dụng. Lão tử chính là chuẩn đế thần. Ta là quần ẩu đâu, vẫn là quần ẩu đâu. Kết nhóm thần minh đối với bản mạng kiếm, ha một hơi. Không đợi người đáp lại, liền thấy vượn thần đề côn giết đi ra ngoài. Con khỉ nhỏ làm sủng vật, cực hảo. Thiên ma một ngữ u cười, che trời bàn tay to cái hạ. Phá, đệ nhất thần tướng huy kiếm, vẽ ra một đạo ngân hà. Ngân hà ngang qua cửu thiên, như vô cùng kiếm, bổ ra che trời giấu tay. Thiên ma một tiếng kêu rên, bị chấn lui về phía sau, trong mắt lại nhiều kinh ngạc chi sắc. Phanh, vượn thần giết đến, vô nghĩa một câu không nói nhiều, túm lên gậy gộc liền tạp, thiên ma phản ứng đảo cũng không chậm vội hoảng phi độn thả giữa mày ma quang lóe sáng đáng tiếc a à, người nhiều có người nhiều chỗ tốt hắn này mới vừa lui liền giác thái sơn áp đỉnh nga không đúng đó là từng đạo trói buộc có lẽ là quá nhiều đem hắn cả người đều phong ở cầm hắn này bị phong không quan trọng vượn thần gậy gộc tới rồi gậy gộc hảo sử đánh người đầu liền như chụp dưa hấu phốc huyết quang như mưa khuynh sái thiên ma một bước không đứng vững suýt nữa tải đi xuống. Là hắn đại ý, xem nhẹ nhóm người này, đặc biệt là này chỉ kim mau hầu. Thú vị, ách ma khóe miệng hơi kiều, lòng bàn tay có một mét viên ánh sáng, huyền phù mà thượng. Đúng là này gạo ánh sáng, thăng nhập hư không sau, hóa thành đầy trời sao trời. Tinh quang như thần kiếm, che trời lấp đất mà đến, huề cuốn lôi đình, mạn không phách trảm. Đây là quần công đại chiêu, hơn nữa, này lực sát thương không phải giống nhau bá đạo mạnh mẽ không hổ là chuẩn đế thần chúng cường nhiều thổn thức lại là chưa động định chúng cường chưa động lại nghe phía sau có một chữ khe quát vang vọng triệu bân lên sân khấu thao tác thiên cục càn khôn băng diệt tinh quang ma kiếm rồi sau đó đó là đầy trời sao trời cũng ở trong khoảnh khắc bị ván cờ che giấu vĩnh hằng thể ách ma thấy ánh mắt cực nóng bất kham đã đứng vững thiên ma cũng liếm đầu lưỡi này con mẹ nó có ý tứ đường đường đại đạo thiên cục khống chế giả lại là một cái tiểu tiên vương là tiên vương liền thôi lại vẫn là vĩnh hằng thể kia tiểu tử không phải sớm đã chết rồi sao ong hai người nhìn lên triệu bân đã đặt chân này phiến thiên địa này phía sau còn có một tòa kình thiên cự môn kiên quyết ngoi lên mà ra tất nhiên là vĩnh hằng chi môn hắn vĩnh hằng một mạch mạnh nhất công phạt bị chúng thần vây sát mà bất tử quả nhiên không đơn giản ách ma cười chung nhiều nghiền ngấm căng ra một mảnh cuồn cuộn ma thổ. Thiên ma tắc lui một bước, đem đại kỳ cắm ở ma trong đất. Oanh! Vĩnh hằng chi môn ầm ầm mở rộng ra, vĩnh hằng quang huy tự nội hoành phô mà ra. Vĩnh hằng quang ngoại, còn có thần quang ở lập lè, đó là thiên cục càn khôn. Hảo sao, thấy thiên cục càn khôn, cường như ách ma, đều nhân hạ ánh mắt. Hắn không phải chưa thấy qua vĩnh hằng một mạch trí cường công phạt, nhưng thứ này vĩnh hằng chi môn, hiển nhiên không phải giống nhau cường, thêm vào đại đạo thiên cục càn khôn, chính là một câu chuyện khác. Giang giác, vĩnh hằng quang huy một đường đấu đá lung tung, sinh sôi phá khai ma thổ. Thiên ma lại đẫm máu, bị chấn nát nửa bên thân thể, bước cách tràn đầy ách ma, lúc này, cũng một tiếng kêu rên hôn mê, xem nhẹ vĩnh hằng truyền thừa, cũng xem thường đại đạo thiên cục. Còn xem gì, làm, vượn thần một tiếng hét to, dẫn theo gậy gộc sung phong liều chết mà đến. Chúng cường cũng không cất giấu, phần phật một mảnh toàn lên đây, như cũng không ai cất giấu, ánh đao kiếm mang, trưởng ấn quyền ảnh, phù chú sát trận. Ở cùng thời gian vô đỉnh cao khai tạp, cuồn cuộn hư không, đều bị đánh sụp đổ, càn khôn tức thì hóa thành lôi đỉnh tia chớp. Lui ra phía sau, ách ma vẫn là những lời này, tạo ra ngoại đạo ma tượng. Gì cần hắn hạ lệnh, thiên ma cũng đã thối lui đến vạn trượng ở ngoài. Luận bức cách, còn phải là chuẩn đế thần, khai ngoại đạo ma tượng, thế nhưng ngạnh kháng đầy trời công phạt, nhưng, cũng gần là ngạnh kháng, trước sau bất quá một cái chớp mắt, ma giống liền bị chúng cường đánh bạo. Tới chợ ta, ách ma túng nửa phần, lại kêu gọi thiên ma. Đáp lại hắn, là dung trời động mà nổ vang. Hỗ trợ chỉ định không thể giúp, bởi vì thiên ma, đã bị triệu bân đổ kia. Cùng triệu bân một đạo, còn có côn luân thần quân, bất hủ thần thể cùng bất niệm thiên. Bốn đánh một vậy là đủ rồi, trùy thiên ma ngao ngao thẳng kêu, chớ nói hỗ trợ, tự thân đều khó bảo toàn có loại độc chiến, có lẽ là bị đánh sốt ruột, thiên ma một tiếng giận gào rung trời địa. Triệu công tử không nghe hắn hạt liệt liệt, một mâu rảo lạn này ngực. Bất niệm thiên từ thiên mà xuống, nhất kiếm tá này đầu, sau đến bất hủ thần thể cùng tiên quân, cũng là nửa điểm không hàm hồ, một đao một kiếm, đem này xương sống lưng hủy đi cái rơi rất tan tác. a à, phương tây vòng trời, ách ma cũng khai gào, tiếng hô rung trời động địa. Thiên ma bị đánh sốt ruột, hắn lại làm sao không phải, kia tôn có thể nói bất diệt ma khu, ăn đầy trời công phạt, suýt nữa bị đánh bạo, mà cốt nhiễm ma huyết, băng đầy tối tam thiên, liền này, che trời lấp đất ánh đao kiếm mang, vẫn là một mảnh giới một mảnh tới. Này nếu là ở thần giới, hắn tự không sợ, một trường liền có thể quét ngang. Cố tình, là ở tiên giới, bị đè ép tu vi, xử không ra toàn lực. Thật xấu hổ. Lời này, là trời xanh tưởng nói. Tốt xấu là chuẩn đế thần, chạy tiên giới lãng cái gì xem, bị tấu đi. Cứu ngô, thiên ma tê gào, vang mãn thần minh hải. Đáp lại hắn, lại là ách ma giết gào. Chỗ nào gọi tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, nói chính là giờ phút này ách ma. Thiên ma bị tấu không thấy hình người, hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu, bị trùy huyết cốt băng phi. Đánh, lộng chết hắn, thần chiều cường giả che già măng mọc, gào một cái so một cái vang dội Đánh nhau sao, vẫn là quần ẩu hảo sử, chuẩn đế thần cũng chiếu đánh không lầm. Ách ma phiền muộn, không ngừng bị đánh vỡ thân thể, cũng bị đánh vỡ tâm cảnh. Tiên giới này phiến lãnh thổ quốc gia, hắn đích xác không nên tới, càn khôn áp chế làm người cực ghê tởm. Có lẽ là đại chiến quá lửa nóng, nghiễm nhiên bất giác, thiên ngoại lại có người bước vào thần minh hải. Đó là cái tiểu hài tử, ước chừng 3-4 tuổi. Cẩn thận nhìn lên, đúng là khò khẽ hoa kia hóa. Hắn không rảnh xuống tay, một tay xách theo một cây nhiễm huyết gậy gộc, một tay dẫn theo một viên long đầu, gậy gộc là đảo đản quỷ, đến núi kia viên đen nhánh long đầu, tất nhiên là đầu chọc lão. Tình huống như thế nào? Mắt thấy đại chiến, khò khẽ qua hai mắt viên lưu. Không trách hắn như thế, chỉ vì bên ngoài xem, thần minh hải nhất phái hoang vắng. Có bao nhiêu hoang vắng đâu, chớ nói bóng người, liền tiểu bọt sóng đều không thấy một đóa. Nhiên, vào thần minh hải, rồi lại là một cảnh tượng khác, có người tại đây kéo bè kéo lũ đánh nhau, thả lai lịch dườm giả hỗn tạp, có thiên ma, có ách ma, có đạo gia người, cũng có cánh tộc cường giả. Để cho hắn mắt lượng, là một tôn kim quang người khổng lồ. Đó là Triệu Tử Long, hắn ngày xưa anh em kết bái huynh đệ. Hắn ngàn dặm xa xôi tới hồng hoang, chính là tới nhận thân, nề hà nửa đường bị người đuổi giết, lúc này mới trốn đến tận đây mà, không thành tưởng, đánh bậy đánh bạ, thật cho hắn tìm được rồi, đồn đãi không giả, Triệu Bân thật còn sống, nhìn này tư thế còn con mẹ nó kéo không ít đồng minh nói đến đuổi giết giả cũng đã giết tiến vào là cái tóc vàng thanh niên sinh một đôi bạc mắt này hóa không đơn giản nãi cửu u luyện ngục đệ nhất chân truyền này phía sau còn đi theo ba năm cái lão giả toàn tiên vương này như khó khẻ hoa mọi người thần thái cũng là vẻ mặt ngốc này mẹ nó là thần minh hải không phải sớm đã hủy hoại sao từ đâu ra đại càn khôn còn có, như thế động tính đại chiến, bọn họ tiến vào phía trước, thế nhưng không hề phát hiện. Không cần đi hỏi, liền biết thần Minh Hải có che lấp, hơn nữa, cấp bậc còn không phải giống nhau cao. Đó là, triệu bân, trong đó một lão giả, đột nhiên một tiếng. Đi, cửu u đệ nhất chân truyền tưởng cũng không tưởng, quay đầu liền chạy. Thân là bảo tiêu, kia ba năm cái lão giả, cũng là thuộc con thỏ, chân tẳng tặc ma lưu, không chạy. Không chạy chờ bị làm nơi đây hiển nhiên không đơn giản, làm không hảo chính là triệu bân hang ổ, bọn họ mãnh liệt hoài nghi, cái kia kêu khò khẽ hoa tiểu tử, chính là cố ý hướng này chạy, này mục đích rõ như ban ngày, đó là dẫn bọn họ nhập hố, đối, đây là hố. Đi, triệu bân một ngữ cô quạch, điều động thiên cục càn khôn. Dứt lời, liền thấy một mảnh vạn trượng sóng gió, mới vừa rồi khai độn cửu u đệ nhất chân truyền, đương trường bị bao phủ, liên quan này bảo tiêu, cũng cùng nhau bị cuốn trở về, chạm đều đứng không vững, cũng không đợi bọn họ đứng vững, chiến thiên hành liền lãnh nhất bang nhân tài giết lại đây. Sau đó tên vở kịch, ở kho khẽ hoa xem ra, liền phá lệ đẹp mắt. Bao gồm liền có đệ nhất chân truyền ở bên trong, đều không ngoại lệ, đều bị chân áp. Mọi người cái kia buồn bực nào, hơn phân nửa đêm không ngủ được, ngàn dặm đưa đầu người A. Phốc, bạn một đóa đen nhánh huyết quang, thiên ma cũng quỳ. Cho đến bị đánh diệt, hắn cũng không chờ đến ách ma tới cứu. Có loại độc chiến, ách ma như cũ sinh mãnh, ít nhất gào thanh dung trời động địa. Một mình đấu hảo A, à, ở đây tất cả mọi người muốn tìm hắn một mình đấu. Thường xuyên qua lại như thế, lại thành đàn ẩu, đánh ách ma ngao ngao thẳng kêu. Khò khè hoa còn gác kia xử, nhóm người này, đánh chính là chuẩn đế thần sao. Diệt, ở hắn vọng xem hạ, thứ năm thần tướng một lóng tay xuyên thủng ách ma giữa mày vượn thần so với hắn ác hơn, lăng thiên một côn, trực tiếp gõ nát này đầu. Thương miểu lão thần cùng kết nhóm thần minh giết tới, một tả một hữu tá này hai điều cánh tay, sau đến thủy thần, tắc ném một đạo thần cấp phù, cho người ta ách ma hai chân, nổ thành huyết bùn, triệu công tử tới xảo, một mâu ngang qua cửa tiêu, đánh gãy ách ma xương sống lưng. Đường đường chuẩn đế thần, bị ngạnh sinh sinh hủy đi rơi rất tan tác. Không có thân thể, nguyên thần phiên không dậy nổi sóng to, bị mạnh mẽ chu diệt đến tận đây hỗn loạn thần minh hải mới rơi vào bình tịch thần triều khai sáng trận chiến đầu tiên đánh vẫn là thật xinh đẹp một tôn thần minh một tôn chuẩn đế thần cũng đủ tế thần triều chiến kỳ lão tam kho khè hoa tới ôm triệu bân chân gào khóc ba năm hắn thật sự không nghĩ tới anh em kết nghĩa lại vẫn tồn tại tới này đó là về đến nhà triệu bân sách lên kho khè hoa tới cái đại hùng ôm này một ôm khò khè qua đường trường mất đi. Không có biện pháp, bị đuổi giết một đường, thương quá nặng. Vội của các ngươi, giao cho ta. Đạo gia trưởng lão tiến lên, mang đi khò khè hoa. Cùng chi nhất đạo bị mang đi, còn có kia viên long đầu, cùng với kia căn nhiễm huyết côn sát tử, long đầu còn có nguyên thần, nhiễm huyết gậy gộc sao. Này nội tắc có một sợi tàn hồn tiềm tàng. Như thế, đều có thể kéo trở về, không dùng được mấy tháng, liền có thể tung tăng nhảy nhót đạo gia trưởng lão đi rồi triệu bân cùng chúng cường tắc vây quanh cửu u đệ nhất chân truyền chiến thiên hành bọn họ để lại tay không thương này tánh mạng bởi vì lưu trữ còn có trọng dụng ân phiếu thịt thủy thân sơ sơ tiểu cầm lợi dụng một phen không ít người đều nhìn phía triệu bân thiên tông thánh tử ở thế gian giống như có giữ nhà bản lĩnh đơn giản chính là bắt cóc tống tiền thu tiền chuộc đây là một cái kỹ thuật sống chúng thần nằm mơ đều tưởng diệt ngươi Ngươi đi thu tiền chuộc, định có thể hấp dẫn hỏa lực. Ngươi ở bên kia nháo, bọn yêm đi xử lý cửu u luyện ngục hang ổ. Chúng lão ra hỏa ngươi một lời ta một ngữ, đem kế hoạch chỉnh rõ ràng. Binh pháp có vân, dương đông kích tây, xuất kỳ bất ý, đánh hắn trở tay không kịp. Ăn qua một lần mệt, bọn họ cũng sẽ không thượng hai lần đương. Triệu bân từ từ nói. Lời này không giả, đã có đọa thế hoàng tuyền vết xe đổ, đối phương lại như thế nào vô phòng bị, nếu là bày ra trọng binh, dĩ giật đãi lao, ngô trở đi, nhất định tao này vây công. Như thế, liền đổi cái mục tiêu, thủy thần nhéo nhéo ria mép. Khô diệt thánh địa liền rất thích hợp, thương miểu lão thần lời nói thấm thiên nói. Lời này vừa nói ra, chiến thiên hành đốn tinh thần tỉnh táo, năm đó, hắn một người thế đơn lực mỏng, làm bất quá khô diệt thánh địa, hiện giờ bất đồng, thần triều là binh hùng tướng mạnh, diệt chi đúng lúc. Khai trình, triệu bân hóa một đạo phân thân, mang đi cửu u đệ nhất chân truyền. Thu tiền chuộc là kỹ thuật sống, không cần bản tôn, phân thân đại lao liền hảo. Tuy là phân thân, cũng có thể hấp dẫn hỏa lực, bằng phân thân có thể tìm ra hắn bản tôn, có cái này manh mối, chúng thần làm sao buông tha, cũng không sao, muốn tìm hắn bản tôn, không phải như vậy dễ dàng. Ông, vực môn căng ra, triệu bân phân thân thẳng đến bắc hoang. Mà chúng cường, tắc phân thành 10 lộ, 9 lộ công phạt khô diệt thánh địa phân biệt, dư lại người, tắt sau này quê quán, một khối tấn công, nửa canh giờ, liền có thể xử lý thần minh truyền thừa. Audio điện tử võ tấn bền Cửu U luyện ngục, tới bắc hoang thiên sơn chuộc nhà ngươi người, quá thời hạn không chờ. Sáng sớm, sắc trời mới vừa rồi đại lược, liền nghe một tiếng bá khí chắc lậu hét to. Phóng lời nói giả, tất nhiên là triệu công tử phân thân, đã tìm cái một ngọn núi đầu ngồi kia. Hắn dưới chân, cột lấy một cái bao tải, ân. Cũng chính là cửu u đệ nhất chân truyền. Này thanh, tự mang nguyên thần bí pháp, phổ biên truyền khắp tứ phương, phàm nghe chi giả, toàn nhướng mày. Thanh âm này, triệu bân kia tiểu tử. Khó mà nói, làm không hảo có người giả mạo. Có phải hay không, qua đi nhìn lên liền biết. Quá nhiều người lên trời mà đi, theo thanh âm tìm ngọn nguồn. Đợi cho kia phiến thiên địa, đãi thấy triệu bân phân thân, hiện trường là một mảnh thổn thức sách lưỡi thanh, muốn nói, vĩnh hằng thể cũng chính xác gan lớn A chúng thần mỗi ngày tìm hắn, lại vẫn dám ra đây đi bộ, chẳng lẽ không biết, vì lộng chết ngươi nha, thần giới lại xuống dưới không ít đại lão. Oanh, ầm ầm ầm, nên là chạy tới vây xem cường giả quá nhiều, nhìn thiên địa dung chuyển. Nguy nga như bác hoang thiên sơn, sơn thể cũng nhân chi, ong ong đong đưa. Kiềm chế điểm nhi, triệu bân phân thân nhìn lướt qua tứ phương, là nhắc nhở, cũng là báo cho. Quần chúng vội hoảng thu khí thế, liền sợ vừa lơ đáng, đem triệu bân phân thân nghiền diệt đem tiểu tử này lộng chết không quan trọng cửu u đệ nhất chân truyền cũng sẽ đi theo kia tư chôn cùng cửu u luyện ngục có thể thiện bãi cam hiu liền tính cửu u luyện ngục không truy cứu còn có chúng thần đâu đều chỉ vào phân thân tìm triệu bân phân thân nếu bởi vậy tiêu tán chúng thần tất tức giận triệu bân như đáng chết bạn một tiếng giận gào có một bóng người lao ra cửu u luyện ngục đó là cửu u cổ thần sát khí ngập trời muốn đi tìm triệu bân tính sổ đã là tính sổ, cũng không thể một người đi, triệu hoán chúng thần rất cần thiết. Chậm đã, cửu u luyện ngục chung, lại có một người đuổi theo ra, đúng là luyện ngục thần quân. Sư huynh trấn thủ tổ địa liền hảo, ngô tất diệt triệu bân. Cửu u cổ thần lạnh lùng một tiếng. Ngô một người, sợ là thủ không được tổ địa, luyện ngục thần quân từ từ nói. Thủ không được, cửu u cổ thần nhíu mày, sư huynh lời nói có ẩn ý a à. Chẳng lẽ là đã quên đỏa thế hoàng tuyền? luyện ngục thần quân nói ý vị thâm trường sư huynh ý tứ là đối phương tất là dương đông kích tây như thế kia liền dĩ giật đãi lao cửu u cổ thần u cười bắn ra một sợi thần quang đến nghe hắn triệu hoán khắp nơi thần minh đều tinh thần tỉnh táo trưa nay còn có chạy tới bắc hoang chúng thần cũng đều đi vòng vèo trở về còn chưa xong còn có đầy trời sao băng từ thần giới khuynh sái mà xuống kia mỗi một viên đều là một tôn thần có như vậy mấy cái còn phá lệ tươi sáng, nãi hàng thật giá thật đế thần, từng chu diệt cuồng anh kiệt, bị thương nặng triệu bân ám vực sát thần, cũng ở trong đó. So ám vực sát thần quang mang càng lộng lẫy, là một tôn nữ thần. Đó là trong truyền thuyết mộng ma, thật bị thái thượng thiên tôn mời tới. Vì thế, chúng thần minh còn trả giá cực đại đại giới, bất quá, ở bọn họ xem ra, chỉ cần có thể diệt triệu bân, hết thảy đều là đáng giá, thật chờ triệu bân phong thần, kia còn lợi hại, phàm nghịch thiên cấp yêu nghiệt, vẫn là bóp chết ở nôi bên trong, mới là vương đạo. Chật chật chật, mắt thấy đầy trời sao băng, thủy thần liên tiếp nhếch miệng sách lưỡi. Cùng chi nhất đạo chúng cường giả, giờ phút này cũng lộ vẻ khiếp sợ. Vì một cái tiểu tiên vương, thế nhưng tới nhiều như vậy thần, bất quá ngẫm lại, liền cũng bình thường trở lại. Muôn đời trước, vĩnh hằng thủy tổ làm động tính quá lớn. Chư thần hoàng hôn, kia chính là một đoạn bất hủ thần thoại. Vĩnh hằng một mạch quá nghịch thiên, làm chúng thần đều có bóng ma. Không khéo, Triệu Bân đó là vĩnh hằng một mạch, nào có không lộng chết đạo lý. Triệu Bân cũng đang xem, nhưng còn tính bình tĩnh, chúng thần cũng thật cấp vĩnh hằng mặt mũi. Tự hư vô thu mắt, hắn liên tiếp phân thân tầm mắt, có thể xuyên thấu qua phân thân mắt vọng xem tứ phương, chạy tới vây xem người, thật thật không ít, trong đó có cửu u luyện ngục cường giả. Chẳng qua, những cái đó tam lưu mặt hàng, là chạy tới mua nước tương đến nỗi thần minh, tự nhiên cũng có, tưởng thông qua phân thân, tìm hắn bản tôn. Thời khắc mấu chốt, còn phải xem nguyệt thần, lau hắn dấu vết, cách trở nhìn lén. Nhìn cửu u luyện ngục tổ địa, đó là chết giống nhau bình tĩnh, nhưng bình tĩnh dưới cất dấu nguy cơ, trong núi có thần minh ngủ đông, hư vô, càng có sát trận khắc họa, liền chờ con mồi nhập hố. Đi, ánh ánh sao, triệu bân cái thứ nhất đứng lên, trộm đạo chạy về phía một mảnh biển cả. Khô diệt thánh địa hang ổ, liền ở biển cả chỗ sâu trong, nơi đó cũng là tự thành càn khôn. Tới trước, bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng, khô diệt thần quân không ở này, đã qua cửu u luyện ngục, mà cố thủ này phiến tổ địa thần minh, chỉ khô diệt cổ thần, nãi khô diệt thần quân sư huynh. Không sao cả, mặc dù khô diệt thần quân tại đây, bọn họ cũng chiếu diệt. Vì làm một trận, hắn thần chiều cường giả, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Hành đến một chỗ, triệu bân dẫn đầu định thân, chúng cường cũng là từng người giấu kín mục có khả năng cập nơi, nãi một tòa khổng lồ đảo nhỏ, từ thiên xem, tựa như một viên minh châu, được khảm ở cuồn cuộn biển rộng chung, có lộng lẫy quang huy, chiếu khắp tứ phương thiên địa. Không hổ thần minh truyền thừa, vân thương tử một tiếng thổn thức. Lời này, cũng là chúng cường tưởng nói, nơi đây trận pháp rất nhiều. Định mắt nhìn lén nói, còn có thể nhìn thấy rất nhiều thần minh cấp cấm chế. Tốc chiến tốc thắng, triệu bân nhìn thoáng qua tứ phương, sách ra ác thần chiến mâu. Tùy hắn dứt lời, chiến mâu như một đạo kinh mang, thẳng cắm thiên tiêu. Cùng chi nhất đạo, còn có rất nhiều thần binh, toàn tận trời mà thượng. Oanh, thần khí uy thế tương liên, nghiền sụp nửa bầu trời. Rồi sau đó, đó là thần mang tụ tập, từ trên trời giáng xuống, huệ cuốn hủy thiên diệt địa lực lược, thẳng tắp rơi vào khô diệt thánh địa, đem này hộ thiên kết giới, mạnh mẽ oanh ra một cái động lớn, có lẽ là lực sát thương quá cường, thậm chí đảo trung núi lớn cự nhạc, thành phiến sụp đổ. Ai? Người tổ tông. Người ra ra. Triệu bân cái thứ nhất sát nhập, một tiếng người tổ tông gào bá khí chắc lậu. Hắn là thống khoái, phía sau kia bang lão ra hỏa, lại là có điểm mặt hắc, con mẹ nó, đại ý. Người, triệu bân. Khô diệt cổ thần đã sát ra, nhìn thấy triệu bân, chợt biến sắc. Đãi thấy trung cường, hắn một bước không đứng vững, suýt nữa tài hạ hư vô. Dựa theo luyện ngục thần quân theo như lời, triệu bân lại muốn trò cố trọng thi, một bên đi thu tiền chuộc, hấp dẫn hỏa lực, do đó dương đông kích tây, đi đánh cửu u luyện ngục, sao giết đến khô diệt thánh địa, này mẹ nó tình huống như thế nào, tình báo có lầm. Cũng hoặc luyện ngục thần quân lừa dối hắn. Không gì tình huống, tới sao quê quán. Triệu bân không đáp lời nói, chúng cường cũng không đáp lời nói. Nhưng bọn hắn thần thái, lại tỏ rõ hết thảy Đánh, triệu bân tay nâng cao tinh thần kiếm, thẳng đến khô diệt cổ thần, nhất kiếm bá thiên tuyệt địa còn ở mộng bức trạng thái khô diệt cổ thần, thiếu chút nữa bị hắn chém thành hai nửa tiệt. Liền lão tổ đều như thế, càng chứa nói khô diệt cường giả, có một cái tính một cái đều sắc mặt trắng bệch, đối phương đội hình quá lớn, chớ nói một tôn thần minh, hai tôn thần minh cũng chịu đựng không nổi bãi. Làm, trái lại thần chiều cường giả, tác chiến ý ngập trời. Đặc biệt là chiến thiên hành, sát ý nhất lạnh băng. Đã bao nhiêu năm, hắn cuối cùng là chờ tới rồi một ngày này. Mau, cầu viện, đồng dạng tê gào thanh, ở đoạ thế hoàng tuyền từng có một lần. Hiện giờ, vẫn là bậc này tên vở kịch, ở khu diệt thánh địa trình diễn. Triệu bân sao còn chưa tới. Định ở trên đường, chờ một chút. Lần này tuyệt không thể làm này chạy thoát. Dưới ánh trăng cửu u luyện ngục, nhiều khe khẽ nói nhỏ. Nãi chúng thần, như từng cái ăn trộm, giấu ở hư vô bên trong, muốn nói này đó đại lão, cũng đích xác cấp đủ vĩnh hằng một mạch mặt mũi. Ai sẽ nghĩ đến, nho nhỏ một cái cửu u luyện ngục, thế nhưng ẩn giấu 300 nhiều tôn thần minh, trong đó còn có mấy tôn đế thần cùng chuẩn đế thần. Này không phải hố, đây là cái tử cục. Xác định đem nàng mời tới. Chờ đợi khi, chúng thần không ngừng một lần nhìn lén càn khôn, tựa đang tìm cái gì đồ vật. Tìm gì đâu, tìm một tôn kêu mộng ma đại thần, thỉnh nàng xuống dưới, lão lao lực. Đáng tiếc, bọn họ tầm mắt hiếu hạn, tới rồi cũng không tìm được mộng ma bóng dáng. Nhưng, bọn họ xác định, mộng ma là ở đây, chẳng qua giấu ở trong mộng. Có mộng ma ở, hết thảy liền ổn, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ triệu bân nhập hố. Trên thực tế, mộng ma cũng không tại nơi đây, mà ở thu tiền chuộc hiện trường, bắc hoang thiên sơn, so sánh với dài dòng chờ đợi, nàng càng muốn chủ động xuất kích, bằng phân thân tìm bản tôn giống như càng trực tiếp, tốt xấu là vĩnh hằng thể, cả người là bảo, tự mình sách trở về hầm không hương sao. Ý tưởng là tốt đẹp tốt, hiện thực có chút vô nghĩa nàng đường đường đế thần cảnh thế nhưng tìm không ra triệu bân bản tôn hoặc là nói triệu bân trên người có che lấp ẩn giấu dấu vết xem thường ngươi mộng ma sâu kín cười nửa điểm không vội táo phản còn mà đến vài phần hứng thú trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra không đại biểu nàng tìm không thấy tốn nhiều chút công phu mà thôi thiên sơn đỉnh triệu bân phân thân lại ngáp một cái cả người đều chán đến chết chỉ khi thì ngó liếc mắt một cái tứ phương tới người không ít nghiễm nhiên đã đem hắn coi như một con con khỉ. Cũng không sai, hắn chính là bãi chụp. Tới người nhiều cùng thiếu, đều không sao cả. Này không phải chủ chiến trang, cửu u luyện ngục đồng dạng không phải chủ chiến trường. Dương đông kích tây sao, bọn họ chân chính muốn thu thập chính là khô diệt thánh địa. Cửu u luyện ngục không tính toán chuộc người. Quá nhiều người nói thầm, nói thầm rất nhiều, còn không quên tả hữu vọng xem. Tự triệu bân phân thân ngồi này, đến nay đều không thấy cửu u luyện ngục người tới. Tới khẳng định là tới, còn chưa từng hiện thân thôi. Rất nhiều lớp người già loát tròm dâu, thả một bộ cao thâm khó đoán tư thái, nếu lão phu sở liệu không kém, cửu u luyện ngục cường giả, liền giấu ở chỗ tối, giờ phút này định ở suy đoán phân thân, lấy bằng này tìm bản tôn. Có người giải thích nghi hoặc, thế nhân liền rộng mở thông suốt. Này, chính là một cái chảo triệu bân cơ hội tốt. Mạc ẩn giấu, triệu bân phân thân gào một giọng nói hắn này một giọng nói không quan trọng thiên địa tức thì tối tăm đủ thượng trăm đạo nhân ảnh hiện hóa thuần một sắc thần minh cửu u cổ thần thế nhưng có mặt phía sau còn có cửu u luyện ngục cường giả diễn kịch sao nhưng không được diễn chân thật chút bằng không triệu bân không vào hố a diễn triệu bân phân thân lúc này cũng ở diễn cũng không thể nói diễn hắn chính là bôn lấy tiền tới thu không đến cũng không sao khô diệt thánh địa cũng có rất có tiền cũng nên tới cửu u luyện ngục tổ địa còn đang chờ đợi chúng thần đã không kiên nhẫn tìm nhiều như vậy thần minh đào lớn như vậy hố đến nay không thấy người tới thời gian lâu rồi không ít thần minh cảm thấy nôn nóng đặc biệt là khô diệt thần quân không ngừng nôn nóng còn mạc danh tới một loại thực điểm xấu dự cảm tổng giác có ách nạn muốn buông xuống cũng không hổ là thần minh dự cảm chính là chuẩn hắn không chờ tới triệu bân lại chờ tới tiếng kêu cứu nào kêu cứu đâu tự nhiên không phải cửu u luyện ngục là hắn quê quán tổ địa cộng thêm 9 đại phân điện đều ở cầu viện cái kia khàn cả giọng a đáng chết khô diệt thần quân một tiếng giận gào đột ngột kinh chúng thần một giật mình hắn đánh chính là nhà ta khô diệt thần quân vội hoảng khai vực môn nghe chi chúng thần tập thể chọn mi cũng là nháy mắt sáng tỏ bị chơi a dương đông kích tây tương kế tự kế lại liền kế này mẹ nó có thể chờ tới triệu bân mới là lạ. Mau, chúng thần chưa trì hoãn, một tổ ong toàn vào vực môn. Thiên sơn bên kia chúng thần minh, cũng là tập thể nhích người. Tốc độ nếu mau một ít, chưa chừng còn có thể đuổi kịp cứu viện. Thú vị, mộng ma một ngư ô cười pha nghiền ngấm, lại một lần ẩn vào cảnh trong mơ. Lần này không đến không, cái kia tiểu tiên vương, sao trong tưởng tượng có ý tứ. Oanh, phanh, đêm tối hạ khô diệt thánh niệm huyết quang bắn ra bốn phía, phi giống nhau náo nhiệt. Tổ địa bị đánh, chín đại phân điện cũng đồng thời bị đánh, có thể không náo nhiệt sao? Này, tình huống như thế nào? Triệu bân bọn họ tạo động tính quá lớn, không biết rước lấy nhiều ít quần chúng. Không ngừng là khô diệt tổ địa, khô diệt các đại phân điện, cũng rất nhiều người vây xem. Dám tấn công thần minh truyền thừa, ai như vậy lớn mật? Mắt mù, không nhìn thấy đại la thánh tử ở bên trong đánh nhau mới chỉ 3 năm thời gian, triệu bân nào tìm tới này rất mạnh giả. Đại chiến làm hừng hực khí thế, chiến trường ngoại cũng liều khí thế ngất trời. Không ai dám đi phía trước thấu, cũng không ai dám đi hỗ trợ, triệu bân không dễ chọc. ầm vang, thế nhân nhìn lên, hư vô lại khởi sấm sét ầm ầm. Tia chấp tụ thành lôi hải, từ thương miểu tưới mà xuống. Đó là triệu bân kiệt tác, dẫn động hàng tỷ lôi đình. Phốc, khô diệt thánh địa người tao ương, thành phiến thành phiến bị phách diệt. Còn có đảo trung núi cao, cung điện lầu các, cũng là thành phiến sụp đổ. Thế nhân xem hãi hùng khiếp phía, nhìn thấy nghe thấy, đều là máu chảy đầm đìa. Diệt, triệu bân vừa uống len keng, huy kiếm phát họa một đạo ngân hà. Khô diệt cổ thần đương trường đẫm máu, tàn phá thân xác bị chảm toái. Không đợi hắn đứng vững, liền thấy hồng mông hải, đương trường đem hắn bao phủ. a à, khô diệt cổ thần gào giống, đã nhiều kêu rên ý vị. Nhiên, mặc hắn như thế nào va chạm, cũng không có thể khiêu thoát ra tới. Thần minh đều bị chân áp, càng không nói đến những người khác, thượng đến bán thần hạ đến tiên nhân tiểu bối, không một người có thể khiêng lấy thần chiều công phạt, đánh đánh, liền xuống suối vàng, trốn trốn, liền bị hái được đầu, vô chỉ hoãn đại chiến, là thần chiều đơn thuốc tàn sát. Không biết khi nào, âm vang thanh mới mai một, khô diệt tổ địa bị san bằng, này chín đại phân điện cũng không thể chạy thoát ách nạn bị giết toàn quân bị diệt vây xem quần chúng nhóm đã là sắc mặt trắng bệch đại la thánh tử chính là hung ác nào hoặc là không đánh hoặc là diệt truyền thừa trước có thanh hà thánh tổ sau có đỏ thế hoàng viền tổ địa hiện giờ lại là khô diệt thánh địa một mạch cái nào không phải thây sơn biển máu a có thể mang đi bảo vật toàn mang đi đại chiến tuy hạ màn nhưng chuyện này không để yên thần triều cường giả đánh nhau thực như bức càn quét bảo bối cũng không chút nào hàm hồ. Thế nhân xem rõ ràng, liền kém đem nhân ra tổ địa cùng nhau dọn đi rồi. Đi, quét tước xong rồi chiến trường, triệu bân hạ lui lại mệnh lệnh. Nói triệt liền triệt, hắn lời nói chưa dứt, cả người liền không có. Ân, là không có, tựa như nhân gian bốc hơi, hư không tiêu thất. Người đâu, vượn thần nhướng mày, chúng cường cũng là ánh mắt kỳ quái. Sư tổ cấp tiếp đi rồi thủy thần ngửa đầu nhìn thoáng qua mờ mịt. Đối, là tiếp đi rồi, nhưng không phải nguyệt thần, mà là tu mộng chi đạo kia tôn đại thần, cũng đó là mộng ma, người tuy không có tới, lại một chút không ảnh hưởng nàng đem triệu bân thỉnh đi trong mộng uống trà. Đi, thủy thần cái thứ nhất thu mắt, giơ tay tế vực môn. Chúng cường gãi đầu, cũng nói thầm bước lên đường về. Bọn họ chân trước mới vừa đi, khô diệt thần quân liền giết trở về. Cùng chi nhất đạo giết qua tới, còn có đông đảo thần minh, có từ Bắc Hoang Thiên Sơn tới, cũng có cửu u luyện ngục tới, thêm lên chừng hơn 400 tôn, nhìn thiên địa lắc lư bất kham. Đáng tiếc, bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, còn tới chậm một bước. Khô diệt tổ địa cộng thêm 9 đại phân điện, đều đã bị san bằng. Chiến trường chỉ còn một mảnh phế tích, nửa khối tiên thạch cũng không lưu lại. Phốc, khô diệt thần quân một hơi không xuyến thuật, đường trường phun huyết. Ở đây chúng thần, sắc mặt cũng là nói không nên lời giữ tợn bọn họ là đau lòng khô diệt thánh địa, đương nhiên không phải, mà là lần này bị trêu chọc, thực sự làm người nén giận. Tốt xấu là trí tôn, thế nhưng bị tiểu tiên vương chơi xoay quanh. Vèo, triệu công tử lại hiện thân, là một mảnh mông lung tiên cảnh. Nga không đúng, hẳn là giấc mộng cảnh, mây mù lượn lờ. Trưa nay, đó là một loại ma âm, hết sức họa loạn hắn tâm thần. Hảo ta hồ mộng, triệu bân lẩm bẩm ngữ, ánh mắt minh ám không chừng. Bởi vì tạo mộng người, đạo hạnh không phải giống nhau cao, hơn xa mộng tiên mây khói có thể so sánh, có thể có như vậy tạo nghệ, định là nguyệt thần lúc trước theo như lời mộng ma, thế nhưng thật bị mời tới tiên giới. Này mộng, còn thích. Sâu kín lời nói, mạch vang lên. Nghe chi, triệu bân theo bản năng ngoái đầu nhìn lại xem. Lọt vào trong tầm mắt, liền thấy một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp, xinh kia kêu cái phong hoa tuyệt đại, nàng phảng phất năm tháng cuối mà đến, mang theo cổ xưa tang thương chi ý, thả lộ ra một cổ tử ma tính, đặc biệt là cặp kia mắt, tựa thật tựa huyến, có vạn hoa tung bay, cũng có thi sơn cùng biển máu. Hảo Cường Này, là triệu bân thấy mộng ma ánh mắt đầu tiên sau, sở hạ bình luận. Thần minh có mạnh yếu, này tôn nữ thần, liền không phải giống nhau khủng bố. Tiểu gia hỏa, sinh nhưng thật ra tuấn lãng, mộng ma sâu kín cười. Mộng nói đại thần, nghe danh không bằng gặp mặt, triệu bân sách ra kiếm. Như thế nào, còn muốn cùng bản thần quá so chiêu, mộng ma nhanh nhẹn mà đứng. Vậy thử xem bái, triệu bân một bước đứng yên, tùy theo, đó là chiến lược toàn bộ khai hỏa, mặc dù là cảnh trong mơ, cũng vẫn là ở tiên giới, đế thần cũng hảo, chuẩn hoang thần cũng thế, ở tiên giới, đều đến phục tùng đại càn khôn, cũng đó là nói, hiện giờ mộng ma, cũng chỉ là cái bán thần. Không biết tự lượng sức mình, mộng ma cười diễn ngược, như mộng giống nhau biến mất không thấy, trước mắt không còn nhìn thấy tung thích mông lung gian nàng đã đến triệu bân trước người chỉ nhỏ dài một lóng tay điểm hướng triệu bân giữa mày nàng này một lóng tay không quan trọng triệu bân thay đổi hình thái lại là biến thành một vòng bạch ánh trăng đối chính là bạch ánh trăng triệu bân trở tay không kịp mộng ma cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa veo nguyên nhân chính là mộng ma đột nhiên không kịp phòng ngừa mới một đầu chát vào ánh trăng chung can chuẩn xác nói nàng là bị kia bạch ánh trăng mạnh mẽ hít vào đi nàng này chân trước mới vừa đi vào triệu bân sau lưng đã bị ánh trăng đẩy ra tới tú nhi triệu bân không đợi đứng vững liền hô một tiếng là ta tựa như ảo mộng ánh trăng có khinh ngữ truyền ra dứt lời bạch ánh trăng liền biến mất cảnh trong mơ tùy nó phá thành mảnh nhỏ triệu bân chỉ cảm thấy trước mắt một bôi đen mơ màng hồ đồ liền không có bóng dáng đây là nào vận mệnh chú định hình như có mộng ma không rõ nguyên do lầm bẩm ngữ. Nàng mộng nát, lại vào một cái kỳ dị thế giới. Nơi này kỳ quái, chợt vừa thấy, so cảnh trong mơ càng mộng ảo. Luân hồi, nhìn nhiều như vậy liếc mắt một cái, nàng mắt đẹp híp lại. Nhìn nhìn, liền thấy một đạo bóng hình xinh đẹp hiện hóa. Đúng là nguyệt thần, một thân diễn phục có khác y nhị. Ngươi, mộng ma kinh ngạc một chút, không tự giác gian còn lui một bước. Chín thế thần thoại chúng thần bóng đè, nàng cũng không ngoại lệ. Ngươi dẫn hắn đi vào giấc mộng. Ta đưa ngươi nhập luân hồi. Nguyệt thần đạm nói, nhẹ phẩy ống tay áo. Đốn, luân hồi ánh sáng vẩy đầy thế giới. Mộng dày vò lấy kháng cự, cũng khó có thể tin, ba năm trước đây, nàng rõ ràng nghe thấy được tang thần chung, Nguyệt thần rõ ràng đã táng diệt, vì sao còn sống, tu luân hồi, bất hủ bất diệt. Oanh, mơ mơ màng màng chung, triệu công tử từ hư vô tạp xuống dưới, xong rồi liền thấy một ngọn núi nhạc nhảy bắn bị hắn tạp sụp đến tận đây khắc hắn mới khôi phục thanh tỉnh trước tiên đứng lên hắn đã không ở cảnh trong mơ đã trở về hiện thực hoàn xem tứ phương nãi một mảnh cuồn cuộn sao trời mà hắn liền ở sao trời chung một viên cổ tinh trung hắn một bước lên trời cuối cùng thị lực vọng xem không thấy nguyệt thần cũng chưa nhìn thấy mộng ma cũng vẫn là nguyệt thần đại thần thông thế nhưng giấu ở trong thân thể hắn, trước đó, hắn cũng không biết được. Tú Nhi, triệu bân một đường đi một đường kêu, sóng âm truyền khắp sao trời. Phàm nghe chi giả, đều lông mày hơi chọn, thực sự có kêu Tú Nhi. Ân, hành đến một mảnh sao trời, triệu bân mạch định thân, cũng là mạch ngước mắt. Không gian hắc động thực không bình tĩnh, hình như có người ở đại chiến, có oanh tiếng vang triệt. Hắn khai tiên mắt, xuyên thấu qua hắc ám đi vọng xem, có thể thấy một mảnh sấm sét âm âm. Đích xác có người ở đại chiến, trong đó một phương là cái quái vật, sinh như núi khổng lồ. Một bên khác sao, lại là cái người quen, ngoại vũ trụ cái kia làm phát thanh niên. Tự trở về nguyên vũ trụ, đây là hắn lần đầu tiên thấy kia hóa, thế nhưng còn chưa đi. Như vậy nghĩ, hắn một bước vào không gian hắc động. Làm phát thanh niên trạng thái không tốt, đã bị đánh diệt thân thể. Xuyên nhân kia quái vật, quá cường quá hung hãn, đến gần nhìn lên, mới biết là một tôn thiên ma, Nga không đúng, hẳn là một tôn ách ma, cũng không đúng, nên là thiên ma cùng ách ma dung hợp thể, có thiên ma chi khí, cũng có ách ma căn nguyên, cực đại con ngươi, tràn đầy bạo ngược chi ý. Thấy triệu bân, làm phát thanh niên không khỏi sửng sốt, cho rằng nhìn lầm rồi. Là hắn ở hắc động tàng lâu lắm, tiểu tử này khi nào lại sống lại. Biệt lai vô dạng, triệu bân vượt thiên mà đến, một mâu kén phiên quái vật. Đừng, biệt lai vô dạng, làm phát thanh niên đến nay còn chưa phản ứng lại đây. Quen biết đã lâu, còn không biết người tên húy, triệu bân cười nói. Ngô danh, hạo thiên, làm phát thanh niên lay động một chút mới đứng vững. Tên hay, triệu bân cười, lại đề mâu đi hắn phương, thả chiến lực toàn bộ khai hỏa, bởi vì quái vật lại giết trở về, thiên ma cùng ách ma hợp thể, lực lượng dường như là thành lần trồng lên, bạo ngược ma sát, thổi quét chính là hủy diệt chi lực, đâm cho hắn đều đứng không vững lại tới một cái không sợ chết, quái vật cười dữ tợn, thanh như sấm chấn. Thiếu làm ta sợ, triệu bân không vô nghĩa, ầm ầm khai vĩnh hằng kim thân. Vừa lúc gặp quái vật giết đến, bị hắn một gậy gộc đánh bỏ, thân thể huyết cốt bay tứ tung. Hảo bá đạo binh khí, hạo thiên tâm kinh, xem chính là triệu bân trong tay chiến mâu, chính xác hung hãn nào. Ba năm không thấy, năm đó cái kia nghịch thiên cấp yêu nghiệt, thật thật trang bị hoàn mỹ. Phá, triệu bân vừa uống lên keng, khai thủy tổ hư ảnh, phối hợp chiến mâu, lăng thiên mà xuống. Quái vật mới vừa đứng dậy, bị một mâu xuyên thủng thân thể, máu tươi như mưa to tầm tã khuynh sái. Còn chưa xong, thủy tổ hư ảnh lúc sau, đó là vĩnh hằng chim môn. Mạnh nhất công phạt, chỉ một kích, liền đánh nát quái vật thân thể, hư ảo nguyên thần, cũng suýt nứa tạc vỡ ra tới, không toái không quan trọng, còn có hồng mông chi hải, tức thì đem này bao phủ, hảo sao. Một tôn cường đại ma, thành thảo, đường trường bị chấn áp. Ta cũng đi qua ngoại vũ trụ. Vậy ngươi là như thế nào trở về? Có thần minh hỗ trợ sáng lập thông đạo. Cô quạnh u ám hắc động, rất nhiều tiếng nói. Tất nhiên là triệu bân cùng hạo thiên, quái vật bị trấn áp, hạo thiên ngạnh đỉnh một hơi, cũng tan đi, các loại vết thương cộng thêm các loại phản vệ, làm hắn chạm đều đứng không yên, giờ phút này, chính khoanh chân chữa thương, mà triệu bân, tắc tế vĩnh hằng căn nguyên, đang giúp này mạch lạc thân thể ba năm không thấy, hai người y như năm đó, thưởng thức lẫn nhau. Triệu Bân có cảm khái, bởi vì hạo thiên chi tâm cảnh. Hắn hiểu, độc ở tha hương vì dị khách, cùng hắn lúc trước chết đến ngoại vũ trụ minh giới, dữ dội giống nhau, đều là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đồng dạng tình cảnh, đều sống nơm nấp lo sợ, như hắn, bị 72 thiếu phủ quân vây công, không có minh đế gật đầu, hắn cũng không dám động toàn lực, cũng như hạo thiên, phần lớn thời điểm đều tránh ở hắc động sợ bị cường giả phát hiện. Hạo Thiên cũng có cảm khái. Nhớ năm đó, mới gặp Triệu Bân khi, bọn họ còn nhân kỳ lân, làm một trường. Hiện giờ lại gặp nhau, thế nhưng như nhiều năm không thấy bạn cũ, trong bóng đêm tâm tình. Cảm khái rất nhiều, hắn còn có rất nhiều hâm mộ, hâm mộ Triệu Bân gặp quý nhân. Trái lại hắn, rời nhà nhiều năm, bên ngoài vũ trụ, đến nay đều về quê vô vọng. Nhưng, về nhà chấp niệm chưa bao giờ dao động quá, nếu muốn chết, cũng chết ở cố hương. Ta sư tôn nãi thần minh, có lẽ có thể đưa ngươi về nhà. Triệu bân cười nói. Nghe chi, hạo thiên đốn tinh thần tỉnh táo, ảm đạm mắt nháy mắt rực rỡ lấp lánh. Nói thực ra, mấy năm nay hắn đi tìm không ít đi cường giả hỗ trợ, trong đó còn có thần minh, đáng tiếc, không một cái là dựa vào phổ, nói trắng ra là, chính là không nói võ đức, nói tốt hỗ trợ, tới rồi, đều là bôn giết người cướp của đi, đều cho hắn chỉnh ra bóng ma. Cho nên, mới suốt ngày tránh ở không gian hắc động. điểm này hắn cùng triệu bân liền thiếu chút nữa y tứ gặp người không tốt a à, đó là một bước một cái hố a à. đa tả hạo thiên này một ngữ là phát ra từ linh hồn cảm kích thả trước chữa thương triệu bân cười cười trong lòng lại là một tiếng thở dài hắn là muốn cho hạo thiên lưu tại cái này vũ trụ rồi sau đó gia nhập nhà hắn chí tôn thành lấy này tư chất năm nào nhất định có thể phong thần nhất định có thể giữ thể diện nề hà hạo thiên chỉ là cái khách qua đường tâm tâm niệm niệm chính là cố hương nhìn lại tới khi lộ bậc này tâm cảnh hắn sao có thể không hiểu không biết khi nào triệu bân mới thu bản mạng tiên lực hạo thiên đã mất trở ngại bất quá còn cần mấy ngày điều dưỡng hai người cùng nhau ra hắc động thẳng đến hồng hoang thần minh hải trong lúc hạo thiên không biết một lần nghiêng mắt nghiêng mắt xem triệu bân mới ba năm không thấy hắn đến tột cùng đụng phải nhiều ít tạo hóa không nói mặt khác, liền nói này cốt khu, thật không phải giống nhau bá đạo, hơn nữa, còn tiềm tàng một cổ đáng sợ lực lược, lược, một khi bùng nổ, nhất định là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Tú Nhi, Triệu Bân lại kêu gọi, sóng âm truyền khắp sao trời. Ai là Tú Nhi, Hạo Thiên thoảng qua thần, theo bản năng hỏi. Ta sư tôn, như thế nhã sưng, cực bình dân. Kết quả là, Hạo Thiên cũng lượng khai giọng Nhi, hỗ trợ tìm người. Nhiên, mặc cho bọn hắn như thế nào kêu gọi, cũng không thấy đáp lại. Hạo Thiên còn hảo, nhưng thật ra Triệu Bân, đã nhíu mày vũ, thả có một loại điểm xấu dự cảm, rốt cuộc, mộng ma không phải giống nhau thần, nguyệt thần tác trạng thái không tốt, chưa chắc áp được mộng ma. Thả về trước trí tôn thành. Vận mệnh chú định, hình như có một tiếng khinh ngữ vang lên. Đó là nguyệt thần truyền âm, không biết từ nào mà đến. Triệu Bân hết sức ngược dòng, cũng không thể tìm được ngọn nguồn. Bất quá, có những lời này là đủ rồi, Nguyệt thần không việc gì. Ai? Đi ngang qua một mảnh sao trời khi, triệu bân cùng hạo thiên toàn mạch nghỉ chân. Xong rồi, liền thấy hai người trên dưới tả hữu vọng xem, tự ở tìm gì đồ vật. Ba năm nháy mắt sau, mới thấy hai người nghiêng mắt, đồng thời nhìn phía một viên cổ tinh, này nội, có một tia kỳ dị dao động, có bao nhiêu kỳ dị đâu. Đó là một cổ không thuộc bổn vũ trụ hơi thở. Còn có người từ ngoài đến, hạo thiên lông mày hơi trọn, thần sắc kỳ quái rất quen thuộc căn nguyên, triệu bân một tiếng nói nhỏ, vượt thiên mà đến. Phanh, cổ tinh trung có đại chiến, thả động tĩnh không nhỏ, oanh thanh rung trời. Triệu bân đến lúc đó, chính thấy một bóng người, tự dãy núi trung độn ra. Đó là cái nữ tử, sinh dung nhan tuyệt thế, mỹ tựa như ảo mộng. Nàng nên là ở bị đuổi giết, thân thể thần tiên nhiễm huyết, trốn nghiêng ngả lảo đảo. Diệp thần cái kia vũ trụ, triệu bân con người loang loáng, liếc mắt một cái liền hiểu rõ nữ tử lai lịch này không khó phân biệt nhận xem vũ trụ căn nguyên liền hảo cùng diệp thần là giống nhau như đúc nào đi hắn nhìn lên có người từ trong núi đuổi tới là một thanh niên một đầu kim mao nhi pha tươi sáng chính là hắn ở đuổi giết nữ tử huyết sát tịch thiên cuốn địa huyết tộc người triệu bân một tiếng cười lạnh một bước từ trên trời giáng xuống có lẽ là hắn thân thể quá trầm trọng rơi xuống đất giẫm sụp nửa bầu trời đáng sợ uy thế, thành một đạo đáng sợ vầng sáng, chiều tứ phương lan tràn. Tóc vàng thanh niên đột nhiên không kịp phòng ngừa, đón đầu đụng phải một cái ngay ngắn. Này va chạm, hắn cả người đều tan thành từng mảnh, huyết sát cũng diệt phong. Bay tứ tung đi ra ngoài khi, hắn hai mắt là đột hiện, diễn hết hoảng sợ. Triệu bân sao, hắn dù chưa gặp qua, lại là nhận được, nào toát ra tới. Vèo, triệu bân một cái nháy mắt thân giết đến, vô nghĩa một câu không nói nhiều, một lóng tay chọc lại đây. Tóc vàng thanh niên có bảo hộ phương pháp, nãi một ngụm hư ảo đại trung, hộ hắn thân thể. Thần minh cấm chế. Triệu bân trong lòng một ngữ, một lóng tay bị đại trung chặn lại. Bất quá, đại trung không sao kháng tấu, tùy theo vỡ vụn. Phốc, hộ thể chuông vàng rách nát, tóc vàng thanh niên tao phản vệ, mồm to ho ra máu. liền này, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn khai đột, chớp mắt trốn vào hư vô. Đi, Triệu bân một tiếng hừ lạnh, một trưởng đánh băng rồi hư thiên. Mới vừa rồi bỏ chạy tóc vàng thanh niên, lại ngã trở về. Này hóa đấu chiến tâm cảnh không tầm thường, trước tiên tế pháp khí. Chanh, đó là một cây cương châm, nhiễm thần minh máu, uy lực cực cường. Cùng chi nhất đạo, còn có một đạo phù, nãi thần minh cấp phù chú. Lan, triệu bân bàn tay vung lên, kén bay cương châm. Đến nỗi thần phù, không đợi khai tạc liền bị đánh diệt phốc, vẫn là bẻ gãy nhìn nát một lóng tay, tóc vàng thanh niên đầu bị xuyên thủng. Còn có này nguyên thần, cũng cùng nhau bị hủy diệt, thỏa thỏa một kích tuyệt sát. Ta, này, là tóc vàng thanh niên trước khi chết di ngôn, đi vô cùng buồn bực. Tiên giới lớn như vậy, sao liền đụng phải triệu bân, hắn là có bao nhiêu bi thôi. Triệu bân chưa từng dừng lại, lại một bước dịch chuyển, dừng ở nữ tử bên cạnh người. Đa tạ đạo hữu cứu giúp, nữ tử một bước lay động, khóe miệng máu tươi chảy giật. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, triệu bân cười, tế căn nguyên, giúp này khư diệt sát ý. Đãi nữ tử hơi thở vững vàng, hắn mới cười hỏi, người nhưng nhận được hoang cổ thánh thể diệp thần. Nghe chi, nữ tử không khỏi ngẩn ra một chút, tự. Tất nhiên là nhận được. Vậy người hai, quan hệ nhưng hảo, triệu bân lại bóp nát một viên đan dược. Ta là hắn thê tử. Nguyên là đại tẩu A, triệu bân ha hả cười ngươi là nữ tử thử tính hỏi ta danh triệu bân từng đi qua nhà ngươi vũ trụ minh giới triệu bân ngươi là nam như thế nào hắn cùng ngươi nói ta là nữ ân xin lỗi hôm nay một chương đường về trừ bỏ triệu bân cùng hạo thiên lại nhiều một người cũng đó là diệp thần gia tức phụ ở bồn vũ trụ gặp được ngoại vũ trụ bản tốt thê tử đây là triệu bân không nghĩ tới hạo thiên cũng thổn thức cái này vũ trụ thực sự có ý tứ, trừ bỏ hắn, thế nhưng còn có người từ ngoài đến, còn không biết đại tàu tên húy. triệu bân cười cười, cơ ngưng xương nữ tử nâng mắt khinh nữ cười, ngươi như thế nào chạy tới cái này vũ trụ? triệu bân nghi hoặc nói, người vương đưa ta tới, cơ ngưng xương có chút ảm đạm thần thương, người vương. triệu bân trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, không khỏi nhớ tới minh giới chuyện cũ, hãy còn nhớ rõ minh tuyệt độ thiên kiếp khi có cái gọi người hoàng pháp tắc thân đều quài một người tự thả một hoàng một vương chưa chừng kia hai là thân thích có phải hay không thân thích hắn không biết nhưng người vương tất là thông thiên triệt địa hạng người phải biết rằng đây chính là vượt vũ trụ tặng người lại đây a à. nếu vô có chút tài năng không có khả năng có này sức mạnh to lớn chưa chừng cái kia gọi người vương cũng là một tôn hàng thật giá thật đại đế bái huynh đệ không hạo thiên cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi há mồm tới như vậy một câu. Triệu bân tà liếc mắt một cái, cho rằng thứ này rất đứng đắn, như vậy nghịch ngợm sao? Thích, hạo thiên lại là không cho là đúng, hắn này cũng không phải là nghịch ngợm, là có cảm mà phát. Nhìn nhìn ở đây ba người, một cái bổn vũ trụ hai cái ngoại lai khách, đến nhiều có duyên phận, mới có thể ghé vào một khối, như thế quang cảnh, không bái huynh đệ, có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi. Diệp thần còn hào, triệu bân chưa phản ứng thứ này, chỉ xem cơ ngưng xương. Hảo, cơ ngưng xương dường như không mừng ngôn ngữ, cả người đều là ngốc ngốc. Ngốc, giấu không được nàng thêm mỹ, ít ỏi một chữ, cất giấu vô tận chuyện xưa. Thấy nàng như thế, triệu bân lại cười, đãi sư tôn trở về, liền đưa ngươi về nhà. Đa tả, cơ ngưng xương trong mắt có hơi nước, ánh ánh trăng, chậm rãi ngưng kết thành xương. Ai? Triệu bân trong lòng thở dài, hắn biết hạo thiên tâm cảnh, tự cũng biết cơ ngưng xương tâm cảnh đang ở tha hương nơi này trung quy không phải bọn họ thuộc sở hữu tổng muốn lá dụng về cội huyết mạch không tầm thường tu mộng chi đạo sao giống cái con mọt sách nay một đường tịnh nghe hạo thiên nói thầm ngoại vũ trụ tới có thể nói không phải nhân tài là triệu bân là ban cho khẳng định nếu không phải nghịch thiên cấp nhân tài có thể chạy xa như vậy so sánh với cơ ngưng xương nói hắn càng tò mò một khác sự kiện diệp thần đến tột cùng có mấy cái tức phụ kết bái bái ngươi muội làm ngươi làm lão đại này hành hạo thiên một người nói thầm biến thành hai người nói thầm lấy máu kiều đoạn là không có nhưng triệu bân thật thành đại ca hạo thiên kia hóa sao thỏa thỏa lão nhị đến nỗi diệp thần gia tức phụ đều không biết nào cùng nào liền thành tam muội kêu tam muội không xác thực kêu tam đệ giống như càng thích hợp bởi vì hai người nói thầm khoảnh khắc cơ ngưng xương vào cảnh trong mơ trở ra nàng đã thay đổi tư thái, thay đổi nam tử trang phục. Người lớn lên Mỹ, nữ giả nam trang, đó chính là tiêu chuẩn Mỹ nam tử. Lại nhìn khác hai vị, cùng chi chạm một khối, liền có vẻ có chút tỏa. Đêm, ba người cùng nhau nhập thần Minh Hải. Triệu bân còn hảo, ngựa quen đường cũ. Nhưng thật ra phía sau hạo thiên cùng cơ ngưng xương, đều lộ kinh ngạc sắc, bởi vì từ ngoại xem, này phiến biển cả, là một mảnh rách nát, thả hoang vắng bất kham, đãi đi vào, lại là có khác động thiên, tuy là bọn họ tầm mắt, đều nhìn không ra càn khôn, chỉ biết nơi đây biến hóa vô cùng. Kiếp sau ý, hai người nhìn lên, triệu bân hơi hơi nâng mắt. Nhìn mờ ảo hư vô, lại có sao băng chảy xuống, chừng bảy viên, tất cả đều là thần minh, hơn phân nửa là vừa từ thần giới xuống dưới, khoảng cách quá xa thấy không rõ là ai, chỉ biết từ tả đến hữu theo thứ tự xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bảy loại thần quang, câu ra một đạo cầu vồng. Tiếp khách, triệu bân truyền âm một tiếng thân thể tùy theo chấn động tiên huy lung mộ chợt liền thấy một đạo kim quang tự hắn đỉnh đầu trùng tiêu mà đi hắn chưa che giấu căn nguyên không những chưa che giấu khi huyết tiệc đáp lễ thiên cuốn địa vĩnh hằng thể hoa thiên mà qua bảy tôn thần minh sôi nổi quải trở về toàn hai mắt híp lại tuyệt không sẽ nhìn lầm kia tuyệt đối là vĩnh hằng căn nguyên bản mạng dị tượng không lừa được người tới sớm không bằng tới đúng lúc thanh quang thần minh một ngữ u cười. Thế nhưng tránh ở thần minh hải, xích quang thần minh cười diễn ngược nhìn ngẫm. Lớn lao ý, hắn có đổ thần chiến lực, hoàng quang thần minh nhàn nhạt, nhạt nói. Ngô chờ bảy đánh một, còn có thua khả năng, lục quang thần minh buồn bã nói. Lời này vừa nói ra, xích cam vàng lục thanh làm sáu tôn thần minh, đều nhìn phía thứ bảy tôn thần, cũng đó là toàn thân phiếm ánh sáng tím vị kia, hắn cũng không phải là thần minh cảnh, mà là một tôn chuẩn đế thần, sáu tôn thần minh cộng thêm một tôn chuẩn đế thần túng tu vi tao áp chế cũng là tuyệt đối nghiền áp hảo thuyết ánh sáng tím chuẩn đế thần u cười một bước kéo dài qua cửu thiên vào thần minh hải sáu tôn thần cũng chẳng phân biệt trước sau các ánh mắt dạng dỡ muốn đâm tạo hóa ân vào thần minh hải bảy tôn thần liền lăng kia tự ngoại xem cùng tiến vào xem giống như nhất thiên nhất địa triệu bân giấu ở chỗ tối nhìn nhìn cái này nhìn xem cái kia hắn tuy đem người đưa tới, lại là một cái đều không nhận biết. Không nhận biết hảo thuyết, có người nhận được, nhìn thần minh hải chỗ sâu trong, đã là hãi lãng ngập trời, cuốn một mảnh minh mông bóng người, toàn thần chiều cường giả, trong tay đều sách theo ăn cơm ra hỏa, như thế trận trường, hiển nhiên không phải tới uống trà nói chuyện phiếm, là tới kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ân, kẻ thù, triệu bân cũng tự giác, tùy tay sách ra chiến mâu. Nhà ngươi binh hùng tướng mạnh a hảo hạo thiên thấy chi, âm thầm nuốt nước miếng chút lòng thành, triệu bân bàn tay vung lên, đem cơ ngưng xương đưa vào trong thành. Cơ ngưng xương tuy có chút ngốc, nhưng giờ phút này cũng lộ dị sắc, không nghĩ tới này phiến hải vực, thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy cường giả, càng không nghĩ tới, cái này vũ trụ càng khôn thế nhưng như vậy huyền ảo, thế nhưng có thể chư đế cùng tồn tại, chẳng qua, gặp tu vi áp chế, đều bị áp tới rồi chuyển đế. Oanh! ầm 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 Thần Minh Hải không bình tĩnh, vạn trượng sóng gió mãnh liệt quay cuồng. Cường giả quá nhiều, khí thế tương liên, nghiền thiên địa dung chuyển. Như thế trận trượng, tuy là bảy tôn thần thấy, đều không khỏi kinh hãi. Cũng là cái này nháy mắt, chúng thần mới phản ứng lại đây. Triệu bân định là cố ý lộ căn nguyên, dẫn bọn họ tới đây. Nói trắng ra là, đây là một cái hố, bọn họ bị chơi. Có bằng hữu từ phương xa tới, thủy thần nhéo nhéo ria mép. Dùng gạch hô, dùng đao hô, dùng kiếm hô. Thủy thần một câu không quan trọng, mặt sau có một đống lớn tiếp tra. Vô luận như thế nào tiếp, dù sao có khách tới, chiều đã chết hô là được rồi. Triệu bân, thực sự có ngươi, thanh quang thần minh cười giữ tợn đáng sợ. Nghèo, tìm các vị tiền bối mượn điểm tiền tiêu, triệu bân xoa xoa chiến mâu. Bằng ngươi nhất bang đám ô hợp, cũng tưởng lấy bản thân. Nếu không sao nói là lão đại, ánh sáng tím chuẩn đế thần nói chuyện chính là kiêu ngạo, hắn cũng đích xác có kiêu ngạo tư bản, nếu luận một mình đấu, ở đây không một người là đối thủ của hắn, mặc dù đánh không lại, cũng còn có thể cướp đường bỏ chạy, hắn là chuẩn đế thần, kém nửa bước đó là đế thần, là đánh là lưu tùy ý thực. Tiểu tể tử, nghe chưa từng nghe qua đại đạo thiên cục. Thủy thần sách bao tải, bên trong tất cả đều là thần phù. Đây là hắn đánh nhau tiêu xứng, tạc ngươi cái đoạn tử tuyệt tôn. Đại đạo thiên cục, chúng thần nghe chi, theo bản năng hoàn xem bầu trời địa. Đặc biệt là ánh sáng tím chuẩn đế thần, ánh mắt sâu nhất thúy. Khó trách nhìn không thấu càn khôn, nguyên là cờ thần thiên cục. Lại đây đi ngươi. Không đợi ánh sáng tím chuẩn đế thần ngoái đầu nhìn lại, liền giác một cổ rộng rãi chi lực tới người. Nãi đế tiên chín đại thần tướng, liên hợp thi pháp, đem hắn quấn vào hư vô. Hoàng mau nhi cái kia, liền ngươi. Vượn thần đột nhiên dậm chân, đảo ngược thiên địa càn khôn. Hoàng quang thần minh một bước không đứng vững, đương trường bị túm đi. Sau đó, đó là kết nhóm thần minh cùng thương miểu lão thần, hợp lực lôi đi xích quang thần minh. Này hai, phối hợp là càng ngày càng ăn ý, một kích liền suýt nữa bị người bổ. Hơn phân nửa đêm mang cái nón xanh, khoảng ta mắt, thủy thần một tiếng gào to, tay nhỏ như vậy vung lên, đem lục quang thần minh lộng thượng thiên. Xét thấy hắn là cái thủy hóa, đạo gia trưởng lão cùng cánh tộc cường giả, đều giết qua đi hỗ trợ. Hắn, sao cho ta? Vô ưu tiên tử giáng người mạn diệu, một bước đạp hạ biến mất không thấy cùng chi nhất đạo biến mất còn có đột nhiên không kịp phòng ngừa cam quang thần minh một mình đấu sao đến tuyển cái hiếu chiến tràng ta cùng đạo hiếu cực có duyên côn luân tiên quân huy kiếm vẽ ra một đạo tàn phá ngân hà mang đi lam quang thần minh bất niệm thiên vân thương tử cùng rất nhiều thần triều cường giả cũng đều lên trời cùng côn luân tiên quân trợ chiến không đến tuyển triệu bân túm lên ác thần chiến mâu thẳng đến thanh quang thần minh. Hạo Thiên theo sau liền đến, trừ bỏ hắn, còn có hai cái thời đại tiên bảng đệ nhất, ân, cũng chính là bất hủ thần thể cùng thái cổ thần tử, năm đó kia chàng tiên giới đại chiến, hai người bọn họ cùng Hạo Thiên là từng kề vai chiến đấu, đều cho rằng kia hóa đã chết, không thành tưởng còn sống. Oanh, phanh, kinh thế đại hỗn chiến, tức thì kéo ra màn che. Bảy cái chiến trường, động tính một cái so một cái to lớn. Thần Minh lại như thế nào? có chuẩn đế thần lại như thế nào cũng không chịu nổi thần chiều tàn nhẫn người nhiều người nhiều liền thôi còn phối hợp tạc ăn ý tách ra tới quần ẩu đánh chúng thần ngao ngao thẳng kêu đánh truy chết hắn có người đánh nhau tự cũng có người hò hét trợ uy đều là bọn tiểu bối sự tại tường thành vũ động chiến kỳ a à, chúng trí tôn tê gào chứa đựng phẫn nộ cùng buồn bực bọn họ kết bạn buông xuống tiền giới không phải du sơn ngoạn thủy là muốn liên hợp chúng thần minh thu thập triệu bân, cố tình đầu óc nước vào, bị hố nhập thần minh hải, bị nhốt ở đại đạo thiên cục, đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, bị trùy chính là chẳng phân biệt đông tây nam bắc. Ông, triệu bân như kinh hồng, cầm mâu từ thiên mà xuống, một kích xuyên thủng càn khôn. Tùy theo đó là một đạo huyết quang, thanh quang thần minh đầu đương trường bị đập nát. Cứu ngô, thanh quang thần minh một tiếng tê gào, lên trời mà đi. Còn muốn chạy, hạo thiên nghênh diện giết đến, rút kiếm đem này chảm hồi. Diệt, chiến thiên hành vượt thiên mà đến, một trường bổ ra này ngực. Phá, bất hủ thần thể tế một mặt ánh đao, nát thần minh xương sống lưng. Phốc, giang rắc, bất quá ba lượng nháy mắt, thanh quang thần minh thân xác, liền bị hủy đi rơi rất tan tác. Liền này, hắn như cũng trốn tâm không thay đổi, chạy đi đâu đâu. Hướng ánh sáng tím chuẩn đế thần bên kia trốn. Không ngừng hắn, mặt khác sáu tôn thần, cũng đều ở không muốn sống va chạm. Xấu hổ chính là, ánh sáng tím chuẩn đế thần cũng bị thần tướng trùy không dám ngẩng đầu. Chân áp, triệu bân vừa uống lên ken, hồng mông tiên hải từ thiên quay cuồng mà xuống. Thanh quang thần minh đảo cũng kiên quyết, thế nhưng trước tiên khiêu thoát mà ra. Thời khắc mấu chốt, quần ẩu ưu thế liền hiển lộ ra tới, triệu bân phi một mình chiến đấu hăng hái, hắn có đáng tin cậy đồng đội, cảm giác liền cấp thần minh bổ một đao, lại đánh trở về hồng mông tiên hải, nhậm thanh quang thần minh như thế nào phịch, chính là nhảy không ra, cho đến chìm vào tiên hải. Tha mạng, triệu bân bên này mới vừa kết thúc chiến đấu, liền nghe hoàng quang thần minh kêu rên. Vượn thần bá thiên tuyệt địa, một côn đem này đánh bạo, phòng này nguyên thần. So sánh với hắn, lam quang thần minh liền không phải giống nhau kiên cường, thế nhưng tự bạo thân thể, côn luân tiên quân tránh còn không kịp, suýt nữa bị nổ thành hôi, may triệu bân có thể thao tác thiên cục càn khôn, ở kia điện quang hỏa thạch một cái trước mắt, giúp này chắn dư huy, lúc này mới bảo mệnh. Chạy, ngươi lại chạy. Thủy thần giọng nhi, trước sau như một vang dội Bị nón xanh vị kia, bị tạc đều đã quên tự mình họ gì, không đợi đứng vững, liền bị che trời lấp đất công phạt bao phủ, luôn có thần khí bảo hộ, vẫn là bị đập nát thân thể, thần minh xương cốt, nhiễm thần minh huyết, như một mảnh tinh quang băng đầy trời tiêu. Hủy, vô ưu tiên tử một chữ khe quát, cũng là nói là làm ngay thiên địa một trận lắc lư, có mất đi lôi đình từ thiên mà đến. Cam quang thần minh khó địch này công phạt, thần khu nổ thành huyết hoa. Chúng cường che già măng mọc, toàn thi cấm pháp, đem này phong vào một tôn bảo tháp. Đồng dạng bị phong, còn có xích quang thần minh, tiếng kêu thảm thiết tựa như lệ quỷ kêu rên. Đến tận đây, sáu tôn thần minh đều bị trấn áp, chỉ còn ánh sáng tím chuẩn đế thần. Cũng không hổ là chuẩn đế thần, kia tư đích xác kháng tấu, lang là lược không ngã thật sự nếu không chết không thôi, chuẩn đế thần giận gào, chấn sụp trời xanh. Lời này, nghe chúng cường đều muốn cười, như vậy hoàn cảnh, còn giữ người ăn tết sao? Đã là không chết không ngừng, liền không ai lưu thủ, rất nhiều sát sinh đại thuật, che trời lấp đất tới. Phong bế hắn, triệu bân một tay bấm tay niệm thần chú, vĩnh hằng chi môn kiên quyết ngoi lên mà ra. Không cần hắn nói, chúng cường cũng tập thể động giam cầm phương pháp. Ngô, mới vừa rồi lên trời ánh sáng tím chuẩn đế thần, đương trường bị định kia. Cũng là này một cái chớp mắt, vĩnh hằng chi môn mở rộng ra, có quang huy hoành phô. Bẻ gãy nghiền nát công phạt, huề cuốn chính là hủy thiên diệt địa lực lượng. Phốc, chuẩn đế thần thần khu, trong khoảnh khắc tan vỡ, liền thần khí cũng bị đâm nhảy ra đi. Không có thân thể, vậy thì dễ làm, vẫn là giam cầm bí mật pháp, mạnh mẽ chân áp. a à, chúng thần giống như không phục, mặc dù bị phong ấn, như cú gào thanh dung trời đối này chí tôn thành thủ đoạn là vô cùng thiết huyết bao gồm chuẩn đế thần ở bên trong bảy tôn thần đều bị mạnh mẽ luyện thành nguyên thần chi lực toàn thành chất sinh dưỡng rót vào kia nguyên thần hải đến nỗi này bản mạng khí tất cả đều là chiến lợi phẩm có hồng mông chi hải luyện hóa cũng không khó vẫn là đồ thần tới tiền mau vẫn là người nhiều dễ làm việc nhi đại chiến hạ màn tiếng cười vang mãn thần minh hải một trận chiến này làm xinh đẹp thu hoạch tài nguyên vô số. Tu luyện tài nguyên sao, thống nhất phân phối, nhưng không phải lấy không, đến làm việc. Như luyện đan cùng luyện khí sư, là có luyện chế nhiệm vụ, nhiều lao mới có thể nhiều đến. Người từ ngoài đến, trở về thành, chúng lão gia hỏa liền đem hạo thiên cùng cơ ngưng xương vây quanh. Thực sự có ý tứ, hai cái người từ ngoài đến, thả còn không phải một nhà. Hạo thiên không biết xấu hổ, hoàn toàn có thể cháo trụ trường hợp nhưng thật ra cơ ngưng xương, như vậy bị vây, cảm thấy mất tự nhiên. Triệu bân thiện giải nhân ý, ở trí tôn thành chỗ sâu trong, vì này sáng lập một tòa tiểu ngọn núi, quyền chặn đón chỗ, hắn không biết diệp thần mặt khác tức phụ như thế nào, nhưng vị này sao? Thật sự thực ngốc, ấn hắn suy nghĩ, nên là nói duyên cớ, cơ ngưng xương định còn tu một loại kỳ dị nói. Cứu ngươi tức phụ một mạng. Khi trở về, triệu bân cầm cái tiểu sổ sách, gác kia một phen rồng bay phượng múa. Ân cứu mạng nào, năm nào tái kiến Diệp ra đại thiếu, đến hảo hảo bẻ xả bẻ xả. Hắn ai a à, tiểu tiên tử không biết từ nào xông ra, túm chặt triệu bân. Một cái bạn cũ, triệu bân xùy tiểu sổ sách, tùy tay sách bầu rượu. Nếu ta cùng hắn chạm một khối, không xứng đôi, tiểu tiên tử chấp chấp mắt. Lời này vừa nói ra, triệu bân đưa đến bên miệng bầu rượu đều đỉnh kia, rượu đều không uống, chỉ nghiêm trang trên dưới tảo lượng tiểu tiên tử, cô gái nhỏ này sợ không phải coi trọng cơ ngưng xương, cũng đúng, Diệp Đại Tẩu là nữ giả nam trang, xoái rất cha, cái nào cô nương không khuynh mộ. Uy, không thế nào xứng đôi. Vì sao? Nàng là cái nữ. A, à, một ánh sao, Triệu Bân đi lên Triệu gia ngọn núi. Phổ thân là ở, một mình ở đỉnh núi rèn luyện thân thể. Hắn là nghĩ ra thành tìm thê tử, nhưng mỗi lần đều bị ngăn lại tới, thế đạo quá hỗn loạn, như hắn này tu vi, một khi bị đối địch thế lực theo dõi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn có tự mình hiểu lấy, cho nên mới không muốn sống tu luyện, chỉ nguyện có một ngày, không hề trở thành hài tử gánh vác. Triệu Bân muốn nói lại thôi, cầm mẫu thân Ngọc Trâm, lẳng lặng thối lui. Hắn làm suy đoán, lấy Ngọc Trâm vì môi giới, suy đoán mẫu thân tung tích. Cũng như lúc trước, kết quả mông lung một mảnh, chính là tìm không được ngọn nguồn. Có lẽ là quá háo tinh lực, cũng hoặc thiên cơ thuật phản phệ, hắn té xỉu ở dưới tàng cây. Sao đâu? Mạc lười biếng. Hắn tuy ngủ, nhưng thần chiều cường giả nhóm, lại đều ở bận rộn. Luyện đan luyện đan, kéo đồng minh kéo đồng minh, các có phần công. Đương nhiên, cũng có nhàn chứng đau, liền như kia chỉ kim mau con khỉ, cả ngày tưởng, chính là đi đâu làm sự tình, mỗi lần đều bị chúng cường một trận hảo dỗi, làm sự tình cũng đến nhìn lên chờ, tự khô diệt thánh địa bị diệt sau, lâu lâu liền thấy mờ mịt hư vô, có sao băng xẹt qua, kia cũng không phải là sao băng, đó là một tôn tôn thần, không thể không tránh đi mũi nhọn a nhất vô dụng cũng chờ nguyệt thần trở về nói đến nguyệt thần đến hồi lâu không thấy chớ nói chúng cường giả liền thủy thần đều không biết sư tổ đi đâu tiểu sư thúc có lẽ biết nhưng kia hóa đang ngủ say đâu diệp thần triệu bân trong lúc ngủ mơ lẩm bẩm ngữ không ai nghe thấy vẫn là hắn cái kia bạn tốt hắn lại một lần mơ thấy lần này mộng sau so trong tưởng tượng càng dài lâu đủ nửa tháng không thấy hắn khai mắt thủy thần từng tới xem qua lại là loát tròm dâu ánh mắt một trận minh ám không chừng triệu bân tới chiến hôm sau không đợi sắc trời đại lược liền nghe một tiếng hét to nãi la sát cửu u luyện ngục thần tử không biết chiều cái gì phong hạ khiêu chiến thư hơn nữa hét lớn một tiếng bá khí chắc lậu có thần minh giúp này truyền bá thanh âm vang vọng tứ hải bát hoang ta có phải hay không tới sống lần này, đi đánh quá thượng tông. Rất nhiều lão gia hỏa tụ tập nhi, lại nhải thầm thì không để yên. Tới sống trở về sống, nhưng ở đây, đều không phải ngốc tử, đều biết la sát khiêu chiến, chỉ là cái cờ hiệu, đơn giản tưởng dẫn triệu bân ra tới, ăn qua một lần mệt, cũng thượng quá hai lần đương, đối phương lần này đào hố nhất định lớn hơn nữa, không cần đi xem, liền biết thần minh cấp đội hình, vượt quá tưởng tượng, này nếu rất hố, nếu bị vây kia, tất có toàn quân bị diệt khả năng lão ra hỏa liêu khí thế ngất trời, tới rồi không thấy triệu bân. Không ai dám quấy dày, tổng giác triệu bân là ở xa vào chung ngộ đạo. Tiểu sư thúc, ban đêm, thủy thần lại bước lên triệu ra ngọn núi. Nhiều lần kêu gọi, đều không thấy triệu bân có thức tỉnh hiện ra. Bất đắc dĩ, hắn kéo tới mây khói, đi vào nhìn một cái. Mây khói cũng không vô nghĩa, làm bí pháp, vào này cảnh trong mơ. Đáng tiếc, nàng nhìn thấy nghe thấy toàn hỗn độn một mảnh, gì đều thấy không rõ. Không những thấy không rõ, nàng còn bị một cổ thần bí chi lực đẩy ra tới. Như thế nào, thủy thần rót một ngụm rượu. Mộng nói bị trở, mây khói nhẹ nhàng lắc đầu. Sợ là ngươi đạo hạnh không đủ, thủy thần sơ sơ tiểu cầm. Đều như tìm kia ngoại vũ trụ tiểu hữu thử một lần. Mây khói nói, ngươi đều không được, càng chớ nói nàng. Thủy thần hít sâu một hơi. Thử xem cũng không sao, mây khói phất tay áo, đem cơ ngưng xương dịch lại đây. Diệp thần, cơ ngưng xương mới vừa rồi rơi xuống, liền nghe Triệu Bân nói mê. Ít ỏi hai chữ, nghe nàng trong mắt lại quanh quẩn hơi nước. Có không đi vào giấc mộng nhìn lên, mây khói khinh ngữ. Hảo, cơ ngưng xương gật đầu, hư không tiêu thất. Trước sau bất quá mấy nháy mắt, nàng cũng ra tới, thả khóe miệng giật huyết. Mây khói thấy chi, vội hoảng tiến lên, giúp này trấn áp mộng chi đạo phản phệ. Thật là quái, thủy thần sủi tay nhỏ nhi, xem xét cơ ngưng xương, lại nhìn nhìn mây khói. Là này hai tiểu hoa nhi, mộng nói chưa tu về đến nhà, vẫn là triệu bân cảnh trong mơ có vấn đề. Như vậy nghĩ, hắn lại tiếp đón một tiếng, một khối đi vào giấc mộng. Mây khói cùng cơ ngưng xương liếc nhau, cùng nháy mắt vào cảnh trong mơ. Lúc này đây, hồi lâu đều không thấy hai người ra tới, hoảng tựa lạc đường. Đối, chính là lạc đường, thủy thần đợi nửa đêm, cũng không chờ đến người tình huống như thế nào? thời gian lâu rồi, thủy thần cũng phạm nói thầm. vì thế hắn còn tìm tới không ít lão gia hỏa. nhiên nghiên cứu vài ngày cũng không thấy nguyên cớ. sư tổ, thủy thần hô một giọng nói. điên đàn bà nhi, vượn thần cũng gào to một tiếng. nay hảo sử. vừa dứt lời, liền thấy bạch nguyệt quang biến mất nhiều ngày nguyệt thần, cuối cùng là trở về. xong rồi, vượn thần liền trời cao, chúng cường toàn ho khan thực tự giác sau này xê dịch. Chỉ có thủy thần tiến lên, có hai người vây hắn trong mộng. Nguyệt thần không nói, chỉ nhẹ phẩy tay áo, có ánh trăng xái quá triệu bân thân thể. Nếu không sao nói là chín thế thần thoại đâu, ra tay chính là đại thần thông, như vậy vung tay áo, liền đem mây khói cùng cơ ngưng xương cấp tiếp ra tới, hai người trạng thái không tốt, đều mơ mơ màng màng, rõ ràng là vào triệu bân mộng, lại dường như tự mình làm một giấc mộng, túng đã trở lại, như cú phân không rõ chân thật cùng hư ảo chúng cường nhất trí cho rằng gặp phản vệ hắn có phải hay không bị bệnh thương miểu lão thần hỏi nguyệt thần như cũng không nói chỉ mắt đẹp híp lại có thể xuyên thấu qua triệu bân linh hồn nhìn đến vấn đề nơi vẫn là kia đạo đến từ ngoài vũ trụ quỷ dị dấu vết triệu bân ngủ say đều là nó gây ra cố tình nàng phá không được ngạnh phá cũng không phải không được nhưng không khát sát triệu bân ở hắn vọng xem hạ triệu bân cuối cùng là khai mắt sợ là ngủ phía trên một hồi lâu, đều không thấy hắn con người thành thanh minh. Vẫn là nguyệt thần ra tay, xua tan hắn đần đột. Thấy hiện trường bóng người ô ương, hắn mới mơ hồ tới một câu, sao đều như vậy xem ta. Xem ngươi lớn lên xoái, kết nhóm thần minh lời nói thấm thiên nói. Chúng cường chi thần thái, cũng cơ bản như thế, vĩnh hằng thể thật là tà hồ, còn chưa chân chính đề cập mộng chi đạo, nhưng hắn cảnh trong mơ, lại mệt nhọc hai cái tu mộng chi đạo nhân tài, cho đến Nguyệt Thần ra tay, mới đưa mây khói cùng cơ ngưng xương tiếp ra tới. Tới rồi, Nguyệt Thần cũng chưa nói Triệu Bân vì sao như thế. Kia ai, ra tới tiếp khách, chính nói khi, đột văn một tiếng sói chu. Nãi áo liệm lão đạo, chính ở vào tường thành ngắm phong cảnh, nhìn nhìn, liền nhìn thấy hai người quen, Nga không đúng, là ba cái người quen, quá thượng nữ tiên vương, nếu thủy cùng hạo thần. Triệu Bân hai cái đầu nhi, vẫn là lần đầu thấy. Không ít lão ra hỏa loát tròm dâu nếu thủy sao, triệu bân ở thế gian đồ nhi. Cái kia hạo thần, cũng chính là hồng hoang thân thể, cũng bái nhập hắn môn hạ. Đến nỗi quá thượng nữ tiên vương, từng là quá thượng tông người, không thành tưởng, cũng tới đến cậy nhờ. Nói lên này tôn nữ tiên vương, trạng thái nhưng không sao hảo, gặp qua nàng người, đều nhớ rõ nàng mỹ mạo, hiện giờ lại nhìn, pha hiện lão thái, thả tóc trắng xóa, một thân phong trần, cũng vẻ mặt mệt mỏi. Tiền bối, chống đỡ, nếu thủy cùng hạo thần một đường đều ở giúp này tục mệnh vì sao tục mệnh đâu bởi vì đã thọ nguyên đem chung nếu không phải cái này nếu tiền bối một đường che chở bọn họ đã sớm đã chết sư tôn thấy triệu bân nếu thủy cùng hạo thần bù một tiếng liền quỳ kia hai người đều rơi lệ đầy mặt một tiếng sư tôn cũng kêu nghẹn ngào bất kham trở về liên hảo triệu bân vội hoàng tế căn nguyên giúp hai người tẩm bổ bản mạng thân thể ba năm hắn này hai đồ nhi nên là ăn không ít khổ, rõ ràng là thiếu niên thiếu nữ bộ dáng, nhưng bọn họ trên người lại lộ ra một loại cùng với tuổi pha không tương xứng tang thương. Rất xứng đôi. Không ít lão ra hỏa sờ cầm, nói tất nhiên là nếu thủy cùng hảo thần. Triệu bân này hai đồ nhi, vô luận từ nào xem, đều có phu thê tương. Ai ai ai, vốn là lừa tình tên vở kịch, nhân đại bàng một tiếng gào to bị đánh vỡ. Hạo thiên cùng nếu thủy về đến nhà, quá thượng nữ tiên vương lại là ngã xuống nàng có thương tích, là cực kỳ đáng sợ đạo thương, nguyên thần chân thân thượng một đạo đại vết sách, thời khắc đều ở cắn nuốt nàng sinh cơ, lăng là đem một tôn đỉnh thiên vương, háo dầu hết đèn tắt, như như vậy trạng thái, nếu không người liền nàng, tính toán đâu ra đấy, sống không quá ba ngày. Sư tôn, đúng là vị tiền bối này một đường bảo hộ, đôi ta mới sống đến hôm nay. Nếu thủy lau khô nước mắt, hạo thần cũng trước mắt mong đợi, kỳ vọng triệu bân cứu ân nhân. Không cần bọn họ nói, Triệu Bân cũng đã ra tay, lấy trường sinh chi lực giúp này trấn áp đạo thương. Ta, chưa bao giờ giết qua người tiên tông bất luận cái gì một người. Quá thượng nữ tiên vương cười mỏi mệt. Ta là tin, vẫn là không tin đâu. Triệu Bân lời nói từ từ. Quá thượng nữ tiên vương chưa lại trả lời, bởi vì đã mơ mơ màng màng ngất đi. Ngất xỉu hảo a, à, ngất xỉu liền tùy ý, muốn sát muốn xẻo, tùy ngươi. Triệu Bân không nói, lại tế vĩnh sinh chi lực, nếu là muốn sát, nào còn sẽ thi cứu. Ai? Thủy thần một tiếng nhẹ di, theo bản năng ngưỡng mắt. Như hắn, ở đây lão gia hỏa cũng đều nhìn phía thiên. Liền ở phía trước một cái chớp mắt, càn khôn áp chế lại yếu đi một phân. Này cũng không phải là hảo dấu hiệu, thật chờ áp chế tăng lên tới thần minh cấp, như triệu bân loại này, lại tưởng đồ thần đã có thể không đơn giản như vậy, còn có chính là kẻ thù quá nhiều, luận trí tôn số lượng, tuyệt đối nghiền áp hắn thần triều, có giữ thể diện không giả, nhưng đối phương cũng không phải ăn chay triệu bân tới chiến lại là bậc này gào giống giết gào từ phương xa truyền tới vẫn là la sát kia tư còn chờ triệu bân đi đánh nhau đâu càng chuẩn xác nói hắn là cấp khó dần nổi chờ triệu bân nhập hố vì một trận chiến này quỷ hiểu đắc đi nhiều ít chí tôn cũng là vì một trận chiến này không biết nhiều ít đại lão hạ giới xấu hổ chính là đợi hơn nửa tháng cũng không thấy triệu bân tới lại làm một phiếu bái, vượn thần ôm côn sắt, liên tiếp ngáp. Cần thiết làm, không ít lão ra hỏa xoa tay hầm hè, muốn chuẩn bị đại làm một hồi. Thân là thần triều chi chủ triệu bân, giờ phút này lại dị thường bình tĩnh, nào có muốn khai làm tư thế. Ngươi sẽ không túng đi, vượn thần tà liếc mắt một cái. Muốn làm, liền làm đại, triệu bân từ từ nói. Chúng cường không rõ nguyên do, tổng giác thứ này đang ở nghẹn đại chiêu. Triệu công tử cũng không rõ môn, chỉ lẳng lặng vọng xem mờ mịt hư vô. Triệu tử long, mọi người chính nói khi, đột văn hải ngoại một tiếng kêu gọi. Nhưng mắt đi nhìn, chính thấy tảng lớn bóng người nhập thần minh hải. Những người khác có lẽ không nhận biết, triệu bân lại con người sáng ngời. Kia, là sao bắt đầu nam thiên thành khương thị nhất tộc. Năm xưa hắn mới vào tiên giới, chính là bị Khương gia cứu. Bạn kêu gọi thanh, Khương gia người đã đến, cầm đầu đúng là Khương hỏi thiên, này bên cạnh người, đó là Vũ Hoa Tiên, có một hóa thân danh gọi Ngọc Cẩn, ở thế gian nãi thiên tông Vũ Hóa Phong phong chủ, Phật thổ thánh nữ bàn nhược đó là này đồ nhi, đó là một đoạn máu chảy đầm đìa lịch sử. Nói đến bị cứu, liền không thể không nhắc tới Khương Ngữ Linh. Người luận võ chiêu thân, bị hắn tạp cái bán thân bất toại. Trừ Khương Ngữ Linh kia nha đầu, hắn mong rằng thấy Khương Ngữ Nhu. Đương nhiên, tự cũng không thiếu nam thiên chân người cùng hoa tiên chân nhân. Ân, cử tộc di chuyển, kết nhóm thần minh sờ sờ cầm nhìn này nhất tộc người già trẻ toàn phong trần mệt mỏi quỷ hiểu đắc đuổi nhiều ít lộ ngọc cẩn dương huyền tông cùng là lướt bọn họ đã đón qua đi còn có nguyên thiên tông trưởng lão cùng đệ tử cũng nhào qua đi một tảng lớn vũ hoa tiên tâm thần hoảng hốt đến nay còn giữ lại ngọc cẩn thế gian ký ức nguyên nhân chính là có này ràng buộc nàng xem bầu trời tông người mới phá lệ thân thiết những người khác còn hảo nhưng thật ra khương ngữ linh khóc cùng tiểu hoa miêu dường như bất quá đãi thấy nàng tâm tâm niệm niệm thần tượng nàng cả người đều tinh thần nguyệt thần nào chín thế thần thoại a à. nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được thế nhưng có thể nhìn thấy chân nhân khương ra đường xa mà đến sao có thể mang điểm nhi bảo bối lại đây chính là một phen nhiễm huyết đoạn đao ai nha không ít lão gia hỏa thấu đi lên tiếp nhận đao sau trên dưới tả hữu tảo lượng đao là hảo đao nhưng chân chính làm hắn con người sáng như tuyết, là đoạn đao thượng nhiễm huyết, đó là bá đao huyết, cũng đó là nói, đây là bá đao binh khí, thế nhưng bị Khương gia nhặt đi. Đại thần, cầm đao thần minh đảo chủ, nhìn về phía Nguyệt thần. Nguyệt thần không đáp lời nói, đem đao đưa vào nguyên thần hải. Có không dưỡng ra hồn cùng phách, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Cách ngôn nói rất đúng, chuyện tốt thành đôi. Không đợi mọi người đem Khương thị nhất tộc nghinh vào thành, hải ngoại lại người tới vẫn là một mảnh ô ương bóng người, cũng là cử tộc di chuyển tên vở kịch. Lần này tới, nãi Diệp Lan gia tộc, cái gọi là Diệp Lan, đó là chuyển thế Long Phi. Cùng Diệp ra một đạo, còn có rất nhiều gia tộc, kết minh, đều cấp kéo qua tới. Các ngươi nên là có liêu, tứ đại hộ quốc Pháp Sư, đều đồng thời nhìn phía Vũ Linh Hoàng Phi. Đích xác, Hoàng Phi cười, đã đón đi lên. Nàng nãi Long Phi mẫu hậu, người tới toàn Diệp Lan tộc nhân, nào có không nghênh chi lý hai mẫu thân gặp mặt trong mắt đều có nước mắt các nàng đều còn ở lại là không thấy hài tử Hai tử không có hai tử hắn cha nhưng thật ra có một cái diệp thị nhất tộc mới vừa vào thành thần triều liền lại nghênh đón một mạch truyền thừa đó là trường thiên thế gia long chiến chính là này nhất tộc tới cửa con rể ngày xưa hoàng phi còn đi náo loạn một hồi nề hà long chiến mất trí nhớ mặc dù đến hôm nay hắn như cũng không nhớ rõ thế gian việc thấy hắn, hoàng phi mắt đẹp, lại một lần bốc cháy lên ngọn lửa. Thế gian lý tưởng, ở tiên giới thực hiện. Vẫn là tứ đại hộ quốc pháp sư, cái kia thổn thức sách lưỡi A. Ở đây Dương Huyền Tông cùng là lướt bọn họ, tắc tập thể ho khan. Trường thiên thế gia cũng là tâm đại, này liền mang theo tới cửa con rể lại đây. Tới đâu hay tới đó, thần chiều ai đến cũng không cự tuyệt. Đến nỗi long chiến cùng Vũ Linh Hoàng Phi, chuyện này không lớn có không sống lại long chiến ký ức, triệu bân nhìn nhìn Nguyệt Thần. Có thể, Nguyệt Thần khinh ngữ cười, phất tay áo một sợi luân hồi ánh sáng. Còn không ngừng nào cùng nào long chiến, một bước không đứng vững, suýt nữa tài kia. Rồi sau đó, đó là thống khổ kêu rên, phàm giới ký ức như nước dũng mãnh vào trong óc. Thống khổ lúc sau, hắn ngồi kia mơ hồ thật lâu. Đãi chân chính thanh tỉnh, thứ này thế nhưng nhanh chân chạy. Chạy lại mau, còn có thể mau quá hoàng phi kiếm ý. Này nếu lên giường, sẽ không xảy ra chuyện đi, Trần Huyền lão loát loát tròm dâu. Lời này, thâm đến trung ý, rốt cuộc, Vũ Linh Hoàng phi giờ phút này vẫn là thiếu nữ hình thái. Dứt lời, mọi người đều ho khan một tiếng, chỉ lo trêu chọc, xem nhẹ một sự kiện. Long chiến tiền giới tức phụ, còn gác kia xử đâu. 360 độ vô góc chết xấu hổ. liền nay, sáng lập một ngọn núi phủ. Đa tả các vị đạo hiếu, thực sự cảm kích. Đều người trong nhà, bớt thời giờ bái huynh đệ không. Dưới ánh trang trí tôn thành, phá lệ náo nhiệt, như phường thị bóng người chen chúc. Thần triều vẫn là thực hiếu khách, nghiễm nhiên đã cùng mới tới giả hòa mình. Giờ phút này, đang giúp vội kiến phòng ở, tìm thức phụ cũng là một chảo một đống. Bên này náo nhiệt, vô vọng hải bên kia, cũng là đám đông như hải, bởi vì la sát ở kia, sớm đã bãi hạ đài chiến đấu, chờ triệu bân tới chiến, động tĩnh làm như vậy đại, tất nhiên là không thiếu quần chúng, không ngừng là tiên giới người, thần giới cũng xuống dưới không ít, chỉ vì nhìn một cái kia vĩnh hằng truyền thừa. Xấu hổ chính là, đợi hơn nửa tháng, cũng không thấy triệu bân bóng dáng. Đối này, thế nhân cũng không ngoài ý muốn, bởi vì này mẹ nó chính là một cái hố. La sát khiêu chiến là giả, chúng thần vây sát là thật, triệu bân cũng không phải là ngốc tử. Đáng chết, đợi lâu không thấy triệu bân tới, la sát con người màu đỏ tươi một mảnh còn có dấu trong âm thầm chúng thần cũng là phá lệ thượng hỏa trước sau đã bị chơi hai lần đều tưởng hòa nhau một thành hơn nữa cũng đều trường trí nhớ vì cái này hố không biết thỉnh nhiều ít trí tôn vạn sự đã chuẩn bị liền cho triệu bân tới chiến cố tình kiệt tiểu tử không thượng câu đến nay cũng không biết người giấu ở nào chí tôn thành triệu gia đình núi triệu bân như một tôn pho tượng lẳng lặng ngồi xếp bằng dưới tàng cây nguyệt thần cũng ở Tay ngọc sớm đã đặt ở hắn đỉnh đầu. Nàng ở nhìn lén ngoài vũ trụ dấu vết, cũng suy nghĩ phá giải phương pháp. Mộng ma đâu, Triệu Bân hỏi. Ở luân hồi chung, Nguyệt thần cười. Ít ỏi bốn chữ, nghe Triệu Bân ánh mắt thâm thúy. Luận thần thông, còn phải là Nguyệt thần, cường như mộng ma đồ bị thu thập. Nhưng hắn biết, phong một giấc mộng ma, sẽ rước lấy cảng cường tồn tại. Cho nên, hắn mới chưa đi tìm la sát đánh nhau. Đều không phải là sợ mà là hắn ở ấp ủ đại chiêu. Nguyệt thần biết này tính toán, cùng nàng suy nghĩ không mưu mà hợp. Đã là đại chiêu, đều có nguy hiểm, hơn nữa rất nhiều biến số. Phong phất tới, triệu bân đốn tới buồn ngủ, lại lệch qua dưới tảng cây. Vèo, Nguyệt thần tùy theo biến mất, nhẹ nhàng nhẹ nhàng vào hắn cảnh trong mơ. Như mây khói, như cơ ngưng xương, nàng chứng kiến cũng là một mảnh hỗn độn. Đẩy ra hỗn độn lúc sau, còn lại là một đạo cùng triệu bân tương dung dấu vết mà nàng liền đứng ở dấu vết trước lẳng lặng vọng xem cũng lẳng lặng suy tính minh đế hết sức suy đoán nàng diễn xuất một đạo mơ hồ bóng người kia nên là minh giới đế có một loại bế nghệ thiên địa mà uy thế nhiên minh đế cũng không phải cuối cuối là một đạo cổ xưa bóng hình xinh đẹp cái kia nữ tử nên là siêu việt đế tồn tại nàng mới là dấu vết ngọn nguồn đem chú ấn giải Nguyệt thần nhàn nhạt nói, mắt nhìn thẳng xem ngoại vũ trụ dấu vết. Thật lâu sau, đều không thấy dấu vết có đáp lại, nửa điểm khác thường cũng chưa. Nhưng thật ra triệu bân cảnh trong mơ, tại đây một cái chớp mắt, càng hiện hốn hỗn độn độn. Nguyệt thần đóng mắt, trong mắt có luân hồi chi lực quanh quẩn. Đến tận đây, dấu vết mới có quang hoa lập lè, chợt lóe mà qua. Có lẽ, mình mình có cách trở, chặn lại các nàng giao lưu. Không biết khi nào, nguyệt thần mới rời khỏi cảnh trong mơ dưới tàng cây trừ bỏ triệu bân đã nhiều một người nãi cơ ngưng xương tắm gội ánh trăng thật là mộng ảo tiền bối có không đưa ta hồi nguyên vũ trụ cơ ngưng xương trước mắt mong đợi cần hai vũ trụ gần mới có thể sáng lập thông đạo nguyệt thần lời nói từ từ cần bao lâu ít nhất ngàn năm lời này vừa nói ra cơ ngưng xương con người ảm đạm không ít ngàn năm thời gian dữ dội dài lâu nàng chờ không được người tu mộng chi đạo nhưng nếm thử mộng hồi cố hương nguyệt thần lại nói đa tạ tiền bối chỉ điểm cơ ngưng xương chắp tay cúi người chậm rãi thối lui nguyệt thần tác cầm một sợi mộng ảo ánh sáng hoàn toàn đi vào này giữa mày đó là mộng chi đạo áo nghĩa có lẽ có thể giúp được cái này tiểu nữ oa đồng dạng mộng ảo ánh sáng nàng cũng truyền mây khói đồng tu mộng chi đạo này hai người đều có siêu việt mộng ma tiềm chất nói vô cùng tận lộ hứa có khác biệt nhưng lại chăm sông đổ về một biển ngô triệu bân một tiếng kêu rên chậm rãi khai mắt xong rồi nguyệt thần liền đem hắn đưa vào ma hộp cái thứ nhất ma hộp là nàng chuyên môn vì triệu bân đúc ra đồ nhi yêu cầu một hồi niết bàn đi vượt qua kia đạo hồng câu vèo triệu bân lại hiện thân đã là một mảnh đen nhánh thế giới ma hộp tự thành một giới cùng lúc trước sở tiến không sai biệt lắm khác nhau từ cũng có, này ma hộp cấp bậc càng cường càng huyền ảo. Phanh, hắn nhìn lên, trong bóng đêm có một bóng người đi ra. Đúng là một cái khác chính mình, toàn thân quang mang vạn đạo. Tới, triệu bân không vô nghĩa, tức thì chiến lực toàn bộ khai hỏa. Muốn mạng sống, hắn cần tại đây siêu thoát tự thân. Cùng mình chiến, âm vang thanh là vang vọng hắc ám. Không có quần chúng, có chỉ là huyết cùng cốt không ngừng va chạm hắn chiến tới rồi quên mình, ở đấu chiến chung, mài rũa bất diệt tâm cảnh. Đêm, thần Minh Hải, lại có lai khách, đó là cái thô lão giả, che lại lão eo khập khiếng. Không cần đi hỏi, liền biết bị người tấu, thả tấu còn không nhẹ. Cẩn thận như vậy một nhìn, đúng là vọng hương chân nhân, phượng vũ bản tôn sư phó. Năm xưa, hắn độ vô vọng hải nhập thần giới, tưởng bác cơ duyên, thành thần cơ duyên. Đi dạo một vòng mới biết, thành thần cũng không phải là như vậy dễ dàng, tạo hóa gì không có, vết thương nhưng thật ra rơi xuống một thân, tiên giới thực hỗn loạn, thần giới càng hỗn loạn, tự đi lên ngày ấy khởi, đó là mỗi ngày bị đuổi giết, thật sự không hảo hốn, vẫn là hồi tiên giới càng mát mẻ. So sánh với hắn, sau đến vị kia, bước cách liền lóa mắt nhiều. Đó là cái thanh niên, có một phen thạch cầm, khí huyết cực bàng bạc. Thánh quân, trong thành ra tới không ít người, các đều lão gia hỏa. Ma tử, tiểu kỳ lân cùng đại bàng bọn họ, chạy cũng đều không chậm. Đãi đến gần nhìn lên, mấy lão gia hỏa đều ánh mắt kỳ quái, đại bàng đám người cũng đều nhướng mày, này không phải thuần túy thánh quân, cũng không phải thuần túy ma tử, đảo càng như là hai người hợp thể. Người là ma tử, vẫn là thánh quân, tiểu kỳ lân thử tính hỏi. Mới mấy năm không thấy, không nhận biết, thanh niên cười tang thương khàn khàn. Nghe nói lời này, thánh quân một chúng bạn cũng nhóm, đều không khỏi nhăn hạ mày như thế nào cái ý tứ thánh quân là hiến tế mình thân còn hắn này hóa thân tự do cũng không đúng bọn họ rõ ràng từ vị này trên người người được thánh quân căn nguyên chi khí biệt lai vô dạng ma tử kế tiếp một ngữ là đối chúng lớp người giả nói hắn là ma tử cũng là thánh quân nhận được tiểu kỳ lân bọn họ tự cũng nhận được bản cũ năm đó một trận chiến quá thảm thiết có thể nói cửu tử nhất sinh đủ dùng ba năm mới nắn ra chân thân tu vi tuy rằng ngã rất nhiều lại cũng có tạo hóa, ít nhất thần trí thanh minh. Mà từ lúc sau, đó là một cái bóng loáng đầu. Ân, nãy làm bậy kia tư, là cùng đào tiên tử một khối tới. Tự đi xa xem, đó chính là một đầu heo, cùng một viên cải thìa. Tới, cho người mang đặc sản. Ai nói hòa thượng không tiến lễ, người làm bậy liền rất hiểu chuyện, cấp bất niệm thiên mang lễ vật. Đó là lưỡng đạo không tầm thường hồn, hắn là một tay sách một cái, là đưa cho bất niệm thiên béo đại tiên, lão thần côn, bất niệm thiên ngẩn ra một chút, một hồi lâu không phản ứng lại đây. Năm đó, nàng là tận mắt nhìn thấy béo đại tiên cùng lão thần côn, bị người chu diệt nguyên thần, tàn khu còn bị bắt đi rồi, một cái bị đinh ở trên núi, một cái bị treo ở cửa thành lâu trước, chết không thể lại đã chết, khi cách ba năm, hai người lại vẫn có hồn phách còn sót lại. Người nào tìm, tiên tông đại trưởng lão tò mò hỏi. Phật Pháp, bác đại tinh thâm, làm bậy một lời nói trọng tâm trường. Này lưỡng đạo hồn, cũng không phải là hắn tìm, là niệm kinh nghiệm ra tới. Chỉ cần xác chết còn ở, hết thảy đều có khả năng, chính là như vậy tà hồ. Oanh, phanh, ngoại giới một ngày, ma hộp 10 năm. Trong bóng đêm, triệu bân còn ở đại chiến. Cao dai ma hộp chính là không giống nhau, các loại huyền ảo cấm chế, đều là nhất cực hạn, như hắn một cái khác chính mình, liền chỉnh phá lệ kiên quyết, đánh đủ 10 năm, chính là lược không ngã, không được hoàn mỹ chính là, bậc này ma hộp rất có tệ đoan, nó chỉ có thể dùng một lần. Trách chỉ trách, thời gian quá ngắn, túng nguyệt thần, cũng tạo không đến hoàn mỹ. Này liền đủ rồi, này ma hộp cũng đủ triệu bân ở đại chiến trung siêu thoát tự thân. Ngày thứ hai, liền thấy ma hộp nứt toạc, có huyết sắc vĩnh hằng quang tận trời mà thượng. Tùy theo, đó là vĩnh hằng gì tưởng, ước chừng diễn mãn nửa bầu trời, quá nhiều người ngửa đầu xem, lại không thấy triệu bân, chiến quá thảm thiết, hắn chỉ còn một đạo nguyên thần hỏa đừng nhìn là nguyên thần hỏa nhưng ở trong đêm tối lại như một vòng vô cùng lộng lẫy thái dương quang mang vạn đạo nguyệt thần nhẹ phẩy tay áo đem này đưa vào nguyên thần hải đồ nhi siêu thoát rồi tự thân còn cần thời gian niết bàn ngày thứ ba đêm lại có người kết bạn tới đến cậy nhờ trí tôn thành nãi một nam một nữ nhưng không phải phu thê mà là tỷ đệ hai không sai đúng là thiên tộc thánh nữ cùng thiên tộc thái tử hai người không rảnh xuống tay, mang đến một cái tiểu ngoạn ý nhi. Chuẩn xác nói, là cái tiểu nhân, chỉ thành nhân bàn tay như vậy đại. Là tiểu sương mù linh, thấy thế gian bạn bè thân thích nhóm, qua một tiếng liền khóc. Ngày thứ năm, ám dạ chi chủ mang theo một phiếu người vào thần Minh Hải, tất cả đều là sát thủ. Không tước bản tôn sao, đó là trước sau như một lãnh diễm, thẳng xem Hồng Nguyên rơi lệ đầy mặt. Tới trí tôn thành, nào không biết xấu hổ không mang điểm đặc sản, ám giả dạ chi chủ cũng không ngoại lệ, lãnh tới một cái tiểu hài đồng. Đúng là cái này tiểu hài đồng, làm một chúng lão ra hỏa vây quanh vài vòng nhi. Cửu U tà quân, không ít người sờ cầm, sôi nổi nhìn về phía thủy thần. Ân, là nhà ta tiểu sư huynh, thủy thần nhéo nhéo tiểu hài đồng khuôn mặt. Tà quân sao, tam thế nguyệt thần đồ tôn, luận bối phận, nhưng còn không phải là sư huynh sao. Đến, lại một cái thông luân hồi. Chúng cường tụ tập nhi thổn thức sách lưỡi. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng, Nguyệt Thần chính là tu luân hồi chi đại thành giả, nàng này một mạch, không học điểm ra lông, hiển nhiên không thể nào nói nổi, khi minh cùng tà quân, chính là cái cực hảo ví dụ. Ngày thứ 8, kinh nghe tiếng vó ngựa, có lẽ là thân thể trầm trọng, dẫm trời xanh động run. Nãi một con già nua chiến mã, từ trên trời mà đến, chờ một khối lạnh băng thi thể. Quỷ La Vương, tiên đình cũ bộ đều xuất hiện, thấy trên lưng ngựa xác chết, đốn lệ nóng doanh tròng. Cùng ngày, trời dáng điềm lành, có một con năm màu tiên điểu, dương cánh mà đến. Này đỉnh đầu, còn treo một đóa huyết sắc ngọn lửa, thỏa thỏa nguyên thần chi hỏa. Thấy chi, đại bàng cùng tiểu kỳ lân đều khóc, đạo gia truyền thừa cũng là lệ quang lập lè. Còn có tiên đình cũ bộ, mới vừa rồi lau khô nước mắt, này một cái chớp mắt, lại là nhiệt lệ rơi. Năm màu điểu, đó là tiểu thanh loan. Huyết sắc nguyên thần hỏa, đó là đạo quân. Lúc này mới nào đến nào, Kế tiếp mới là chân chính đại trường hợp. Một sáng tỏ ánh trăng, rất nhiều bóng hình xinh đẹp cùng đi vào thần Minh Hải. Nãi vong tình cổ thần, triệu bân mẫu thần bản tôn, cùng chi nhất đạo, còn có Long Phi, sở vô xương, tiểu tài mê, diệu ngữ, phượng vũ, ảo mộng, nhan như ngọc, mục thanh hàn, thanh giao, đi ở sóng nước lóng lánh mặt biển thượng, kia thật chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Vẫn là sư tổ đại thần thông. Tường thành một bên, thủy thần nhéo nhéo rìa mép này nhiều người tới thần minh hải sao có thể không ai dẫn đường nếu không sao nói hắn cơ linh đâu xem chính là thấu triệt thật là nguyệt thần dẫn đường bất quá là lấy triệu bân vì môi giới làm hết sức suy đoán nếu không phải nàng bị luân hồi gọt bỏ chân thân rất nhiều thần thông chịu hạn chế định còn có thể tìm được càng nhiều cái kia triệu uyên kia một mảnh triệu bân một cái bà bà một đống lớn con dâu hơn phân nửa đêm trí tôn thành không ai ngủ được già trẻ lớn bé, đã là chất đầy thành lâu, còn có cửa thành, cũng bóng người ô ương, đều là chạy ra ngắm phong cảnh, mà vong tình của thần các nàng, đó là kia đạo sinh đẹp phong cảnh. Phù Dung, nghẹn ngào kêu gọi, thực mau vang lên, triệu huyên rơi lệ đầy mặt mà đến. Nhiên, phong tình cổ thần thấy hắn, lại lui một bước, thần sắc đạm mạc thanh lãnh. Thấy nàng như thế, triệu huyên mạch định thân, than thở khóc lóc, ta là triệu huyên nào. Phong tình cổ thần tuy thở ơ, trong mắt lại có hơi nước quanh quẩn đó là phù dung nước mắt ai là lướt một tiếng thở dài triệu bân thế gian bạn cũng nhóm cũng cơ bản như thế muốn nói triệu uyên cùng phù dung cũng thật là một đôi khổ mệnh uyên ương năm đó phù dung thân chết triệu uyên tồn tại sau phù dung bị chiêu hồn trở về thế gian triệu uyên lại bị tử y hầu bức tự sát hiện giờ tiên giới gặp lại cố tình một cái có máu có thịt một cái đạm mạc vô tình tạo hóa treo người nào vô tình trời xanh, còn muốn tra tấn vài lần mới tính xong. Gió biển thổi phất, hỗn độn triệu uyên tóc dài. Một bước xa, hoàng tựa một đạo lạch trời, làm hắn không biết nên như thế nào bước ra. Vong tình cổ thần nhanh nhẹn mà đứng, lại giống như pho tượng, hóa thân tình cảm, thời khắc đều ở quấy dày nàng tâm thần, làm nàng ở mỗi mấy cái nháy mắt, pha tưởng giơ tay, đi sờ sờ triệu uyên khuôn mặt. Triệu bân kia hóa lạc, không ít người nói thầm, cũng không ít người nhìn phía chỗ sâu trong mẫu thân đã trở lại, thả còn mang theo một đám con dâu, không nghinh một nghinh. Trên thực tế, ngoại giới việc triệu bân hồn nhiên không biết, hắn vẫn là nguyên thần hỏa trạng thái, thả toàn bộ nguyên thần hải, đều bị nguyệt thần dùng luân hồi ngăn cách, tuy là tỉnh hắn cũng vọng không thấy. Hai tử, thánh nữ, mộng nhi, triệu bân ngủ say không quan trọng, có người nghinh, như hoàng phi cùng long chiến, như ma gia trưởng lão, cũng như bạch gia lão tổ. Quá nhiều quá nhiều người, đều chào ra trí tôn thành, đều là trước mắt lệ quang. Sở vô xương các nàng, cũng hai mắt đẫm lệ mông lung. Năm xưa một khó, có thể nói sinh ly tử biệt. Tái kiến thân nhân, nói không xong chính là tưởng niệm. Vèo, vong tình cổ thần cuối cùng là động, như một trận gió, tự triệu uyên bên cạnh người đi qua. Vào thanh, nàng liền bước lên đại đạo sơn, không nói hai lời, liền muốn hành đại lễ. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nàng cũng coi như nguyệt thần một mạch, thứ năm thế Nguyệt Thần nãi nàng sư tổ. Không cần như thế. Nguyệt Thần khinh ngữ cười, chặn lại vong tình cổ thần lễ nghĩa. Có lẽ là nhân triệu bân duyên cớ, nàng này một nói còn pha thân thiết. Nàng cũng là nhà ngươi, kết nhóm thần minh chọc thủy thần. Ta phải kêu nàng một tiếng sư tỷ thủy thần lời nói thấm thiên nói. Này bối phận, không ít người đều hít sâu một hơi. Triệu bân chính là Nguyệt Thần đồ nhi, hắn mẫu thân bản tôn, lại là Nguyệt Thần đồ tôn, ý tứ này, vong tình cổ thần thấy triệu bân luận tư bài bối còn phải kêu hắn một tiếng sư thúc bái nếu là lại tính thượng đế tiên cùng triệu uyên bọn họ này một nhà hảo thần kỳ nói vong tình cổ thần đi rồi ở chỗ sâu trong tìm một ngọn núi đóng cửa tĩnh tu nguyệt thần chưa nói thêm cái gì người khác tình duyên vẫn là không nhúng tay hảo đã thấy ra chút chuyện này không lớn rất nhiều lão gia hỏa đều vỗ vỗ triệu uyên ăn vặt di tình ăn nhiều càng di tình trong đó có như vậy mấy cái không đứng đắn còn trộm cấp triệu uyên tắc điểm bảo bối một bao đi xuống sau so gì đều hảo xử thật sự không được vậy hai bao người tức phụ nãi thỏa thỏa thần ăn nhiều mấy cân không quá đáng ngại triệu uyên thất thần tâm tâm niệm niệm vẫn là hắn thê tử hắn cũng đi chỗ sâu trong ở vong tình cổ thần dưới chân núi đáp gian nhà tranh hắn muốn tại đây thủ muốn thủ đến thê tử thấy hắn mới thôi chẳng sợ địa lão thiên hoang thủ về thủ cũng không thể hoang độ thời gian, hắn như cũ là người điên, không muốn sống tu luyện, hắn muốn thành thần, một ngày kia, giúp đỡ hải tử, một ngày kia, nhưng truy hồi thê tử. Nguyên thần hải ngoại, nhiều từng đạo bóng hình xinh đẹp. Tất nhiên là sở vô xương các nàng, toàn mãn mục nhu tình. Nguyệt thần không có quấy giày, chính tĩnh tâm suy tính diễn biến. Triệu bân thân hiếu, còn có rất nhiều người chưa tìm được, liền như Lạc Hà, cũng như Giao Nguyệt. Kia hai, không phải người bình thường, một cái thân phụ thiên sát tử cục, một cái nhưng giải thiên sát tử cục. Đáng tiếc, nàng đến nay cũng không suy đoán đến nàng hai người tung tích. Có thể khẳng định chính là, đều còn sống, chính là không biết ở đâu. Thật nhiều ngôi sao a à. Một khắc tòa sơn đầu, thủy thần sủy xuống tay, thổn thức không thôi xem thương nhiều. Cái gọi là ngôi sao, là chỉ sao băng, cấp hư vô vẽ ra từng đảo hoa Mỹ độ cung, mỗi một đạo đều là một tôn thần, lần này kết bạn buông xuống tiên giới, cũng không phải là tới uống trà tán gái, định là mang theo mục đích, liền như gây sóng gió, liền như lộng chết vĩnh hằng thể, lại yếu đi. kết nhóm thần minh cùng thương miểu lão thần cũng ở, toàn để sau lưng đôi tay, toàn ánh mắt thâm thúy. yếu đi, là chỉ cần khôn áp chế, lại buông lỏng không ít, thả tốc độ chính không ngừng nhanh hơn. này, cũng không phải là gì cái hảo dấu hiệu. áp chế nhược một phân, thần minh chiến lực liền cường một phân áp chế nhược một phân, đồ thần khó khăn liền gia tăng một phân. Làm liền xong rồi. Hiếu chiến vượn thần, lại gác kia sát gậy sắt. Lén lút làm sự tình, đánh xong liền chạy bái. Bên này, Nguyệt thần đã thu mắt, nhìn phía nguyên thần hải. Triệu bân nguyên thần hỏa, đã nở rộ quang mang, một tấc tấc nắn ra nguyên thần. Rồi sau đó, đó là bản mạng thân thể, sán sán vĩnh hằng thân thể, y như hoàng kim đúc nóng. Oanh, yên lặng đêm, hư không lại oanh động, lại diễn mãn vĩnh hằng dị tượng. Triệu Bân nói, kích động ra ảo diệu thiên âm, vang vọng thiên địa. Nhưng, hắn như cũng chưa tỉnh tới, như một tôn khắc đá pho tượng, lặng lặng ngồi ở nguyên thần trong biển, định nhãn đi xem, có thể thấy từng đạo kỳ diệu pháp tắc, ở này quanh thân đan chéo bay múa. Chiến chi đạo, lò dưỡng trăm kinh, đế tiên đệ nhất thần tướng sờ sờ cầm. Một trận chiến phá vạn pháp, Triệu Bân đã có người nọ manh mối. Cha Thánh cười nói, vĩnh hằng thần thoại, còn cần vĩnh hằng truyền thừa tới đánh vợ a à. thần minh đảo chủ cũng cười oanh ầm 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 sau đó mấy ngày hư vô mờ mịt nhiều sấm sét ầm ầm có long xoay quanh trong đó tùy theo đó là phượng hoàng hí vang bạch hổ giết gào càng có huyền vũ thác lộ mà đêm nay động tính nhất khổng lồ vĩnh hằng dị tưởng, lại phát hỏa ra vĩnh hằng tiên vực che giấu cuồn cuộn thiên phàm ngửa đầu khán giả không một không thần sắc hoảng hốt hơn nữa rất nhiều áp lực ngộ đảo không ít lớp người già nói thầm. Không sai, triệu bân mộ đạo. Ma trong hộp chiến 10 năm, hết sức đánh luyện thân thể, cũng hết sức thăng hoa tâm cảnh, siêu thoát rồi tự thân, đó là lột xác niết bàn, làm này tu vi cảnh giới lại tiến thêm một bước, đến tận đây khác, không cần cuối cùng thị lực, liền có thể trông thấy một đạo nguy nga cự môn, đó là bán thần con đường. Nếu hắn nguyện ý, nhưng mạnh mẽ phá quan, ý tứ này a à. cơ trí lớp người già, đều lộ thâm trầm chi sắc triệu bân nghẹn đại chiêu sợ không phải bán thần thiên kiếp đối khẳng định như thế lấy triệu bân chi yêu nhiệt cấp bậc khai thiên kiếp đó là hàng duy đả kích muốn làm liền làm đại thần triều cường giả nhóm cũng đều ngộ đạo các ánh mắt rạng rỡ này nếu đem thần minh kéo một khối tập thể tao cái xét đánh hắc 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 audio điện tử võ tấn bền không biết nào một ngày vĩnh hằng dị tượng mới tan đi Triệu bân cuối cùng là tỉnh, mắt như sao trời thâm thúy. Quá nhiều người tới nguyên thần hải, người kia ảnh như hải triều. Quả nhiên, gần gũi xem thứ này, bước cách càng thêm lóa mắt. Triệu bân tắc thần sắc ngơ ngẩn, xem chính là ma tử cùng phượng vũ bọn họ, hắn ngủ say nhiều ngày, không ngờ lại tới nhiều như vậy thân hiếu, đãi thoảng qua thần nhi, hắn mới theo bản năng nghiêng mắt vọng xem chỗ sâu trong, hắn mẫu thân, giống như cũng đã trở lại, đang ngồi ở dưới tàng cây lẳng lặng khắc khắc gỗ, ánh ánh sao, hắn một đường đi tới chân núi. Phụ thân tất nhiên là ở, đang ở nhà tranh trước tu luyện. Thấy hắn, Triệu Uyên gượng ép cười, cười chung rất nhiều chua sót. Triệu Bân liền trực tiếp, lôi kéo phụ thân liền lên núi. Tốt xấu hắn là thần triều chi chủ, đi bộ đi bộ làm sao vậy? Trên núi, trừ bỏ vong tình cổ thần, còn có một người, nãi diệu ngữ, rất là ngoan ngoãn. Vong tình cổ thần cũng là có ý tứ, không cho Triệu Uyên lên núi, lại cho rượu ngữ cái này đặc quyền, còn có sở vô xương cùng Long Phi các nàng, lâu lâu tới, nàng đều không mang theo ngăn trở. Thần triều chi chủ mặt mũi sao, vẫn là phải cho. Hắn đều dẫn người lên đây, còn có thể đuổi đi đi xuống không thành. Vô luận nói như thế nào, cũng coi như một nhà bốn người, thiếu liễu như tâm, cũng thiếu lạc hà, một cái ở năm tháng sông dài, một cái đến nay đều không có tin tức. Trời xanh chọc ghẹo người, cái này ra, đã là mấy phen phá thành mảnh nhỏ. Triệu bân, tới chiến. Ấm áp hình ảnh, cố tình có lỗi thời âm điệu. Lại 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 là la sát kia tư, lại 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 hạ khiêu chiến thư. Đối này, thần triều cường giả đã thấy nhiều không trách, bởi vì ba ngày hai đầu là có thể nghe nói kia tư hét to, một bộ không đợi đến triệu bân, liền không bỏ qua tư thế, nếu không phải nguyệt thần ngăn đón, bọn họ sớm sát đi ra ngoài làm sự tình. Lần này, triệu bân nhưng không chiều hắn, nghe nói hét to, liền ra trí tôn thành. Tới việc, vượn thần nhất tích cực, dẫn theo gậy gộc liền đi ra ngoài. Sau đó, đó là kết nhóm thần minh, thương miểu lão thần cùng thủy thần, liền vong tình cổ thần cũng đi. Còn có bán thần cấp cường giả, cũng là phần phật một mảnh. Thần triều chi chủ muốn khai lớn, sao có thể không giúp giúp bãi. Như thế đại trường hợp, tự không thiếu nguyệt thần. Có nàng ở, chúng cường pha tâm an, các nhiệt tình nhi mười phần. Đến, lại không chúng ta phần. Trong thành nhiều ho khan, mắt trông mong nhìn theo chúng cường rời đi. Tiếc núi về tiếc núi, bán thần cấp dưới, vẫn là đãi ở trong thành so an toàn, thật muốn mặt dày mày dạn cùng qua đi, đó chính là thêm phiền. Tu luyện đi thiếu niên nhóm. Lớp người già nhóm vén lên tròm dâu tới, tư thế thông thường đều thực tiêu chuẩn. Bọn tiểu bối không lời gì để nói, nghĩ ra đi làm sự tình, đến cảnh giới đủ số mới được. Có này giác ngộ, liền không ai nhàn dỗi, tu luyện tài nguyên không là vấn đề, đến có tiến tới tâm nào vô vọng hải, cuồn cuộn cổ xưa. Mặc dù là ban đêm, nơi đây cũng bóng người ô ương, có người qua biển nhập thần giới, cũng có người xuống núi nhập tiên giới. Nhất náo nhiệt, vẫn là bờ biển, có một tòa to như vậy đài chiến đấu, bãi bản bản chỉnh chỉnh. La sát liền đứng ở mặt trên, như một cây ném lao, đã sử tại này vài nguyệt. Quần chúng nhóm cũng là chuyên nghiệp, tới tới đi một chút, luôn muốn xem tuồng. Nhất chuyên nghiệp, vẫn là chúng thần minh, các đều là dấu kín người thạo nghề, đừng nhìn hư vô gió êm sóng lặng, lại là tàng đầy đại lão, lấy thế nhân chỉ tầm mắt, căn bản vọng không thấy. Đây là ở vô vọng hải thần minh, mặt khác bí ẩn nơi, còn có rất nhiều, liền sợ triệu bân trò cũ trọng thi, lại đến cái dương đông kích tây tương kế tự kế lại 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 liền kế. Một câu, đây là cái siêu đại cấp liên hoàn hố, vô luận triệu bân trộm đạo đi đánh nào một phương, cơ bản đều có thần minh chờ hắn. Vì thế, chúng thần còn hao phí đại lực khí, sáng lập đế thần cấp truyền tống thông đạo, nhưng qua lại cứu viện, gắng đạt tới một trận chiến lộng chết triệu bân. Thật lớn trận trưởng, này thanh lầm bẩm ngữ, xuất từ nguyệt thần. Toàn bộ trí tôn thành, thuộc nàng nhất rõ rành rành, nào nào có hố to, nào nào có thần minh tụ tập nhi, nàng đều có thể ước chừng tính ra, nguyên nhân chính là có thể tính ra, nàng mới thổn thức, bởi vì buông xuống tiên giới trí tôn số lượng, viễn siêu nàng tưởng tượng, không ngừng thần minh cấp, còn có chuẩn đế thần cùng đế thần, liền kém chuẩn hoang thần kết cục như thế trận trưởng, lại là đối phó một cái tiểu tiên vương, thiên đại châm trọng. Đương nhiên, đây cũng là quan với nàng đồ nhi, nhất trí cao vô thượng vinh quang, bởi vì nhìn chung sử sách, đều vô này tiền lệ. Cho nên, nàng tốt nhất không bại lộ. Nếu bị chúng thần biết được nàng còn sống, quỷ hiểu đắc sẽ có bao nhiêu chuẩn hoang thần xuống dưới, một giấc mộng ma, liền đủ khó khăn, lại có cường đại trí tôn xuống dưới, nàng nhưng khiêng không được. Lại chờ một ngày, không tới ta liền đi lời này người đều thì thầm tám trăm biến lão phu cũng là nhàn nhất đẳng đó là vài nguyệt không tuồng xem quần chúng nhóm đều phá lệ nôn nóng chờ chờ liền ngáp đánh đánh liền ngủ rồi tỉnh lại một nhìn vẫn là không thấy triệu bân cảm giác ngủ tiếp cái giấc ngủ nướng chắc chắn triệu bân sẽ đến dám lấy tiên vương cảnh ngạnh cương chúng thần tàn nhẫn người há có túng đạo lý đáng chết la sát lại nghiến răng nghiến lợi một bụng hỏa khí suýt nữa nghẹn ra nội thương hắn chỉ là cái mồi câu, nhưng cá lớn chính là không thượng câu, có thể không khó chịu sao. Tới, đột phân một tiếng gào to, gào kinh thiên động địa. Ngủ quần chúng, đều nháy mắt khai mắt, còn có những cái đó nói chuyện phiếm, lưu muội cũng đều tập thể nâng đầu, ánh mắt tề tụ một phương. Mục có khả năng cập nơi, có thể thấy sát khí quay cuồng, cuốn này một mảnh vĩnh hằng quang, triệu bân liền ở trong đó, tựa như một tôn cái thế đại ma, từ thây sơn biển máu chung mà đến, đi mỗi một bước, đều dẫm trời xanh động run. Thực hảo la sát một tiếng cười dữ tợn, phấn khởi thẳng dục phát cuồng. Mau triệu bân tại đây, chúng thần đều tế triệu hoán, triệu hoán bên ngoài trí tôn. để tránh lại dẫm lên vết xe đổ, khắp nơi truyền thừa đều còn lưu có thần minh bảo hộ, hơn nữa không ngừng một tôn. tú nhi tới nhiều ít, triệu bân hỏi, hơn tám trăm nguyệt thần cho cái ước chừng số lượng. nghe chi triệu bân ánh mắt lộng lẫy thần huy hơn 800 trí tôn, thật đúng là để mất hắn. Không sao, càng nhiều càng tốt, đánh chết một đống là một đống. Triệt thoái phía sau, quần chúng nhóm thực tự giác, đại thật xa liền vì triệu bân rộng mở đại đạo. Là đến triệt thoái phía sau, bởi vì này không phải một hồi hẹn đánh nhau, mà là một hồi vây sát. Đừng nhìn nơi đây gió êm sóng lặng, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt, quỷ hiểu đắc ẩn giấu nhiều ít thân. Oanh! Vạn chúng chú mục hạ, triệu bân từ trên trời giáng xuống, dẫm đài chiến đấu lắc lư. Ngô cho rằng, người phải làm một đời rùa đen rút đầu. La sát lành lạnh cười. Triệu bân không nói, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm hắn. Hắn trầm mặc là một loại vô thượng uy hiếp, ít nhất la sát túng, rõ ràng vẻ mặt giữ tợn tướng, lại không dám nhìn thẳng triệu bân, không những không dám nhìn thẳng, còn có một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi. Hắn sợ triệu bân, sợ muốn chết. Ổn định, âm thầm, có chúng thần truyền âm, cũng có nhà hắn lão tổ ở đây. Có lời này ngữ, hắn mới thoáng bình phục tâm cảnh. Nhưng thật ra đã quên, khiêu chiến chỉ là cái cờ hiệu, vây sát mới là chính đạo. Hắn chỉ cần bám trụ triệu bân liền hảo, dư lại, liền giao cho chúng trí tôn. Thật chờ tế vây thần kết giới, triệu bân trốn không thể trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sát, la sát một tiếng hét to, ầm ầm tạo ra ngoại đạo pháp tướng. Đó là một tôn toàn thân ngăm đen người khổng lồ, như núi cao nguy nga. Hắn là nửa câu vô nghĩa không có, che trời một trường từ thiên cái xuống dưới. Tới, triệu bân ẩm ẩm tạo ra vĩnh hằng kim thân, khí huyết như biển rộng quay cuồng. Luận cái đầu, vẫn là kim thân càng hù người, ít nhất nó ngoại đạo Pháp tướng lóa mắt. Phá, nhưng nghe triệu bân len keng vừa uống, nghịch thiên một con kim quyền, oanh xuyên che trời bàn tay to. La sát kêu rên, đi bước một đặng đặng lui về phía sau, không kịp đứng vững, cánh tay liền nổ thành huyết bùn. Oanh! Triệu bân từ thiên mà xuống, bàn tay như đao, bổ ra một đạo ngân hà. La sát cười giữ tợn, thế nhưng không né không tránh, chỉ mặc niệm cổ xưa tâm quyết. Tùy theo, liền thấy này thân thể, lung muộn một tầng quỷ dị mà đen nhánh quang. Rồi sau đó, đó là len keng chi âm, triệu bân một đao, tựa như bổ vào thép tấm thượng, không những chưa xé rách la sát ngoại đạo pháp tướng, còn bị kia đen nhánh quang, chấn xương bàn tay tạc nứt, trái lại la sát, đồ sộ chưa động, lung mộ thân thể đen nhánh quang, cũng ở trong nháy mắt này, hóa thành một bộ áo giáp, có thể thấy này thượng thần văn minh khắc, thả lôi điện cộng sinh. Đế thần binh, triệu bân hai mắt lóe quang, trang bị hoàn mỹ, quần chúng cung ánh mắt dạng rỡ Đế thần cấp áo giáp, ngẫm lại liền biết có bao nhiêu kháng tấu. Cửu u luyện ngục cũng thật là đại quyết đoán, thế nhưng cấp la sát, chỉ như vậy một kiện hiếm lạ đồ vật, cũng đúng, có khôi đều vết xe đổ nào nhưng không được đem nhà mình thần tử hộ hảo sao. Còn chưa xong, la sát lành lạnh cười, trong cơ thể lại vẫn có một loại khác nói âm kích động. Nghe chi, thế nhân mắt lại sáng, kia hóa trong cơ thể còn có thần khí. ong, đao minh thanh chợt khởi, la sát trong tay nhiều một đạo huyết quang. Nga không đúng, đó là một búng máu đao, có thần chứa rũ giật. Lại là đế thần binh. Quần chúng tập thể kinh dị, cũng tập thể lui về phía sau thần khí không thường thấy càng không nói đến là đế thần binh ngoạn ý nhi này lực sát thương là hủy thiên diệt địa so sánh với thế nhân triệu bân liền bình tĩnh nhiều đế thần binh ghê gớm cùng ai không có dường như hắn đã sách ra chiến mâu như thần đứng lặng cửu thiên tất đồ ngươi la sát tiếng quát nhiều anh lôi đạp thiên sát nhập hư không đừng nói thần khoác đế thần áo giáp tay cầm đế thần huyết đao hắn thật liền lóa mắt không ít thật tựa như một tôn thần linh, có quan sát thiên địa trị uy, cũng có bế nghệ bát hoang chi thế. Bàng, vạn chúng chú mục hạ, ác thần chiến mâu cùng đế thần huyết đao nghinh thiên va chạm. Trong khoảnh khắc, trời xanh sụp đổ, hủy diệt vầng sáng chiều tứ phương lan tràn mở ra. Oanh, phanh, ngắn ngủi giao phong, chỉ là chiến trước một cái nhiệt thân. Thần khí va chạm lúc sau, hai người một đường làm tới rồi thương miểu. Ngửa đầu đi xem, đó là hủy thiên diệt địa chi cảnh, khó gặp chiếu bân cùng la sát, chỉ thấy lưỡng đạo mơ hồ bóng người, với cửu tiêu tung hoành, mỗi có một lần va chạm, tất có lôi đỉnh bay múa. Trưa nay, đó là đầy trời quang vũ, tạp càn khôn đều dung chuyển. May tiên giới có càn khôn áp chế, quá nhiều lớp người già thổn thức. Lời này không giả, nếu là vô càn khôn áp chế, kia chiếu bân cùng la sát đánh nhau động tính, nhất định lớn hơn nữa, vì sao nói như vậy lạc. Bởi vì thần minh tao áp chế, thần khí tự cũng tao áp chế, thật buông ra chói buộc nói, gần là dư uy, là có thể mang đi chín thành trở lên quần chúng. Nét mực gì đâu? Giấu trong âm thầm vượn thần, liên tiếp vò đầu bứt tai. Triệu Bân chiến lực, hắn là biết đến, căn bản không nhúc nhích toàn lực, đảo càng như là cùng La Sát đùa giỡn, này hắn nhịn không nổi, hắn là tới đánh nhau, cũng không phải là tới xem người đánh nhau. Đừng vội. Thủy thần nhéo nhéo râu, tùy mắt còn liếc mắt một cái tứ phương. Triệu Bân cùng La Sát làm khí thế ngất trời, âm thầm tự cũng không bình tĩnh liền như chúng thần, đều ở khắc cấm chế, chuẩn xác nói, là ở tạo trận, nếu không phải nhìn lầm nói, là vây thần đại trận. Hơn 800 trí tôn, hợp lực tạo một trận, ngẫm lại đều ra đầu tê dại. Liền này, còn không ngừng có quỷ mị bóng người, từ trên trời mà đến. Những cái đó, đều là từ địa phương khác tới rồi trí tôn, đây mới là tiểu sư thúc suy nghĩ, tới thần minh càng nhiều càng tốt, rốt cuộc, bán thần kiếp chỉ có thể độ một hồi, ước gì đều lại đây, như thế, bất động toàn lực cùng la sát diễn nháo một phen vẫn là rất cần thiết đừng vội thần triều cường giả cũng vững như thái sơn dường như đều biết triệu bân tính toán độ kiếp sao người càng nhiều càng náo nhiệt bọn họ này đó bổ đao liền hảo a à, mặc dù là đùa giỡn la sát cũng bị trùy ngao ngao thẳng kêu thế nhân có lẽ thấy không rõ nhưng chúng thần xem rõ ràng trong mắt còn rất nhiều khinh thường ánh sáng cửu u luyện ngục thần tử chính xác phế vật a ăn mặc đế thần áo giáp dẫn theo đế thần huyết đao thế nhưng đều không địch lại triệu bân công phạt nếu vô thần khí bảo hộ sợ là sớm bị đánh diệt không sao cả la sát chiến bất chiến quá triệu bân với bọn họ mà nói đều dâu ria vĩnh hằng thể đã là tới hôm nay đó là cái tử cục không có khả năng chạy thoát phốc hư vô lại chấn động huyết quang hiện ra la sát suy tàn từ thiên tạp xuống dưới oanh không đợi này đứng vững triệu bân liền tế hồng mông chi hải, đương trường bao phủ. Chúng thần toàn ánh mắt cực nóng, đối này hồng mông chi hải, đều hiếm lạ thực đâu. Sát, la sát gào giống, thế nhưng một đao bổ ra hồng mông, một bước bay lên trời. Triệu bân như thế nào làm hắn ra tới, một cái bọt sóng lại cấp này chụp trở về. Cấp ngô phá, la sát tự sẽ không thúc thủ chịu trói như cái hồng hoang mãnh thú, ở trong biển phịch. Gào vang dội không điếu dùng, mặc hắn như thế nào va chạm, chính là nhảy không ra hồng mông hải. Giờ phút này không ra, càng đãi khi nào. Luyện ngục thần quân cuối cùng là nhìn không được, cái thứ nhất hiện hóa chân thân. Chỗ tối chúng thần cũng chẳng phân biệt trước sau, một tôn tiếp một tôn nhảy ra. Oa! À, bổn đang xem hồng mông chi hải thế nhân, đều theo bản năng ngưỡng mắt. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, thế nhưng tới nhiều như vậy thần. Triệu bân, còn không đền tội luyện ngục thần quân hét to chúng thần thân thể cũng nở rộ vạn đạo quang mang nhiên không đợi bọn họ tế ra sát sinh đại thuật liền nghe một tiếng tiếng sấm đúng là này thanh tiếng sấm cả kinh thế nhân run sợ thần minh cũng không ngoại lệ thiên kiếp quá nhiều người ngưỡng mắt không sai là thiên kiếp nhưng không phải triệu bân triệu công tử là chuẩn bị khai thiên kiếp chẳng qua có người trước hắn một bước ai đâu la sát thật không hổ thần minh truyền thừa chính là xuất sắc, đều bị phong nhập hồng mông chi hải, lại vẫn có thể tuyệt địa niết bàn, vừa lơ đáng nhi, thế nhưng mẹ nó nghịch thiên phong thần. Này, thần chiều trúng cường một tiếng ho khan, khóe miệng thẳng xả. Này, đây trời trí tôn cũng ngẩn ra, hiển nhiên không có dự đoán được. Ngô tộc chi đại hạnh, nhất kích động, chờ quá luyện ngục thần quân, đều chuẩn bị đấu võ, đều chuẩn bị không có giết triệu bân, quỷ hiểu đắc nhà mình hậu bối, cho hắn tới như vậy kinh nghi. Triệu bân, La sát một tiếng rít gào, tự hồng mông chi hải giết ra tới. Phong thần chính là không giống nhau, bước cách trực tiếp viên mãn. Thật làm ta ngoài ý muốn, Triệu Bân nhàn nhạt nói. "Ngô, nên cảm ơn ngươi." La sát u cười. Đối, hắn là nên cảm ơn Triệu Bân, còn phải phát ra từ linh hồn cảm tạ. Nếu không phải Triệu Bân đem hắn bước đến tuyệt cảnh, hắn cũng không có khả năng tuyệt địa niết bàn. Oanh. Ầm vang. Hư không mây đen như hãn hải trung vạn trượng sóng gió, mãnh liệt quay cuồng. Thiên địa, bị giấu tối tăm không ánh sáng, chỉ lôi đình tia chớp với vân trung xé rách. Thần kiếp A, thế nhân sắc mặt tái nhợt, cũng thần sắc ngơ ngẩn. Liền chúng trí tôn đều tim đập nhanh, càng không nói đến bọn họ. Sao nhớ năm đó quá thượng thần tử, dục mượn triệu bân nghịch thiên phong thần, bị đồ diệt thành cho. Lại tưởng ngày xưa khôi đều, cũng muốn đem triệu bân coi như đá kê chân, đồng dạng bị chu sát hai đại thần minh truyền thừa cũng không làm được sự la sát lại làm được thật bước ra kia một bước lão phu sao không như vậy vận may quá nhiều lão bán thần lẩm bẩm ngữ hâm mộ không thôi thành thần chi lộ dữ dội dài lâu chỉ nửa bước mà thôi chắn bọn họ mấy ngàn năm đến nay cũng đều không thể vượt qua kia đạo lạch trời hiện giờ thấy la sát phong thần tâm cảnh tất nhiên là phiền muộn tạo hóa bậc này sự ai nói đến thanh đâu đều không phải là sở hữu lão bán thần đều luẩn quẩn trong lòng cũng có khám phá hồng trần sống lâu lắm có như vậy một ít chấp nghiệp sớm bị năm tháng trả sáng thực sự có ý tứ một phen làm ra một tôn thần kiệt ngạo khó thuần như vượn thần lúc này đều sách lưỡi thần triều chúng cường cũng ho khan không thôi quá ra ngoài dự kiến vừa lơ đãng nhi nghịch thiên phong thần đại la thánh tử sợ không phải la sát đối thủ đây là ở tiên giới tuy là thành thần La Sát Tu Vi cũng sẽ bị áp chế đến bán thần cảnh. Tự thân bán thần cảnh cùng bị áp chế đến bán thần cảnh, hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Lời này không giả, chưa thành thần phía trước, La Sát liền có đổ thần tư bản. Này cắn làm ngươi lao, vĩnh hằng thể không đổ quá thần minh. Có thể đổ thần, không đại biểu là có thể khiêng được cực nói thần phạt. Thần đều diệt không ngừng một tôn, còn sợ ngươi nhà thần phạt. Thình linh xảy ra một hồi thiên kiếp, làm bên ngoài náo nhiệt phi phàm, xem trọng triệu bân có xem trọng la sát cũng có thả đều nói đạo lý rõ ràng dỗi kia kêu một cái khí thế ngất trời xảo xảo ngươi muội chuyên nghiệp quần chúng nhóm đều sách ra chuyên nghiệp vật kiện nhi ân cũng chính là ký ức tinh thạch chiến trung khai thần kiếp muôn đời khó gặp a à, có thể không tới mấy cái đại đặc tả xảo về xảo thế nhân mắt là sáng như tuyết sáng như tuyết phá lệ tới tinh thần tuyệt đối nghiền áp không gì xem đầu lực lượng ngang nhau mới có thể đánh xuất sắc sao. Lúc trước, La Sát không địch lại Triệu Bân, lần này thành thần, thắng bại tự chưa số cũng biết. Lần này không đến không, nhìn luyện ngục thần quân, sống lưng đã đính không phải giống nhau thẳng tắp. La Sát đã là phong thần, lại cùng Triệu Bân chiến, giống như không lý do thua. Chúng thần nhiều nghiêng mắt, xem thứ này ánh mắt không sao hiền lành, đều là hâm mộ ghen tị hật, nhà ai còn không có mấy cái xuất sắc hậu bối, nhưng cùng La Sát so với liền thiếu chút nữa ý tứ, có thể tuyệt địa phong thần, đủ thấy này tư chất cùng khí vận, người bình thường thật làm không được. Hảo sinh mỹ diệu cảm giác, la sát đã định thân, trước mắt thích ý. thành thần, xoay người nông nô đem ca sướng. Triệt, mênh mông quần chúng, lại như thủy chiều xuống, thành phiến thành phiến triệt thoái phía sau. Đầy trời trí tôn cùng giấu trong chỗ tối thần chiều cường giả, cũng đều rời khỏi kia phiến thiên địa, thiên kiếp cũng mặc kệ ai là ai, chỉ cần thần ở thiên giới trong phạm vi, quản ngươi là tiên vẫn là thần, đều chiếu phách không lầm, thần kiếp cũng không phải là giống nhau kiếp, là có thể đánh chết thần. Triệu bân, nhận lấy cái chết, la sát cười giữ tợn, thổi quét cuồn cuộn huyết sát, đạp thiên mà đến. Triệu bân không gì ngôn ngữ, nháy mắt thân giết đến, túm lên chiến mâu liền kén. Xong rồi, thế nhân liền tập thể ngưỡng mắt, là một đường nhìn theo la sát hoành nhảy ra đi, đương sự như thế nào, bọn họ không biết, dù sao bọn họ nhìn rất xấu hổ. Hôm nay sơ phong thần, trận chiến đầu tiên chiêu thứ nhất liền bị người một côn kén phiên la sát có thể không phiền muộn ngô đích xác la sát rất buồn phiền ăn một gậy gộc đầu còn có điểm mơ hồ thiên kiếp cũng mặc kệ ngươi mê không mơ hồ một đạo tia chấp đem hắn phách thân hình lảo đảo đồng dạng tao xét đánh còn có triệu công tử không thể không nói thần kiếp đích xác bá đạo tuy là hắn nội tình đều bị phách đứng không vững mạnh mẽ thân thể đều ra chóc thịt bong hôm nay lấy ngươi huyết tế thần kiếp. La sát giận gào, có thiên kiếp trợ uy. Lôi hải tùy theo hội tụ, bao phủ triệu bân. Khai, triệu bân vừa uống chấn tiên khung, xé rách lôi hải, như một đầu thương long vọt người mà ra. Hắn đỉnh thần phạt tận trời mà thượng một cái đại quang ngã bia tay, lần thứ hai kén phiên la sát, vì thế, hắn cũng trả giá huyết đại giới, nửa thanh thân mình đều bị phách nát, suýt nữa tan thành từng mảnh, băng phi huyết cùng cốt, cũng ở rơi xuống chung, bị lôi đình tia chớp phách diệt thành cho bước ta khai đại. Triệu bân trong lòng một sắt, đạp đất phá vỡ mà vào bán thần lĩnh vực. Cũng là này một cái chớp mắt, thương miểu lại khởi nổ vang, lôi điện đan sen. Này, thế nhân thấy chi, tập thể kinh lăng. La sát bị bức nghịch thiên phong thần. Triệu bân cũng bị bức tiến dài bán thần. Này hai yêu nghiệt thật con mẹ nó có ý tứ. Thấy triệu bân kim mang bắn ra bốn phía, bên ngoài lại một mảnh ầm ý. Nhìn chúng trí tôn, đã là tập thể theo bản năng lui một bước, liền sợ cái kia họ triệu đột nhiên sát đem lại đây vĩnh hằng thể kiếp cũng không phải là giống nhau kiếp ai chi không cần quá toan sảng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa quỷ hiểu đắc la sát tuyệt địa phong thần lại quỷ hiểu đắc triệu bân nghịch thiên tiến giai thực hảo la sát cười bừa bãi hiển nhiên không dự đoán được như vậy vừa ra cũng không sao hắn nãi thần minh có tự tin sát diệt triệu bân oanh bạn một tiếng tiếng sấm triệu bân thiên kiếp giáng xuống cũng là đầy trời lôi đình tia chấp, huề cuốn hủy diệt chi uy. Vừa lúc gặp la sát diệt đến, ăn cái ngay ngắn, bị phách huyết nhục mơ hồ. Đều là ứng kiếp giả, triệu bân tử cũng tao xét đánh, trong khoảnh khắc huyết quang bắn ra bốn phía. Thần phạt chung có thiên kiếp, đều là hàng duy đả kích ha. Không ít lão ra hỏa thổn thức, há mồm chính là chân lý. Thiên kiếp cường độ, xem độ kiếp giả yêu nghiệt nội tình. Thiên kiếp cấp bậc, tắc xem ứng kiếp giả tu vi cảnh giới như triệu bân, cảnh giới thấp quá la sát, ứng cũng không phải là tiên vương kiếp, là thần minh kiếp, tu vi áp chế, la sát thần phạt với triệu bân mà nói chính là hàng duy đả kích, phản chi cũng thế, triệu bân so la sát yêu nghiệt, hắn thiên kiếp, với la sát mà nói, cũng là hàng duy đả kích. Đều là độ kiếp giả, cũng đều là ứng kiếp giả, liền xem ai càng kháng tấu. Phốc, lại là lưỡng đạo huyết quang, một đông một tây nở rộ. Độ kiếp sao, liền sơ tụ tập, Đến ai hai lần xét đánh. Triệu Bân đẫm máu, La sát cũng đẫm máu, bị phách đứng không vững. Sát, La sát con người màu đỏ tươi bất kham, đế thần đao mang ngang qua cửu thiên. Triệu Bân nghịch thiên mà thượng, dũng mãnh phi thường vô cùng, huy mâu trực tiếp đánh nát. Thiên địa tức thì sụp đổ nửa bên, chịu đựng không nổi thiên kiếp, cũng khiêng không được thần khí va chạm, đáng sợ dư uy, thành một đạo vầng sáng, huề cuốn hủy diệt chi lực, Triều Tứ Hải bát hoang hoành phô, nơi đi đến núi cao thành phiến sụp đổ liền vô vọng hải đều tạo nên vạn trượng sóng gió Chân áp la sát vung tay vung lên lấy lôi đình hóa thành thái dương nắng gắt treo cao quang mang chiếu khắp nghiền càn khôn hỏng mất phá triệu bân đang đi cửu tiêu một mâu hướng lên trời chọc đi lên rảo nát thái dương cùng nháy mắt hắn diễn xuất vĩnh sinh vương tọa nghênh thiên một kích đâm phiên la sát la sát cũng là đủ bi thôi chân trước mới vừa rồi đứng vững sau lưng liền gặp cái xét đánh, thả vẫn là lưỡng đạo, đế thần áo giáp là kháng tấu, giờ phút này cũng hộ không được hắn, không những hộ không được, còn bị lưỡng đạo lôi đình, xé rách vết rách, xem chúng trí tôn một trận giả dày đau. Triệu bân, ngô tất trảm ngươi, la sát giận gào, ầm ầm tạo ra bản mạng dị tượng. Thằng nhãi này cũng là đại thần thông, thế nhưng dung dị tượng cùng thần phạt, diễn thành một mảnh thế giới, này nội sao trời điểm suyết, nhật nguyệt ngang trời, càng có tiên điện huyền phù, núi cao san sát, đều có thần minh nói âm kích động, cùng tiếng sấm thanh đan chéo, như có một không hai ma âm, vang thiên trấn địa. Bằng ngươi, triệu bân một bước giấm sụp hư không, như một tòa tấm bia to đứng lặng. Tuy hắn dứt lời, vĩnh hằng tiên vực diễn khai, cũng cùng thiên kiếp cộng dung, hắn lập với trong đó, tựa như một tôn màu hoàng kim thần linh, quan sát thiên địa, cũng bế nghệ bát hoang, vô địch chiến ý, tuy hắn là khai gia tích bất hủ quang huy, chiếu khắp càn khôn, cùng lôi đình cùng múa. Oanh! vạn chúng chú mục hạ, hai bên đại thế giới nghênh không chạm vào nhau. Đốn, cửu thiên nổ tung vết sách, vô số quang vũ bay vụt. Phốc, hai người toàn tao lan đến, bị chấn thân thể vỡ vụn. Liên này, cũng chút nào không ảnh hưởng hai đời giới va chạm. Đó là nói cùng nói tranh hùng, cũng là thiên kiếp cùng thần phạt đối kháng. Ai cũng không làm gì được ai, chỉ thấy lôi đình ở tàn sát bừa bãi, đầy trời phách chạm. Xuất sắc, thực sự xuất sắc. Quần chúng nhóm một bên kinh ngạc cảm thán một bên triệt thoái phía sau, rõ ràng sắc mặt trắng bệch, lại phấn khởi không thôi. Chuyên nghiệp như nhất bang lão gia hỏa, lui về phía sau khi, đều không quên dùng ký ức tinh thạch, dấu vết hình ảnh. Bán thần kiếp không thường thấy, thần kiếp càng không thường thấy. Hai chàng thiên kiếp thấu một khối, có thể nói muôn đời kỳ quan. Đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, một hai phải ninh một khối tao xét đánh. Sớm đã không chết không ngừng, còn có phần khai độ thiên kiếp tất yếu. Muốn nói, kia hai người cũng thật là kháng tấu, này đều phách bất tử. Kiếp trung chiến hừng hực khí thế, bên ngoài quần chúng, cũng lưu khí thế ngất trời. Hôm nay là cái đại trường hợp, xưa nay chưa từng có, vô luận ai thắng ai bại, đều sẽ tái nhập sử sách. Lần này, định kêu người chết không có chỗ chôn Chúng thần mắt đã nhuộm đầy huyết sắc, tràn đầy bạo ngược chi ý. La sát nếu có thể ở kiếp trung tướng triệu bân sát diệt, tốt nhất mất quá. Nếu diệt không được, cũng không sao, còn có bọn họ chờ bổ đau. Thiên la địa võng sớm đã bày ra, triệu bân hôm nay tuyệt không khả năng chạy thoát. Lão phu bấm tay tính toán, bọn họ lại suy nghĩ mỹ chuyện này. Thủy thần liếc mắt một cái mở mịt hư vô, chính thức tà liếc mắt một cái chúng trí tôn. Thần triều cường giả thần thái, cũng cùng chi không sai biệt lắm, chờ xem. Có các người khóc thời điểm. Oanh, phanh, bên ngoài ẩm ý khoảnh khắc, kiếp trung thiên địa lại một trận lắc lư triệu bân vĩnh hằng tiên vực hỏng mất la sát cuồn cuộn đại giới cũng đã tạc diệt thành cho hai người một đông một tây khai bí thuật đối oanh lôi đình hình thái đao mang kiếm quang trưởng ấn quyền ảnh đầy trời băng phi mỗi một lần va chạm tất có hủy diệt lôi quang băng bắn chết ngươi vì sao còn bất tử la sát tê gào là phát ra từ linh hồn giết gào hắn là thành thần không giả lại là càng đánh càng khó chịu vĩnh hằng thể chi cường viễn siêu hắn đoán trước cũng đã đổi mới hắn khiếp sợ điểm mấu chốt phải biết rằng hắn đây chính là thần kiếp a thế nhưng phách bất tử một cái mới vừa tiến giai tu vi non nửa thần rõ ràng là hàng duy đả kích nhưng hủy diệt thần phạt lăng là lược không ngã triệu bân liền bất tử tức chết ngươi nha triệu bân không ngừng dũng mãnh phi thường giọng cũng không phải giống nhau vang dội hắn này một giọng nói không quan trọng cấp la sát rỗi thay đổi hình thái giống bạn một tiếng rồng ngâm là sát thế nhưng hóa thân thành long. Đó là một loại nói quan ngoại giao, bị hắn diễn tới rồi nhất cực hạn, đen nhánh sắc long khu, tựa như tám 000 trượng cự nhạc, hơi chút động như vậy một chút, đó là thiên nứt toạc mà hủy diệt chi cảnh, thêm chi lôi đình tia chấp trợ uy, liền từng khối long lân, đều thần mang lộng lẫy Làm ta sợ, triệu bân lên trời mà thượng cũng hóa hình rồng, toàn thân màu hoàng kim hình rồng. Cùng là nói một loại quan ngoại giao, hắn này đầu long, có thể so kia đầu lóa mắt nhiều giống hai long toàn tắm gội tia chớp xoay quanh cửu thiên hết sức công phạt hư vô lại sụp xuống vô số không gian cái khe nổ tung cùng lôi bay múa không khó được thấy la sát hắc long càng đánh càng suy yếu liền long thể thượng thần quang cũng bạn triệu bân một lần lại một lần công phạt biến ảm đạm bất kham rất có mai một hiện ra nhìn triệu bân hoàng kim long đó là càng đánh càng sinh mãnh khí thế bá tuyệt không thất la sát vẫn là thiếu chút nữ y tứ hoặc là nói triệu bân quá cường thần kiếp thế nhưng đều áp không được kia tiểu tử Thổn thức sách lưỡi thanh lại ở bên ngoài vang vọng nếu là lấy nói luận thành bại la sát đã bại đáng chết luyện ngục thần quân ngồi không yên mặt già đã không phải mặt hắn cho rằng la sát nghịch thiên phong thần nhất định có thể chu diệt triệu bân chiến quá mới biết vẫn là không sao đủ xem thật chiếu như vậy đánh tiếp la sát thất bại không ngừng là nói hiểu được còn có một loại tâm cảnh cùng vĩnh hằng thể kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Phốc, hư vô có huyết quang hiện ra, so lôi đình tia chấp càng thêm chói mắt. Là la sát đẫm máu, ngạnh sinh sinh bị triệu bân đánh nát long thân. Người diệt không được ngô. La sát xít gào, tựa như một đạo oanh lôi. Hắn còn chưa bại, hắn còn ở thần phạt trung niết bàn. Tú nhi, còn chưa hảo. Triệu bân không nghe la sát hạt liệt liệt, chỉ lấy tâm linh truyền âm nguyệt thần. Hắn là tới đánh nhau, cũng là tới hố người, hố người đến trước đảo hố. Không sai biệt lắm, thật lâu sau, mới nghe Nguyệt Thần có đáp lời. Đến lạc, triệu bân ánh mắt như đuốc, khi thế nháy mắt thượng đỉnh. Vĩnh hằng thể một khi chiến lược toàn bộ khai hỏa, thần phạt đều giấu không được hắn bước cách. Tự ngoại xem, toàn thân thiêu đốt hoàng kim lửa cháy hắn, liền như một vòng lộng lẫy thái dương, bá thiên tuyệt địa uy thế, rộng rãi bằng bạc, thậm chí này quanh thân, rũ giật mỗi một sợi khí huyết, đều như núi cao thô tráng, rớt xuống cửu thiên, túng nguy nga cự nhạc, đều bị tạp sụp đổ. Này, sao còn càng đánh càng cường? Tự bắt đầu, có lẽ liền chưa động toàn lực. Thật sự như thế, triệu bân liền thật là đáng sợ. Mắt thấy triệu bân chiến lược toàn bộ khai hỏa, thế nhân kinh hãi không thôi. Chớ nói bọn họ, chúng trí tôn thấy đều lộ kinh sợ sắc. Đi ngươi! Triệu bân một bước kéo dài qua cửu thiên, nháy mắt thân giết tới la sát phụ cận, một mâu kén phiên này một côn đánh la sát có đủ khó chịu mặc dù đế thần áo giáp hộ thể cũng phun lão huyết lấy đến đây đi ngươi triệu công tử liền rất tự giác hai ba bước đuổi theo đem người áo giáp cấp tá trộm tiên thuật sao đánh nhau chuẩn bị bí pháp bàn tay to như vậy vung lên trực tiếp lấy đi ta phốc la sát lại phun lão huyết không biết là khí vẫn là bị xét đánh không có đế thần áo giáp hộ thể hắn liền không sao kháng tấu hắn thần kiếp hàng duy đả kích triệu bân bán thần kiếp, đồng dạng là hàng duy đả kích, yêu nghiệt cấp bậc không đủ, có thể khiêng lấy mới là lạ. Còn chưa xong, triệu công tử dễ dàng bất động trộm tiên thuật, động liền cấp này loát cái tinh quang. La sát không ngừng là đau, còn càng đánh càng mát mẻ, đế thần áo giáp đã bị tá, tay đề đế thần huyết đao, cũng bị đoạt, còn có thân khoác đạo bào, cùng eo quải phối sức, thậm chí chân xuyên chiến ủng, tay mang nhẫn ban chỉ cùng ngọc giới, đều bị loát. Wow. Thế nhân xem hai mắt viên lưu, kiếp trung hình ảnh thực sự đẹp mắt. Triệu bân còn tình yếu điểm nhi mặt, còn cho người ta để lại điều quần cộc. Đều ta, triệu công tử trưởng như thần đao, phá khai rồi la sát trong cơ thể tiểu thế giới. Bảo bối không ít, là cái đại thổ hào, có thể lấy đi, một kiện không dư thừa. Triệu bân, la sát phát ra từ linh hồn giết gào, như một tiếng oanh lôi, thẳng quán tận trời. Bảo bối bị loát cái tinh quang, mặt mũi mất hết, hắn đã giận tới rồi phát cuồng giống cũng hảo giận cũng thế đều không gì điếu dùng nên ai đánh vẫn là chiếu ai không lầm đãi triệu bân giết đến đó là ác mộng buông xuống không gì là một đốn gậy gộc giải quyết không được oanh phanh đại chiến đến cái này nháy mắt nhiễm nhiên đã không phải đánh nhau mà là tuyệt đối nghiền áp tự triệu bân giết đến la sát liền đứng không yên mỗi một côn đều ai cực kỳ ngay ngắn bị triệu bân từ phương đông vòng trời một đường làm tới rồi phương tây hư vô thần minh cấp cường đại thân thể lần lượt trọng tố, cũng lần lượt bị đánh bạo, huyết cùng cốt băng mãn tối tam thiên. Bại, thấy kia huyết sắc hình ảnh, không ít lớp người già đều hạ định luận. Hai tôn đế thần binh bị tá, có lẽ còn có phiên bản cơ hội, nếu tâm cảnh phá, vậy thua hết cả bàn cờ, như la sát, túng triệu bân bất diệt hắn, hắn cũng khó vượt qua thần minh kiếp, bởi vì hắn đạo tâm đã vỡ, lấy cái gì đối kháng thần phạt, gào giống cùng giết gào. Lão tổ, cứu ta, la sát gào giống, đã nhiều kêu rên ý vị, thả còn mang theo một mặt khóc nức nở. Hắn bại, cũng sợ, phát điên hướng ra phía ngoài cầu cứu, cũng phát điên khai đột. Còn muốn chạy, triệu bân sát ý ngập trời, sách theo ác thần chiến mâu, sau này đuổi sát không bỏ. Trên thực tế, cũng không cần hắn truy, thần phạt thiên kiếp liền cũng đủ thu thập la sát. Chính như lớp người già lời nói, la sát tâm cảnh đã phá, căn bản là độ bất quá thần phạt. Chống đỡ, luyện ngục thần quân bên ngoài gào giống, lại là không dám đi phía trước thấu. Hắn nhưng thật ra tưởng cứu viện, lại là cứu không được, là sát thần minh kiếp, còn chưa xong đâu, vĩnh hằng thể bán thần thiên kiếp, cũng còn chưa hạ màn, như vậy xung phong liều chết qua đi, nhất định tao xét đánh, hơn nữa vẫn là hai loại thiên kiếp hai loại hủy diệt đả kích, hắn là chịu đựng không nổi. Như thế, chỉ có thể la sát tự cứu, chính hắn kiếp, còn cần chính hắn độ. Hắn là như vậy tưởng, la sát nào nghe đi vào, thẳng đến này liền tới. Hảo sao, chúng trí tôn đều bị kinh phi thân sau đột, nhưng không nghĩ tao xét đánh. Oanh, lại là một mảnh thần minh lôi đình, như thác nước từ trời giáng hạ. Cùng chi nhất đạo, còn có triệu bân bán thần kiếp lôi đình tia chớp. Phốc, song trọng đả kích, trực tiếp phách diệt la sát thân thể. Thế nhân xem kinh hãi thẳng run, thần minh muốn ngã xuống. Kết thúc, triệu bân vượt thiên mà đến, một mâu đem la sát nguyên thần đinh ở hư vô. Thỏa thỏa một kích tuyệt sát, không hề đường sống, trực tiếp hủy hoại la sát chân thân. A, à, là toa gạo giống, thật liền biến thành kêu rên, khoảnh khắc thân tử đạo tiêu. Hắn chết cực kỳ phiền muộn, cũng đi thực không cam lòng, hôm nay là hắn nghịch thiên phong thần, kiểu gì cơ duyên, kiểu gì tạo hóa, kiểu gì vinh quang, muôn đời sau, nhất định thành truyền kỳ, cố tình đụng phải chính là Triệu Bân, chiếm hết ưu thế, vẫn là khó thoát một cái tử kiếp. Nay liền đã chết. Quần chúng nhóm toàn thần sắc ngơ ngẩn, tiểu tâm can cũng là bang bang thẳng nhảy. La sát là có bao nhiêu xui xẻo, thành thần cùng táng diệt đuổi ở cùng ngày. Luận tàn nhẫn người, còn phải là vĩnh hằng thể, thế nhưng đỉnh thần phạt, đổ một tôn thần minh. Như thế chiến tích, như cũng là siêu việt hắn xưa tôn, nguyệt thần năm đó cũng chưa như vậy tàn nhẫn. Oanh, nhân la sát thân hủy thần diệt, này thần minh kiếp cũng tùy theo trừ khử trong thiên địa. Thần minh kiếp tiêu tán, nhưng chuyện này còn không có xong, La Sát đã chết, nhưng Triệu Bân còn ở, hắn bán thần kiếp cũng còn ở, nhìn kia lôi đình, đều như ăn thương dược, thuận tiện còn đánh một quản gà con huyết, một mảnh càng so một mảnh bá đạo, đem càn khôn nháo hỗn loạn bất kham. Triệu Bân, như đáng chết. Luyện ngục thần quân hai mắt màu đỏ tươi ướt át huyết, gào thanh cũng là rung trời động địa. Đừng nhìn hắn giống vang dội, lại là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, không những không dám đi phía trước thấu, còn ở phi thân sau đột, chúng thần cũng như thế, tuy là muốn sát triệu bân, cũng đến chờ thiên kiếp hạ màn, ngốc nghếch công qua đi, kia không phải tìm kích thích, mà là tiến lên tìm chết. Oanh, ầm ầm ầm, mặc dù là lui lại, chúng thần như cũ bước cách tràn đầy, một đường phong lôi quải tia chớp. Tự xa xem, qua huy lung mộ thần, y như từng vòng thái dương, hoặc treo cao hư vô, hoặc phát hỏa ngân hà, hoặc diễn biến thiên địa vạn vật, hoặc kích động ảo diệu thiên âm, các màu thần quang, cấp mờ mịt hư vô, giao cho từng mảnh kỳ dị sắc thái cổ xưa mộng ảo. Các vị tiền bối, vội vàng đi đầu thai sao. Chúng thần không dám lại đây, triệu bân lại giết qua đi. Thế nhân thấy chi, đều tinh thần tỉnh táo, con người sáng như tuyết. Triệu bân đây là muốn lôi kéo chúng thần, một khối độ thiên kiếp A. Tưởng hố ngô chờ trờ. đây trời trí tôn toàn cười dữ tợn sớm có này đoán trước, sớm liền đột hướng về phía phương xa. Túng cái một chốc không gì, đãi thiên kiếp hạ màn, tập thể sát cái hồi mã thương. Chạy gì? Triệu bân một bước đạp hạ, thế nhưng hư không tiêu thất. Hắn lại hiện thân, đã là xa xôi phía chân trời, đi vị không ngừng ổn, còn mẹ nó đặc biệt chuẩn, trực tiếp dừng ở chúng thần đôi nhi, thế nhân một trận kinh lăng, chúng trí tôn cũng là vẻ mặt mộng bức, biết tiểu tử ngươi khai thiên kiếp treo, nhưng ngươi nhà cũng không thể nhanh như vậy đi. Đích xác, lấy triệu công tử hiện giờ tu vi, không có khả năng tới nhanh như vậy. Này không phải còn có nguyệt thần sao, sớm đã ở tứ phương thiên địa, trước mắt luân hồi dấu vết, triệu bân đó là bằng luân hồi dấu vết qua sông, không cần lâu lắm, qua sông là lúc cũng không cần quá phiền toái, chỉ một cái tâm niệm đủ rồi, chớ quên, hắn là kiêm tu luân hồi chi đạo chủ. Sao tới, không quan trọng. Quan trọng là, hắn tới. Hắn tới không quan trọng, thiên kiếp như bóng với hình. Trùng hợp lôi đình tia chấp rơi xuống, lung mộ kia phiến thiên. Bị động ứng kiếp, đang ở thiên kiếp trong phạm vi trí tôn, vô luận thần minh vẫn là đế thần, cũng hoặc bán thần cùng chuẩn đế thần, có một cái tính một cái, toàn tao xét đánh, thiên kiếp là công bằng, đi đâu đi bộ đều tùy tiện, dám ở thiên kiếp hạ đi dạo, ai xét đánh không thương lượng. Phốc, sang giác, A, à, tiếng vang thực hỗn độn, nhưng nghe tạc dễ nghe. Là chúng thần tập thể tao ương, từng cái bị phách thân hình lảo đảo, thành phiến đẫm máu, cũng thành phiến rơi xuống hư không, nội tình căn cơ bạc nhược giả, thân thể vỡ vụn, suýt nữa đường trường tan thành từng mảnh gì cái pháp khí, gì cái bảo hộ, đối trời cao phạt lôi đình, đều là bài trí. Dầm, còn ở tới rồi trên đường quần chúng nhóm, người còn chưa tới, liền đồng thời ngưỡng mắt. Đại trường hợp, một tôn tôn thần minh, như từng viên nhiễm huyết thiên thạch, từ thiên nện xuống, tạp không gian sụp xuống, cũng tạp đại địa vỡ vụn, thậm chí toàn bộ thiên địa, đều một trận lắc lư, khủng bố dư ba, huề cuốn hủy diệt lôi đình chiều tứ phương lan tràn, to như vậy một mảnh dãy núi, đương trường bị san thành bình địa, cuồn cuộn hùng giang, cũng nhân chi trong khoảnh khắc khô cạn. Làm xinh đẹp, vượn thần một tiếng gào to, phấn khởi rất có giết qua đi bổ đao xúc động. Nhưng, này mấu chốt thượng, cũng không thể đi phía trước hướng, thiên kiếp không nhận người. Đi, thái thượng thiên tôn cái thứ nhất đứng dậy, mạnh mẽ độn ra thiên kiếp phạm vi. Không cần hắn nói, chúng thần cũng đều kéo thương tàn chi khu liều mạng khai đột, nhìn kia thần thái, đó là một cái so một cái dữ tợt, con người một cái so một cái màu đỏ tươi, phi đầu tán phát bộ dáng, cực kỳ giống từng con hung tàn ác quỷ, mới từ địa ngục bỏ ra tới cái loại này. Nhữ đáng chết, đại hình khanh thần hiện trường, giận gào thanh so tiếng sấm càng vang dội. Chúng thần toàn đang lẩn trốn, không có chật vật nhất, chỉ có càng chật vật. ầm vang, triệu bân liền tự giác, đỉnh lôi đình, qua lại phi thoán. Độ kiếp sao, hắn là trước sau như một thừa hành một cái tôn chỉ. Người kia nhiều hướng nào thấu. Quản ngươi là nhà ai thần, chỉ lo chiều đã chết phách là được rồi. Hắn này một phen đi vị không quan trọng, phách chúng thần ngao ngao thẳng kêu. Đãi thế nhân đuổi tới, trông thấy chính là một bộ cực kỳ châm trọc hình ảnh. Hơn 800 trí tôn nào, thế nhưng bị một cái tân tấn non nửa thần, truy đầy trời tán loạn, bán thân bất toại giả chỗ nào cũng có, trật vật bộ dáng, cùng lúc trước cao cao tại thượng tư thái, thành tiên minh mà cực hạn đối lập, giờ phút này nào còn có nửa điểm trí tôn uy nghiêm. Tiên giới, thật là cái hảo địa phương có lẽ là có cảm mà phát, quá nhiều lớp người già thổn thức sách lưỡi. Lời này, tiên có người phản bác, nếu không phải chúng thần tu vi, đều bị áp tới rồi bán thần, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, đều khó có thể đỉnh thiên kiếp đánh chết độ kiếp giả, vĩnh hằng thể dám như vậy lãng. Phốc, khi nói chuyện, lại một tôn thần minh đẫm máu. Nãi luyện ngục thần quân, một cái không lưu ý nhi, bị triệu bân đuổi theo, đổ ập xuống chính là một đốn lôi đình, xe rách hắn hộ thể thần quang, nổ nát hắn nửa cái thân xác, liền băng phi huyết cùng cốt, cũng khó thoát lôi kiếp, không đợi rơi xuống đến mà, liền nổ thành một mảnh huyết hôi. Triệu bân, đái thiên kiếp rơi xuống đất, mô tất chảm ngươi. Luyện ngục thần quân giống giận, nói tàn nhẫn nhất nói, lại là làm nhất túng sự. Hắn chạy, nửa điểm không dám dừng lại, kéo huyết xối thân thể, bỏ mạng trốn chạy. Chọn ngày chi bằng nhầm ngày, mô trước đưa ngươi lên đường. Triệu bân một tiếng hử lạnh len keng, vượt thiên đuổi theo lại đây thấy hắn huy động chiến mâu, hàng tỷ lôi đình chút xuống. Thiên địa bị bao phủ, luyện ngục thần quân cũng bị bao phủ. Muốn nói kia tư, cũng đích xác đủ kháng tấu, lại là ngạnh khiêng lôi đình, xung phong liều chết ra tới, vì thế, hắn cũng trả giá thảm thiết đại giới, huyết xối thần khu, cũng chỉ thừa nửa viên đầu. Liên này, cũng chút nào không ảnh hưởng hắn giận gào. Tất trảm ngươi, mô tất chảm ngươi. Tục ngữ nói rất đúng, súng bắn chim đầu đàn. Thuộc hắn mắng nhất vang dội, triệu bân tất nhiên là lấy hắn khai đao lại một lần dẫn động lôi đình thấy chi luyện ngục thần quân tâm thần run lên vội hoảng bỏ chạy không hổ là thần minh chạy chính là mau một cái không gian qua sông chạy không ảnh nhi đãi triệu bân giết tới hắn đã độn ra kia phiến thiên đuổi không kịp không có việc gì chưa chừng sau đó liền đã trở lại nói hồi liền hồi con tưởng gào một giọng nói luyện ngục thần quân quay đầu liền đụng phải một đạo thần quang không biết từ nào mà đến, chỉ biết tốc như kinh hồng, thảo uy lực vô cùng, hắn này một hơi nhi không xuyến thuật, đương trường ai đao, thế cho nên, chân trước mới vừa độn ra thiên kiếp phạm vi, sau lưng đã bị bổ trở về. Ra tay, tất nhiên là nguyệt thần. Chín thế thần thoại sao, không ngừng có thể giữ thể diện, bổ đao cũng là thực chuyên nghiệp. Phanh, triệu bân nghênh diện đánh tới, một mâu xuyên thủng càn khôn, đánh nát này đầu. Cùng nháy mắt, thiên kiếp lôi đình giáng xuống, trực tiếp hủy hoại này nguyên thần chân thân. A, à, luyện ngục thần quân trước khi chết kêu rên, thê lương vô cùng. Tới rồi, hắn cũng không nhìn thấy là ai đem hắn đưa về tới. Cái thứ nhất, không ít quần chúng đều cầm tiểu sách vở, một phen rồng bay phượng múa. Luyện ngục thần quân danh, bị viết đi lên. Đây là cái thứ nhất, nhưng tuyệt không sẽ là cuối cùng một cái. Ai đang âm thầm bổ đao? Đạo hạnh cao thâm lớp người già, đều đang xem kia phiến hư không? nếu vô kia đạo trống giống xuất hiện thần quang, luyện ngục thần quân đã sớm bỏ trốn mất dạng. Có lẽ là tầm mắt quá thấp, mọi người gì cũng không nhìn thấy, đáng giá khẳng định chính là, triệu bân có đồng lóa, thả thần bí mà cường đại, đến nỗi là ai, đến nỗi có bao nhiêu đồng lóa, không người biết hiểu. Nào chạy! Diệt luyện ngục thần quân, triệu bân lại hư không tiêu thất. Một khắc phiến thiên địa, hắn lại trống giống hiện hóa, lôi kiếp như cũng như bóng với hình. Phốc! Giang giác, đang ở kia phiến thiên địa chúng trí tôn, mới vừa rồi đứng vững gót chân, liền gặp xét đánh. Có thể thành thần, cái nào không phải kháng tấu chủ, trước tiên liền nhảy đi ra ngoài. Nhưng, cũng có chạy chậm, liền như một tôn tóc bạc thần minh, nội tình yếu đi chút, bị lôi kiếp hủy hoại thần khu, bị triệu bân một mâu, sinh sôi rảo lạn nguyên thần. Cái thứ hai, quần chúng nhóm là chuyên nghiệp, lại ở tiểu sách vở thượng, phác họa dày đặc một bút. Này một bút, đó là một tôn thần mệnh. Phốc, trí tôn huyết quang, vô cùng lộng lẫy liền như một vòng tràn ra thái dương. Tóc bạc thần minh lúc sau, đó là một tôn kim bảo thần minh. Hắn chết có điểm nghẹn khuất, vốn dĩ đã độn ra thiên kiếp phạm vi, nhưng triệu bân chống giống hiện hóa. Một đốn lôi đình, phách hắn trở tay không kịp. Thiên kiếp hủy diệt, cộng thêm triệu bân công phạt. Song trọng đả kích, trực tiếp đem hắn đưa vào quỷ môn quan. Cái thứ ba, quần chúng nhóm cầm bút tay, đều có chút run rẩy kia chính là hàng thật giá thật thần nào, thanh thảo, đã bị thu thập. Bất quá, ngấm lại liền cũng bình thường trở lại, tiên vương cảnh triệu bân, liền có đồ thần minh chiến lực, lần này tiến giai bán thần, tất nhiên là càng cường hãn, hơn nữa, hắn còn có thiên kiếp trợ uy. Đỉnh thiên phạt, cũng có thể qua sông không gian. Vẫn là lớp người già nhóm, lão mi nhíu chặt, hai tròng mắt tác tả hữu đông đưa, bởi vì triệu bân ở qua lại chạy, chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, không hề điểm báo, cũng không hề kết cấu. Tương đồng chính là, toàn hư không tiêu thất, lại chống giống hiện hóa. Đúng là như vậy quỷ dị, mới làm chúng trí tôn khó lòng phòng bị. Đồng dạng nghi hoặc, chúng thần cũng có, một bên khai đột, một bên hoàn xem chu thiên, toàn hai mắt híp lại, toàn cuối cùng thị lực, chừng hai mắt thẳng dục tạc nứt, thật sự nghĩ không ra, triệu bân là như thế nào đi vị. Phải biết rằng, kia hóa chính là độ kiếp giả. Đỉnh đầu bán thần kiếp, quá nhiều thủ đoạn đều là chịu hạn chế liền như không gian phương pháp cơ bản không có khả năng qua sông cố tình kia tiểu tử như u linh giống nhau xuất quỷ nhập thần dẫn lôi kiếp lên trời xuống đất không hề áp lực ta sư tổ thần thông há là ngươi chờ có thể phỏng đoán thủy thần nói lời này khi cái kia eo nhỏ bản đĩnh tặc thẳng tắc thần triều chúng cường tuy xem tay ngứa ngáy nhưng không thể không thừa nhận sự thật này nguyệt thần đích xác thông thiên triệt địa chớ nói chúng trí tôn liền bọn họ đều không biết manh mối càng thêm không biết nguyệt thần là như thế nào giúp triệu bân chống giống dịch truyền bóp méo quy tắc làm lơ thiên kiếp phốc này một đạo huyết quang xuất từ triệu bân bị một đạo lôi điện phách xương vai tạc nứt duyên nhân thời gian lâu rồi thiên kiếp đã khỏi phát bá đạo cho dù là lôi điện cũng hết sức hủy diệt không sao chiếu hố không lầm a à. tiếng kêu thảm thiết lại khởi lại có thần minh táng ở kiếp trung thiên phạt cường triệu bân khó chịu, chúng thần càng khó chịu. Ngô bấm tay tính toán, lôi kiếp lúc sau, còn có đặc thù thiên kiếp. Mấy lão gia hỏa tụ tập nhi, loát tròm dâu tư thế phá lệ chỉnh tề. Lời này thâm đến trung ý, vĩnh hằng thể cũng không phải là người bình thường, đều có không giống bình thường thiên kiếp. Nguyên nhân chính là như thế, thế nhân mới hoảng sợ. Lôi kiếp đều như vậy cường, nếu có đặc thù thiên kiếp, nên có bao nhiêu đáng sợ. Quả nhiên, nghịch thiên yêu nghiệt, trời xanh đều đố kỵ, muốn đem này bóp chết. Kia hóa chạy, sâu kín lão đạo chỉ một phương, có một tôn nửa tàn thần, sấn loạn lưu. Hắn đều có thể trông thấy, vượn thần sẽ vọng không thấy, sách theo gậy gộc liền đuổi theo qua đi. Nghẹn hơn phân nửa muộn rồi, dù sao cũng phải tìm người làm một trường, kia tôn thần liền rất thích hợp. Lão đại thiên hạ vô địch thủ, phách thần minh biến thành cầu. Tối tăm thiên địa, không ngừng có tiếng sấm tia chớp, còn có kêu kêu quát quát thanh gào như vậy khí phách, tất nhiên là triệu bân ra kia ba kẻ dở hơi, ân, cũng chính là hốn thiên hỏa, long uyên cùng tiên lôi, chủ nhân phụ trách khanh thần, bọn họ tắc phụ trách sói chu, chủ nhân đánh tới kia, chúng nó liền gào đến nào. Mà trong thiên địa tên vở kịch, cũng đích xác không làm thất vọng chúng nó sói chu. Nhìn chúng thần, giống như đều có làm cầu tiềm chất, cái nào không phải bị truy đầy trời tán loạn. Triệu bân, thiên kiếp chung có hạ màn khi. Như bậc này gào giống, chúng thần bỏ mạng bỏ chạy khi, đã gào không ngừng một lần. Lời này, còn có hậu nửa câu, đãi thiên kiếp hạ màn, định đem ngươi nghiền xương thành cho. Vậy tới, triệu bân thoát đi huyết sắc áo ngoài, sách theo chiến mâu, chết truy không bỏ. Vẫn là châm chọc một màn, đầy trời trí tôn, không một người dám cùng chi anh phong. Thượng đến đế thần, hạ đến thần minh, đều bị ở trốn chạy, có quá nhiều thần minh, chạy vội chạy vội, liền ăn xét đánh, cũng có quá nhiều trí tôn, gào gào, liền bị triệu bân đưa lên hoàng tuyền lộ. Đó là một bộ đáng sợ hình ảnh, ít nhất tại thế nhân xem ra, hãi hùng khiếp vía. Ngày thường, cao cao tại thượng thần, hiện giờ, đều hoảng tựa thành chó nhà có tang. Nhìn lên phía chân trời, sấm sét ầm ầm, đầy trời thần ma, cũng là đầy trời huyết hoa, mỗi có một đoán nở rộ, tất là một tôn thần ngã xuống, thời gian lâu rồi, lăng là cho thế nhân làm ra một loại ảo giác. Gì ảo giác đâu, thần minh cũng bất quá như thế. Diệt nhiều ít, không ít người hỏi, sắc mặt đã trắng bệch. Tự mình xem, lấy tiểu sách vở quần chúng, mở ra trang sách. Trang sách thượng, một cái cá nhân danh, đã là tràn ngập một đại trương, vì tiện sách ra một cái, đều phá lệ trói mắt. Này đó, đều là vĩnh hằng thể chiến tích. Đi ngươi, còn muốn chạy, ăn ta nhất kiếm. Thần triều chi chủ đỉnh lui kiếp, đại triển thần uy, thần triều cường giả cũng không nhàn dỗi, đã phân bố ở tứ phương, các dấu trong hư vô, chuyển vòng bổ đao, không cần có quá lớn lực sát thương, cấp bỏ chạy những cái đó thần minh, đánh xoay chuyển trời đất kiếp phạm vi liền hảo. Sư lại giao cho Triệu Bân, muốn nói bổ đao bậc này kỹ thuật việc, vẫn là nguyệt thần làm nhất chuyên nghiệp. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt, Triệu Bân cùng chi phối hợp, vẫn là thực ăn ý. Triệu Bân đến tột cùng kéo tới nhiều ít cường giả. Bên ngoài quần chúng, nhiều ở phía sau lui, lui về phía sau khi cũng không quên hoàn xem tứ phương. Bọn họ xem rõ ràng, không ít thần minh đều đột đi ra ngoài, quay đầu liền quải đã trở lại, Nga không đúng, là bị đánh trở về, luôn có như vậy từng đạo ánh đao kiếm mang, trống rỗng xuất hiện, hơn nữa một cái so một cái ngắm chuẩn, cũng là một cái so một cái tảng đến bí ẩn. Nhìn không a, à, mấy lão ra hỏa hết thị lực, cũng chưa tìm dấu giếm bóng người. Chớ nói bọn họ, liền tầm mắt cao thâm chúng thần, cũng đều thấy không rõ nay đều quy công với nguyệt thần nàng cấp thần chiều cường giả trên người bày ra che lấp há là người bình thường có thể nhìn thấu đây là cái hố chúng thần tuy thấy không rõ lại là có giác ngộ xem đi triệu bân không phải một người lại đây là lôi kéo cường giả lại đây kia tiểu tử cũng không phải tới tìm la sát đánh nhau mà là bôn khanh thần tới vèo triệu bân một bước rơi xuống lại hư không tiêu thất hắn lại hiện thân đã là một mảnh dãy núi trên không. Không khéo, Thái Thượng Thiên Tôn liền tại đây, cũng nếu như hắn trí tôn, hắn cũng thương thảm thiết, đã ném nửa cái thần khu, nhiễm nhiên đã mất hình người, cả người đều như ăn quả cân, vô cùng ghê tởm. Sao nhớ năm đó, Triệu Bân Độ Tiên Vương kiếp khi, hắn cũng là ở đây. Hiện giờ, Triệu Bân Độ bán thần kiếp, hắn như cô ở đây, đã là ăn hai đốn xét đánh. Hắn là có bao nhiêu xui xẻo, ở một người trên người, liên tiếp tài hai lần diệt triệu bân một mâu từ thiên trọc tới tùy theo xuống dưới còn có đầy trời lôi đình có lôi kiếp trợ uy này một mâu liền bá đạo còn chưa chân chính rơi xuống thái thượng thiên tôn ngực liền đã nổ tung vết rách khiêng không được lôi uy cũng đỉnh không được công phạt triệu bân tiên vương cảnh khi hắn đều chiến bất quá càng không nói đến triệu bân bán thần cảnh người diệt không được ngô thái thượng thiên tôn nghiến răng nghiến lợi trước mắt điên cuồng thấy hắn nguyên thần xuất khiếu Thế nhưng trực tiếp vứt bỏ thân thể. Ong, Triệu Bân một mâu rơi xuống, cấp này tàn khu, rảo cái nát như. Cũng là này một cái nháy mắt, Thái Thượng Thiên Tôn Nguyên Thần, ngạnh đỉnh thiên kiếp, mạnh mẽ độn ra. Trở về đi ngươi, giấu trong thiên kiếp ngoại vượn thần, nghênh diện một côn kén lại đây. Thái Thượng Thiên Tôn cũng là đại thần thông, lại là một cái hư hóa, tránh khỏi công phạt. Ai nha, vượn thần nhảy ra tới, lông mày chọn lão cao hắn nhưng thật ra muốn đuổi theo, nhưng kia tư đã độn đến chân trời. Sau đó, còn có một lời nói chuyển quay lại, triệu bân. Ngươi có dám tới? Chúng thần hình như có ăn ý, lại một lần tụ tập nhi, tụ tập nhi vào vô vọng hải. Không sai, là vô vọng hải, trong biển có thần sơn, đó là đi thông thần giới cầu thang. Này cũng không phải là giống nhau địa phương, tiên có người dám tại đây tác loạn, nếu là nhiễu đại càn khôn, ắt gặp chế tài, năm xưa khi minh, chính là cái huyết xối ví dụ có gì không dám. Triệu bân cũng là giết đỏ cả mắt rồi, dẫn bán thần kiếp, trực tiếp giết đi vào. Hảo sao, hắn tiến vào không quan trọng, vốn là bình tĩnh vô vọng hải, đột khởi vạn trượng sóng gió. Thiên kiếp A, thả không phải giống nhau thiên kiếp, có thể không nhiễu càn khôn sao. Không ngừng vô vọng hải, còn có thần sơn, giờ phút này cũng là từng đợt đong đưa, rất có sụp đổ hiện ra. ầm vang, vô vọng hải càn khôn bị nhiễu, toàn bộ tiên giới đều một trận oanh động này một cái chớp mắt đang ở tiên giới người không một cái có thể đứng ổn như thế động tính, không biết bừng tỉnh nhiều ít người trong mộng mà tiên giới chế tài giả đó là một trong số đó bị dưới nền đất xa vào tức kỳ khai mắt cũng là trước tiên nhìn phía hồng hoang đại lục như vậy vừa thấy tuy là hắn tâm cảnh đều hai mắt viên lưu đó là triệu bân sao đó là nguyệt thần sao sao còn sống là hắn ngủ say lâu lắm sao bỏ lỡ một ít xuất sắc tên vở kịch a à. Chúng thần kêu rên, kinh chặt đứt suy nghĩ của hắn. Lại xem vô vọng hải, đã là huyết sắc một mảnh, một tôn tôn thần minh, một tôn tiếp một tôn bị phách diệt, rơi vào trong biển, lại nhấc lên một mảnh sóng gió. Bọn họ là không nghĩ tới, không nghĩ tới Triệu Bân, thế nhưng thật dám giết tiến vào. Triệu Bân tiến vào không gì, nhưng Thiên Kiếp cũng đi theo tiến vào, vậy đến không được. Tiểu sư thúc, mau ra đây." Thủy thần một tiếng kêu gọi. Thần triều chúng cường giả cũng sôi nổi truyền âm, ở vô vọng hải độ kiếp, đây là điên rồi a. À. Còn có thế nhân, tiểu tâm can cái kia đập bịch bịch, vĩnh hằng thể sợ là không muốn sống nữa. Oanh, Triệu Bân tựa không nghe thấy, như cũng dẫn theo chảy huyết chiến mâu, liều mạng đuổi giết chúng thần. Nhân hắn, toàn bộ vô vọng hải đều nổ tung khô diệt ánh sáng, mông đầy hủy diệt chi ý. Đang ở trong đó chúng thần, tập thể tao ương, ăn khô diệt ánh sáng, bị phách huyết cốt bay tứ tung thêm chi thiên kiếp phách trảm, kết cục càng thảm thiết. Đồng dạng gặp nạn, còn có triệu bân. Ở đây, cũng thuộc hắn nhất thảm, ai làm hắn là độ kiếp giả đâu. Vô vọng hải càn khôn, nhiễm nhiên đã bị hắn nhiễu loạn, ổn đều ổn không được, còn có thần sơn, đá vụn lăn xuống, pháp tác bay múa, cũng có sụp xuống chi tượng. Oanh, phanh, to như vậy vô vọng hải, sóng gió vạn trượng. Nguy nga thần sơn, cũng là lắc lư bất kham. Toàn nhân triệu bân bán thần kiếp đem càn khôn nháo lung tung rối loạn, khô diệt quang, hủy diệt khí, như một đầu đầu giao long, tung hoành trong đó, cùng thiên kiếp lôi điện, đan chéo cùng múa. Phốc, răng rắc, rối loạn, toàn bộ vô vọng hải đều rối loạn. Đang ở trong biển người, vô luận là độ kiếp triệu bân, vẫn là ứng kiếp chúng trí tôn, đều gặp đáng sợ ách nạn, không một không chật vật, không một không ở đẫm máu, các màu huyết quang, mộc lôi đình cùng tia chớp, phát họa thành từng đạo cầu vồng. Sát đỏ mắt, Triệu Bân thật sát đỏ mắt. Nhiều năm qua thù cùng hận, đã làm hắn điên cuồng đến mức tận cùng. Hắn điên cuồng, chú định là chúng thần ác mộng, càng nhiều thần minh ở kiếp trung đẫm máu, cũng càng nhiều trí tôn, táng nhập vô vọng hải, kia từng đóa lộng lẫy huyết hoa, đều như từng vòng nổ tung thái dương. Điên rồi! Hắn thật là điên rồi! Bên ngoài quần chúng nhóm, đều kinh hãi không thôi. Vĩnh hằng thể chính xác to gan lớn mật, cũng không nhìn xem vô vọng hải là địa phương nào, thế nhưng thật dám vào đi độ kiếp. Năm xưa, khi mình chỉ là ở trong biển, tiểu đánh tiểu nháo một phen, đã bị chế tài giả cầm tù nhiều năm. Lần này, Triệu Bân làm ra như vậy động tính, chế tài giả một cái tát chụp chết hắn đều không quá. Nói đến chế tài giả, không ít lớp người già đều nâng mắt, ngước mắt hoàn nhìn trời tế. Lẽ ra, vô vọng hải gặp kiếp phạt, chế tài giả cũng nên buông xuống, ngủ rồi. Ngủ không được. Chế tài giả tất nhiên là tỉnh, lại là chưa nhúng tay, không những chưa nhúng tay ngược lại tìm cái chỗ ngồi ngồi kia như cái nhàn tản cụ ông ngồi xếp bằng nhi ngắm phong cảnh ở hắn xem ra vô vọng hải phong cảnh vẫn là có khác mấy phen thú vị đến nỗi thần sơn đến nỗi tiên thần thông nói hắn đều không phải là không nghĩ quản là quản không được mặc dù giờ phút này đem triệu bân sách ra tới nên hủy vẫn là hủy bởi vì thiên kiếp đã nhập vô vọng hải càn khôn đã băng rồi lão quan nhi người tiên giới làm gì đâu chính nhìn lên đột văn thế gian một tiếng gào to. Nãi đúc không, khó được tiến tới một phen, hơn phân nửa đêm không ngủ được, gác kia cẩn trọng tu càn khôn. Tu tu, liền giác thiên địa dung chuyển. Không phải phàm giới vấn đề, là tiên giới ra tật xấu. Nếu sở liệu không kém, lại có người vô vọng hải làm ẩm ý, thả nháo động tĩnh còn không nhỏ. Này một nháo không quan trọng, hắn này bạch bận việc. Triệu bân còn sống, những sớm biết hiểu, tiên giới chế tài giả lời nói từ từ có biết một vài, đuốc không rơi thần quang, mạnh mẽ ổn định phàm giới càn khôn. Nguyệt thần cũng tồn tại, như cũng biết được. Gì, Nguyệt thần còn sống. Đuốc không sừng sốt một chút, đủ ba năm nháy mắt không phản ứng lại đây. Hắn là khiếp sợ, cũng là không nghĩ ra, năm xưa, hắn rõ ràng nghe được tam thần tiếng chuông, đều đến như vậy hoàn cảnh, Nguyệt thần còn có thể sát hồi thế gian. Tu luân hồi, như vậy như bức sao. Mau, cấp lão phu nhìn một cái đuốc không đốn tinh thần tỉnh táo. Thời khắc mấu chốt, tiên giới chế tài giả không tiếp tra, quyền đương không nghe thấy, liền gác kia sủy xuống tay, chính thức xem nguyệt thần. Đừng nói, kia đàn bà nhi một thân diễn phục, vẫn là rất có vài phần ý nhị. Nếu, chín thế thần thoại bãi đài hát tuồng, hắn sẽ cái thứ nhất chạy tới xem, vào bàn phí gì, đều không sao cả, táng ra bại sản hắn cũng nguyện Người đâu? Đuốc không một tiếng mắng to, cấp tung tăng nhảy nhót. Đáp lại hắn, là một mảnh đến từ tiên giới nổ vang, chấn thế gian đều rung chuyển. Càng là như thế, hắn càng là sốt ruột thượng hỏa, đảo không phải nhân càn khôn hỗn loạn, mà là nhân triệu bân cùng nguyệt thần. Kia hai thầy trò thấu một khối, nhất định đang làm sự tình. Như thế tuồng, hắn cố tình xem không, có thể không thượng hỏa sao. Đồng dạng thượng hỏa, còn có minh thần. Vô vọng hải náo động, thế gian tao lan đến, minh giới cũng giống nhau, nhưng không được tìm tiên giới chế tài giả hỏi một chút sao hỏi qua sau, hắn cũng đốn không có buồn ngủ, tưởng thấu cái náo nhiệt gì, thí dụ như, thưởng thức thưởng thức tiên giới phong cảnh. Nhưng tiên giới vị kia, căn bản không phản ứng hắn. Cấp gì, tiên giới chế tài giả ổn ngồi thái sơn. Vô vọng hải hình ảnh, hắn đã dấu vết, thuận tiện, còn cấp nguyệt thần tới mấy chương đại đặc tả. Đãi thiên kiếp hạ màn, liền lấy ra đi bán tiền. Vật lấy hy vi quý, minh giới cùng thế gian kia hai, có thể không cho hắn tác điểm nhi bảo bối. Chuyện này, kia hai hóa cũng thường làm, dù sao cũng phải làm hắn dương mi thổ khí một hồi. Vô đạo, những giờ phút này không ra, càng đãi khi nào. Ba người vô nghĩa khi, vô vọng hải phương hướng chuyển đến tê gào. Chúng thần bị đánh sốt ruột, một cái so một cái gào vang dội đến nỗi bọn họ trong miệng vô đạo, chỉ tất nhiên là tiên giới chế tài giả, tốt xấu là một giới chúa tể, có người ở vô vọng hải độ thiên kiếp, người con mẹ nó nhìn không thấy. Vẫn là nói, cố ý làm việc thiên tư gian lận. Không nghe thấy, tiên giới chế tài giả chưa phản ứng, còn ở nhìn chằm chằm nguyệt thần xem. Nhân tiện tay, hắn còn suy đoán một phen. Nề hà, hắn bản thân đạo hạnh vô dụng, chứng kiến một mảnh mơ hồ. Cũng không sao, hắn nãi tiên giới chúa tể, suy đoán không ra nguyệt thần, kia liền dùng đại càn khôn. Như vậy nhìn lên, hắn thấy rõ ràng, thật đúng là triệu bân kia tư kia tác, năm đó tử chiến không lùi, thật cấp nguyệt thần, bác tới một tia hy vọng, nguyệt thần cũng không làm đồ nhi thất vọng thật liền nghịch thiên trở về suy đoán nguyệt thần hắn lại xem triệu bân đồng dạng lấy đại càn khôn nhìn trộm xem qua tuy là hắn tâm cảnh đều không khỏi thổn thức nếu không sao nói là nghịch thiên yêu nghiệt chính là không đi tầm thường lộ một phen làm đến ngoại vũ trụ cái gọi là có được có mất đi một chuyến ngoại vũ trụ ném một thân khí vận lại cũng được không ít tạo hóa liền như kia cốt khu thật thật bá đạo ngô tưởng một trường chụp chết hắn nhữ, có gì dị nghị không? Tiên giới chế tài giả loát tròm dâu. Lời nói là đối nguyệt thần nói, lại nói lời lẽ nghiêm túc. Triệu bân rối loạn vô vọng hải, theo lẽ công bằng xử lý nói, chụp chết hắn không tật xấu. Tính tính thời đại, nhữ chi nhiệm kỳ, mau đầy, nguyệt thần từ từ nói. Lời này vừa ra, tiên giới chế tài giả đốn lông mày hơi trọn, uy hiếp lão phu. Ân, nguyệt thần cũng thật sự, thật liền ứng, không sai, chính là ở uy hiếp ngươi, dám đụng đến ta đồ nhi, đãi người lui ra chúa tể chi vị, đãi người tá rất đại càn khôn, xem lão nương không lộng chết ngươi. Tiên giới chế tài giả không nói, loát tròm dâu động tác, phá lệ tiêu chuẩn, thầm nghĩ, ở chụp chết triệu bân đồng thời, muốn hay không đem nguyệt thần cũng một khối tiến đi, hắn hiện giờ vẫn là tiên giới chúa tể, còn thân dung đại càn khôn, tưởng diệt nguyệt thần, một ngón tay liền đủ rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Sát triệu bân không có việc gì, nếu đem nguyệt thần diệt hắn tám phần cũng sẽ đi theo chôn cùng bởi vì hắn cái này chế tài giả còn có người lãnh đạo trực tiếp đâu ân cũng chính là thiên đạo không phân xanh đỏ đen trắng tàn sát thần minh hắn ắt gặp chế tài đương nhiên này không phải nguyên nhân chủ yếu chủ yếu là hắn xem triệu bân thuận mắt xem nguyệt thần càng thuận mắt đãi năm nào lui ra chúa tể chi vị hắn còn muốn đi trí tôn thành mát mẻ mấy ngày đâu rốt cuộc hắn làm chế tài giả mấy năm nay cũng chọc không ít trí tôn ghi hận, tưởng đem hắn nghiền xương thành cho đại lão, nên là một chảo một đống, thần sao. Dù sao cũng phải cho chính mình tìm cái đường lui. Hắn chi tâm cảnh, nguyệt thần tất nhiên là rõ rành rành. Sắp sửa thoái vị, là nên tuyển lập trường lúc. Tuyển nàng thần triều kia đó là chiến hữu. Tuyển đối địch, vậy trên chiến trường thấy bái.